mươi 1936, hứa hẹn của Mạnh Trương tại Thiên Khải chi trụ ở thôn Thang Lục Châu, và đám người Ma Thiên Các xuất hiện gần đó các chủ, đã đến nơi sở dĩ Lục Châu đến đây là vì trong bản đồ cổ, cũng đánh dấu vị trí Thiên Khải chi trụ ở thôn Thang, hắn phải đến để thu hồi thứ thuộc về mình các ngươi đợi ở đây. Vâng Lục Châu phi hành về phía Thiên Khải chi trụ khi đến gần, bầu trời đêm đột nhiên mở mắt, một vầng trăng sáng chiếu rọi khắp đất trời Lục Châu ngẩng đầu nói, Mạnh Trương, đã lâu không gặp, ngươi vẫn như trước nhỉ hư ảnh giữa không trung đã nhận ra lục châu nói nhắm mắt lại, hóa thành một bóng người rồi mới cất tiếng, là ngươi. Nhân loại không được đến gần thiên khải chi trụ lão phu tới đây để lấy lại đồ vật, của mình lục châu nói đồ gì của ngươi. Chuyện quá lâu rồi, không nhớ rõ nữa lục châu chậm rãi nói, ngươi là thiên chi tứ linh sinh ra ở thời kỳ thượng cổ, hẳn là ngươi có biết ma thần trầm thấp nói, nhân loại, ngươi để cao chính mình vù. Mạnh trương hóa thành quái vật khổng lồ che trời, nó há miệng ra thổi hàn phong về phía lục châu, đồng thời trên không trung lại xuất hiện một đạo lôi điện còn mạnh hơn trước ba phần lục châu ném ra thời chi sa lậu định thời chi sa lậu mang theo lực lượng thiên tướng và một chút lực lượng thiên đạo khoách tán ra thiên địa vạn vật đều dừng lại hư ảnh lóe lên lục châu xuất hiện ở một vị trí khác thu hồi thời chi sa lậu thời gian khôi phục tất cả đòn tấn công của mạnh trương đều đánh vào hư không hà mạnh trương nghi hoặc nói mới trăm năm mà ngươi đã có năng lực của trí tôn rồi may mắn thôi lục châu thản nhiên đáp mạnh trương không tiếp tục xuất thủ chỉ một chiêu nó đã dò xét được tu vi của lục châu ngưng tụ thành hình người mạnh trương trầm mặc một lúc rồi mở miệng nói ngươi rốt cuộc đã trở về lục châu hiểu hàm nghĩa trong câu này lập tức vươn tay ra trả đồ cho lão phu mạnh trương trầm mặc lục châu vẫn lì đòn giơ tay ra chờ nó lát sau mạnh trương mới thở dài cái thứ khốn nạn nhà ngươi gặp ngươi là bất hạnh lớn nhất đời bản thần hư ảnh di động một đoàn quang hoa từ trong thân nó bay ra lục châu phất tay áo nhận lấy khi nhìn rõ thứ trong tay mình hắn cũng kinh ngạc không thôi thiên hồn châu đây là thiên hồn châu của mạnh trương ký ức mà lục châu có được chỉ là những đoạn ngắn có lẽ phút lâm chung ma thần không còn bao nhiêu lực lượng nên cũng chỉ lưu lại được từng đấy hóa ra thứ mà ma thần lưu lại ở chỗ này là lời hứa hẹn của mạnh trương lục châu kinh ngạc nhìn lên hư ảnh trên bầu trời ngươi không sợ lão phu cầm thứ này rồi chạy mất sao mạnh trương đáp ngươi và ta vẫn luôn giữ chữ tín ta đã hứa hẹn với ngươi nhất định sẽ làm được cảm nhận được năng lượng trong thiên hồn châu Lục Châu tin chắc nó là đồ thật, bè nói, cho lão phu thời gian 3 ngày mạnh trương lơ đĩnh nói, bản thân cho ngươi 10 năm cái giá ngươi phải trả là. Thay bản thần chấn thủ thôn than, trong 10 năm này nó không tin nhân loại có thể tiêu hóa được thiên hồn châu, chỉ trong 3 ngày từ xưa đến nay hung thú dùng thọ mệnh dài lâu, để đổi lấy tu vi, mà nhân loại dùng tu vi để đổi lấy thọ mệnh. Đó là chân lý bất di bất dịch Lục Châu tự tin nói, lão phu nói ba ngày là ba ngày mạnh trương, không thèm để ý 10 năm sau ngươi dùng ấn pháp này, để thức tỉnh bản thân trong lúc đó, nếu thiên khải chi trụ ở thôn than, xảy ra chuyện gì thì khi tỉnh lại bản thân sẽ giết chết ngươi lục châu, vốn muốn hỏi nó vì sao phải cố chấp chấn thủ thiên khải chi trụ như vậy, nhưng hư ảnh nó đã biến mất trong làn sương mờ, nên đành thôi có một số chấp nghiệm không thể chỉ nói vài ba câu là, có thể thay đổi, mặc kệ nó vậy trong tương lai vào một ngày nào đó, có lẽ nó sẽ minh bạch thứ mà nó đang thủ hộ chỉ là trăng trong gương, hoa trong nước lục châu trở lại chỗ đám người ma thiên cát bọn hắn cũng thở phào một hơi mạnh trương hình như không hung hăng như lần trước phan trọng nói còn không phải là do các chủ đã đánh nó một trận sao bọn hắn vẫn còn nhớ rõ lần trước đến thôn thang lục châu đã đại chiến với mạnh trương một trận trăm năm qua đi tu vi các chủ đại tăng mạnh trương chỉ có thể cam bái hạ phong nghỉ ngơi tại chỗ ba ngày lục châu nói vâng lục châu tìm một chỗ yên tĩnh gọi ra liên tọa rồi khảm thiên hồn châu vào hắn dám hứa hẹn ba ngày là bởi vì lần trước dùng thiên hồn châu của tiểu đế quân phi đản cũng chỉ mất có một đêm là song lần này hẳn là cũng không ngoại lệ quả nhiên không ngoài dự liệu. Thiên Hồn Châu vừa khảm vào mệnh cung, không lâu đã có ba khu vực xuất hiện ba động mở ra ba mệnh cách. Lục Châu hơi kinh ngạc phi đản là tiểu đế quân, Mạnh Trương chỉ là thần quân theo lý thuyết thì Thiên Hồn Châu của Mạnh Trương phải yếu hơn mới đúng nhưng nghĩ lại, Mạnh Trương vốn là thiên chi tứ linh, hiện tại tu vi thần quân là do nó đã bị yếu đi tục ngữ có câu lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, xem ra phi đản còn kém xa thiên chi tứ linh khi Thiên Hồn Châu sắp chìm hẳn vào mệnh cung, Lục Châu vươn tay lấy nó ra két, một tiếng giòn tan vang lên ba khu vực mệnh cách được lấp đầy, bắt đầu xoay tròn tiến vào giai đoạn thứ hai Lục Châu cất thiên hồn châu đi, hai lòng gật đầu, sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái lĩnh ngộ thiên thư khoảng thời gian này, hắn lĩnh hội thiên tự quyển, mỗi lần lĩnh hội đều sẽ nhìn thấy hình ảnh của công đức thạch và một số hình ảnh liên quan đến sinh tử, phục sinh có người là địch nhân bị hắn giết, có người là tu hành giả vô cớ bị giết chết cũng có người là phàm nhân chết già chẳng lẽ hạch tâm của thiên tự quyển là sinh và tử. Lục Châu có thể cảm giác được trong lúc hắn lĩnh hội, sẽ có các loại lực lượng khác nhau, trong cơ thể từ từ chuyển hóa thành lực lượng thiên đạo tu hành giả cấp chân nhân, có thể trưởng khống một loại quy tắc như không gian. Thời gian mà lực lượng thiên đạo thì ẩn chứa rất nhiều loại quy tắc trong đó, càng lĩnh hội thiên thư thì số lượng quy tắc càng nhiều, bao gồm cả sinh tử. Và luân hồi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lục Châu nhắm mắt bất kể thế nào, chỉ cần không ngừng mạnh lên sẽ có ngày hắn có được đáp án mình muốn thời gian thấm thoát trôi qua ba ngày sau. Lục Châu mở mắt nhìn về phía mệnh cung đúng như hắn dự đoán, quá trình khai mệnh cách đã hoàn thành, 32 khu vực mệnh cách tỏa ra quang mang trói lọi Lục Châu hài lòng gật đầu, đứng dậy bay về phía Thiên Khải chi trụ dựa theo ấn pháp mạnh trương lưu lại, Lục Châu thi triển ra một đạo ấn phù ấn phù bay vào không trung, mê vụ rung động mạnh trưng mở mắt ra, hai vầng trăng sáng xuất hiện hư ảnh hiện ra hóa thành hình người xuất hiện, trước mặt Lục Châu mạnh trương nhìn trời, cảm khái nói, 10 năm trôi qua thật nhanh không ngờ ngươi có thể hoàn thành trong 10 năm mạnh trương, gật gù lục châu sửa lời nó, chỉ mới có 3 ngày thôi, không phải 10 năm mạnh trương lắc đầu, ngươi không cần lừa gạt bản thân lục châu thật sự cạn lời, bèn lấy thiên hồn châu ra ném cho nó tin hay không tùy ngươi nói xong, lục châu xoay người bay về chỗ đám người ma thiên các, hạ lệnh, đi thôi vâng đám người tiến vào phù văn thông đạo rồi biến mất mạnh trương, thử cảm ứng một lần, ngơ ngác nói, thật sự chỉ mới có 3 ngày, điểm đánh dấu trên bản đồ cổ đã biến mất. Xem ra đồ vật thất lạc của ma thần đã thu hồi đủ Lục Châu, trở về Ma Thiên Các, chuyện đầu tiên hắn nghĩ tới là làm sao để lên trời theo thế cục trước mắt, thì có hai cách, một là cưỡng ép tiến vào, hai là dùng cách khác hòa thuận hơn hành vi cưỡng ép quá mức kiêu ngạo, chẳng khác gì công nhân tuyên chiến với Thái Hư, mà hiện tại thời cơ còn chưa đủ, không thích hợp làm thế Lục Châu lại nghĩ tới lão thất nếu có hắn ở đây, thì sẽ không phải đau đầu vì chuyện này Lục Châu, bèn triệu tập mọi người để cùng thương thảo vấn đề này các chủ, cưỡng ép tiến vào Thái Hư là chuyện không thể chẳng bằng chúng ta chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, lẻn vào thái hư. Chu Kỳ Phong nói lẻn vào thái hư rất dễ bị phát hiện, ngươi cho rằng đám thủ vệ đều là đồ ngu. Lục Ly không người nói với Lục Châu, các chủ, ta có một chủ ý tuyệt diệu nhưng không biết ngài có thích không cứ nói đi Lục Châu. Vùng tay nói vâng Lục Ly nhìn về phía mọi người, lâu nay chúng ta vẫn nghe đồn thái hư đang không ngừng mời chào nhân tài trăm năm trôi. Qua, không có mấy ai biết được thực lực chân chính của ma thiên các, ngược lại trong tu hành giới còn truyền rằng ma thiên các, chúng ta đã giải tán hiện tại lê xuân của huyền giặc điện đang tuyển thành viên cho huyền giáp vệ sao chúng ta không nhân cơ hội này để làm huyền giáp vệ tiến vào thái hư đại điện lâm vào yên tĩnh từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào lục ly có người lộ vẻ xem thường có người im lặng không nói các chủ cao cao tại thượng tung hoành thiên hạ sao có thể dùng loại thủ đoạn cấp thấp này chứ cảm nhận được ánh mắt giết người của mọi người lục ly xấu hổ cười xem ra chủ ý của ta thật ngu ngốc mọi người bỏ qua cho nhưng mà lục châu đột nhiên lên tiếng phương pháp cũng tốt đấy chứ đám người. Lục Châu đứng dậy, chắp tay sau lưng chậm rãi đi xuống bậc thang lực lượng và tu vi đương nhiên quan trọng, nhưng chỉ biết sử dụng ma lực sẽ trở thành kẻ ngu xuẩn các chủ nói đúng. Lắm các chủ anh minh, loại sự tình này dùng trí mới là thượng sách lục ly, được lắm, một đám chỉ biết vỗ mông ngựa. Lúc này nhan chân lạc nói, tu vi tập thể ma thiên các không tệ, nhưng tập trung số lượng lớn như vậy có khiến thái hư hoài nghi không? Thiên tài vốn rất ít, một đống thiên tài xuất hiện, thì không thể không hoài nghi đây đúng là vấn đề không nhỏ lục ly sơ cầm mạnh trường đông lại lắc đầu nói ta thấy việc này không thành vấn đề ngươi có kiến giải gì lục châu hỏi mạnh trường đông nói tu hành giả kim liên giới vì bị trói buộc mà nhỏ yếu cũng vì trói buộc mà cường đại trăm năm qua ta vẫn luôn so sánh tốc độ tu hành của hồng liên với kim liên phát hiện tốc độ tiến bộ của người kim liên giới cao hơn rất nhiều chỉ mới mấy trăm năm trôi qua mà tu vi chỉnh thể trong kim liên đã ngang bằng với hồng liên rồi Đám người nghe vậy đều giật mình nhanh như vậy sao? Hồng Liên tuy nhỏ yếu nhưng lúc trước lại mạnh hơn Kim Liên nhiều khi đó, Kim Liên không có một người nào là cửu diệp, mà Hồng Liên đã có đến mấy thập diệp mạnh trưởng đông nói tiếp, không chỉ thế, pháp thân Kim Liên có tính tự do vận động rất cao, xét về tiềm lực thì hơn hẳn Hồng Liên, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp cả Hắc Liên cho nên, việc Kim Liên giới có một đám thiên tài xuất hiện, cũng có thể giải thích được Lục Ly gật đầu, chẳng trách ta cứ thấy mình đuổi không kịp bốn vị trưởng lão trước đó tu vi tả sứ hữu sứ hơn xa bốn vị trưởng lão, nhưng sau 200 năm, các vị trưởng lão đã vượt mặt bọn hắn vậy còn những người đến từ Hồng Liên, Hắc Liên và Thanh Liên thì giải thích thế nào? Mạnh Trường Đông nói, Thanh Liên vốn có tu vi cao, không cần giải thích ta nhớ rõ năm đó, các chủ đến bí ẩn chi địa gặp được liệp đôi U Linh, cũng tụ tập toàn nhân tài chúng ta dùng danh nghĩa, của liệp đội là được đám người nghe vậy đều gật đầu tán thưởng, nếu bọn hắn vẫn hoài nghi thì sao? Nhan chân lạc hỏi hoài nghi, cũng chẳng sao làm gì có ai tự dưng lại tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ngươi cho rằng Thái Hư bị ngu hay gì? Lục Ly cười nói, chúng ta chỉ cần đến được Thái Hư là đủ về. Sau bọn hắn sẽ đưa ra nhiều khảo nghiệm, huyền giáp vệ và ngân giáp vệ có thù, chúng ta cùng huyền giáp vệ, cũng xem như là cùng chung lợi ích lục hữu sư nói rất có lý, ta tán thành ta cũng tán thành đám người lần lượt giơ tay biểu quyết, sau đó quay đầu nhìn về phía lục châu, chờ quyết định của các chủ cứ làm như thế đi lục châu, gật đầu nói vâng lục ly nói, Thu Thủy Sơn có biện pháp liên hệ với Lê Xuân chỉ là Nói đi Lục Châu ra hiệu cho hắn nói tiếp Lê Xuân từng gặp chúng ta một lần, nếu hắn nhận ra thì hơi khó làm. Mạnh Trường Đông nói, việc này không phải vấn đề lớn Trần Đại Thánh Nhân đã quy thiên, Lê Xuân chỉ muốn mời chào nhân tài lần trước nhìn thấy các chủ hắn, cũng đã có ý muốn mời chào, hiện tại chúng ta đáp ứng, thì hắn càng mừng ấy chứ truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Có lý ta sẽ đi liên hệ xem sao Lục Ly xoay người rời đi để tiện cho kế hoạch, Lục Châu dẫn theo đám người Ma Thiên Các, tiến vào phù Văn Thông Đạo đến Thu Thủy Sơn ngày hôm sau, trong đạo trường ở Thu Thủy Sơn, Lục Châu ngắm nhìn bức họa của Trần Phu, khẽ thở dài một hơi lúc này Lục Ly nhanh chân chạy đến, khom người nói: "Các chủ, đã liên hệ được với Lê Xuân, lát nữa hắn sẽ đến đây." Lục Châu gật đầu, ngồi xuống chờ đám người Ma Thiên Các cũng lục tục chạy tới, cùng Lục Châu chờ gặp Lê Xuân khoảng một khắc đồng hồ sau, bên ngoài đạo trường truyền đến tiếng cười cười mở kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt ta thưởng thức loại nhân tài như ngươi đám người nhìn ra quả nhiên là lê xuân đạo thánh của huyền giặc điện đang mỉm cười đi vào bước vào đạo trường lê xuân nhìn lục châu và đám người ma thiên cát gật gù nói đã lâu không gặp tu vi các ngươi lại tiến bộ không ít lục châu nói may mắn thôi vậy thì ngươi đúng là người rất may mắn ngồi đi lục châu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh lê xuân không hề khách khí ngồi xuống ta đã biết mong muốn của các ngươi vẫn là câu nói cũ nếu các ngươi nguyện ý gia nhập huyền giặc điện ta lúc nào cũng hoan nghênh lục ly nói. Dạo gần đây các chủ nhà ta thường hay nghĩ tới việc này người luôn hướng tới chỗ cao, mong Lê Xuân đạo thánh bằng lòng dẫn dắt trong trăm năm qua Lê Xuân, vẫn luôn tìm kiếm nhân tài ở khắp nơi cửu liên có không ít tu hành giả, nhưng nhân thủ mãi vẫn chưa đủ lại thêm cửu điện khác, cũng cạnh tranh không ngừng nên nhiệm vụ đã khó càng thêm khó Lê Xuân cười nói, đều là việc nhỏ nếu các ngươi thành huyền giáp vệ, chúng ta chính là người một nhà rồi Lục Châu nói, hôm nay Lão Phu mời ngươi tới chỉ là để thương thảo việc này, không có nói chúng ta nhất định sẽ gia nhập huyền giáp vậy nghe vậy lê xuân nhướng mày đang đùa ta sao lục châu tiếp tục nói thập điện thái hư chúng ta muốn đi đâu mà chẳng được đại ý chính là huyền giặc điện các ngươi không phải là lựa chọn duy nhất đâu lê xuân hiểu ý vội cười nói không giống nha huyền giặc điện của ta có năng lực tự chủ cao ngoại trừ thánh điện thì không cần nhìn sắc mặt của cử điện còn lại nếu các ngươi vào điện khác thì sẽ không có đáy ngộ này đâu nghĩ ngợi một chút lê xuân lại nói không phải ai cũng có tư cách gia nhập huyền giặc điện các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ lục châu gật đầu nói nếu muốn lão phu gia nhập huyền giặc điện phải đáp ứng một điều kiện này mới nói mọi người ở đây đều là bằng hữu lâu năm của lão phu bọn hắn và lão phu có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục lê xuân nhìn đám người ma thiên cát khẽ gật đầu đây đúng là một người đắc đạo gà chó thăng thiên hắn thử cảm ứng tu vi của đám người phát hiện ai nấy đều không tệ có một số người tuy tu vi chưa đủ chuẩn nhưng nể mặt lục châu thì cũng bỏ qua được hiện tại đang thiếu hụt nhân tài giảm yêu cầu một chút cũng chẳng sao Lê Xuân bỗng kỳ quái hỏi, ta nhớ rõ ngươi còn có mấy tên đệ tử tu vi không tệ bọn hắn đi đâu cả, rồi. Nghe được câu hỏi này, Lục Châu liền biết tin tức của Lê Xuân, không mấy linh thông việc này cũng không có gì lạ, đệ tử Lục Châu đều nắm giữ hạt giống thái hư, bị năm vị đại trí tôn mang đi, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ đừng nói lưu truyền tin tức, ngay cả muốn gặp bọn hắn cũng khó như lên trời cho dù là thượng trương đại đế. Sống ở Thái Hư cũng thời thời khắc khắc trong chừng Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, đừng nói tới đám đại đế, sống ở vùng đất thất lạc lão phu cũng không biết bọn hắn đã đi đâu lục châu thành thật đáp thật đáng tiếc lê xuân nhìn quanh ánh mắt dừng lại ở bức chân dung của trần phu theo tính toán của ta thì đại hạn của trần phu đã đến từ sớm đệ tử của hắn đâu hết rồi đám người không còn gì để nói lê xuân đúng là rất cần mẫn nói ba câu cũng không rời nghề chính xem ra huyền giặc điện thật sự đang rất thiếu hụt nhân tài lục châu rất áy náy với cái chết của trần phu càng không muốn đệ tử của hắn bị quấy dày bèn nói bọn hắn đã rời khỏi quê hương Sống cuộc đời ẩn cư tu hành Lê Xuân lộ vẻ tiếc hận nói: "Thật là đáng tiếc, đám đệ tử của Trần Phu có thiên phú không tệ, nếu bồi dưỡng thích đáng thì sau này cũng trở thành nhân tài đắc lực thôi. Bây giờ nói mấy chuyện này cũng đã muộn." Lê Xuân tiếp tục nói: "Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng gia nhập Thái hư thì ngươi phải tuân thủ quy củ của Thái hư." Không đợi Lục Châu trả lời, Lục Ly đã lên tiếng: "Đó là đương nhiên nói thế nào thì cũng phải vào được Thái hư trước đã, chuyện sau đó từ từ tính tốt lắm." Lê Xuân hưng phấn đứng lên nói: "Lê Xuân ta chúc mừng các vị." từ nay trở thành người đứng trên vạn người ba ngày sau chúng ta cùng nhau lên trời. Theo Lê Xuân, chỉ cần giúp huyền giặc điện lớn mạnh thì đám người này có bối cảnh gì, cũng không quan trọng Lê Xuân cũng không thèm để ý Lục Châu kiêu ngạo thế nào, vào thái hư rồi thì có là, rồng cũng phải cuộn mình lại tu hành giả cửu liên không có người nào dám lớn lối, ở thái hư. Đây là sự thật đã được chứng minh qua 100.000 năm vấn đề đám người ma thiên cát, lo lắng cũng không phát sinh đêm hôm đó Lục Châu ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái lĩnh hội thiên thư từ khi lĩnh hội thiên tự quyển ý thức của lục châu đều bị kéo vào một vòng xoáy tựa như giấc mộng kỳ quái trong mộng hắn không có lực lượng không có tu vi khi gặp phải hung thú cũng bay không nổi gặp phải vòng xoáy thì không rời đi được cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng thỉnh thoảng hắn sẽ thấy công đức thạch khắc đầy ký hiệu kỳ bí tỏa kim quang trói mắt không biết đã bao lâu bên tai lục châu bỗng chuyển tới thanh âm các chủ các chủ lục châu cố gắng mở to mắt ý thức giống như từ nơi biển sâu từ từ ngoi lên rốt cuộc cũng trở về bản thế trời đã sáng lục châu thở ra một hơi Rốt cuộc hắn vẫn không hiểu nổi lực lượng của Thiên Tự Quyền là như thế nào, các chủ. Lê Đạo Thánh đợi ngài đã lâu đã biết Lục Châu. Đứng dậy đi ra cửa trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn về phía cái bàn, cái ghế và cả bức tranh của Trần Phu trong Đạo Trường Thương Hải Tăng Điền cảnh còn người mất có lẽ. Sau này hắn sẽ chẳng đến đây nữa. Đám người Ma Thiên các đã tập hợp Lê Xuân, Đạo Thánh đi qua đi lại chờ đợi Lục Châu. Lê Đạo Thánh chờ một chút, các chủ sẽ tới ngay. Mạnh Trường Đông nói Lê Xuân cười đáp không vội không vội nhân tài đáng giá để chờ đợi trăm năm qua ta còn chờ được hiện tại có là gì lời này thuần túy chỉ là nói lịch sự mà thôi trong lòng lê xuân đã gấp đến độ không thể đứng yên để ngươi chờ lâu lục châu từ xa đi tới khí thế không đổi lên đường đi lê xuân cảm thấy không ổn lắm bèn thấp giọng nói lục huynh ta có một đề nghị nho nhỏ nói đi vào thái hư rồi thì nên khiêm tốn cúi đầu một chút lê xuân nói ta muốn tốt cho ngươi thôi thái hư không giống với cửu liên đâu đám người cao cao tại thượng ở cửu liên khi vào thái hư đều chỉ là tầng dưới chót tân nhân nên có giác ngộ của tân nhân, đây là lời Lê Xuân thường nói với đám người mới, chỉ là người mới đợt này hơi đặc biệt nên hắn mới dùng từ uyển chuyển một chút lục châu nói, lão phu tự có phân tắc Lê Xuân, được rồi, kệ ngươi dù sao nhiệm vụ tuyển người của mình đã hoàn thành, sau khi tiến vào Thái hư, bọn hắn phải tự dựa vào bản thân thôi, đắc tội đại lão rồi bị phạt cũng là bọn hắn chịu, mình nhọc lòng làm gì đã như vậy thì chúng ta lên đường thôi Lê Xuân, đạp đất bay lên, phi hành về phương Bắc lục châu vốn muốn để tọa kỵ đi cùng nhưng bọn nó quá gây chú ý dễ bị bại lộ nên đành để lại ma thiên các đám người bay về hướng bắc sau đó bay thẳng lên trời trên không trung mạnh trường đông không ngờ phủ văn thông đạo của thái hư lại xây ở giữa không trung lê xuân cười đáp thập điện đều có thói quen lưu lại thông đạo khác nhau ta thích làm ở giữa không trung đám người bay qua tầng mây xuyên qua mê vụ nhìn thấy một ngọn sơn phong ngay ở phía trước lê xuân vừa nói vừa vung ra một trưởng trưởng ấn bay ra chạm vào đỉnh núi kích hoạt phủ văn thông đạo sáng lên vô số phù văn hiện ra tỏa quang mang không ngớt thấy cảnh này triệu hồng phất tán thưởng nói ta chưa bao giờ nhìn thấy phù văn thần diệu như thế chỉ có trí tôn mới khắc họa ra được phù văn bậc này đương nhiên người chưa thấy bao giờ rồi lê xuân thản nhiên nói lê xuân dẫn đầu bay vào thông đạo đám người ma thiên các theo sát phía sau đi quang hoa bắn lên ngút trời năng lượng cộng hưởng mãnh liệt một khắc đồng hồ sau khi quang hoa bốn phía tiêu tán đám người xuất hiện trên một tòa sơn phong ánh mặt trời dạng dỡ dọi xuống người bọn hắn bầu trời trong vắt không một gợn mây cơn gió nhẹ thổi qua trước mặt bọn hắn là một vùng đất mênh mông không thấy điểm cuối dãy sơn mạch cao đến năm ngàn trượng kéo dài liên miên không dứt đám người ma thiên cát vốn cho rằng thái hư cũng giống như cửu liên trước khi hiện tượng mất cân bằng xuất hiện nhưng cảnh tượng trước mắt lại nằm ngoài dự đoán nói thái hư là nhân gian tiên cảnh cũng không qua đây chính là thái hư trên mặt phan trọng tràn đầy rung động cửu liên không thiếu nơi có cảnh sắc như tiên giới nhưng so với nơi này thì đều kém ba phần lê xuân đứng chắp tay sau lưng cười nói hoan nghênh các vị tới thái hư thái hư thật sự ở trên trời vẫn luôn như thế chỉ là độ cao này không có nhân loại nào dùng sức mình bay tới được thôi mạnh trường đông tán thưởng nói công trình to lớn như vậy sao nhân loại có thể làm được ta cũng không biết nếu ngươi thích tìm hiểu thì thái hư có rất nhiều nhân tài nghiên cứu vấn đề này ngươi có thể giao lưu với bọn hắn lê xuân đáp từ khi vào thái hư hắn chưa từng quan tâm tới vấn đề này lục châu nói đại địa sinh ra thập đại thiên khải chi trụ trong vòng một đêm nâng thái hư lên trời lê xuân nhìn sang lục huynh biết rõ từng thấy trong mơ lục châu nói không buồn cười chút nào đám người thưởng thức mỹ cảnh thái hư hưởng thụ nguyên khí nồng đậm của nơi này và khí thức thái hư nhàn nhạt lan tỏa trong không gian chẳng trách tu hành giả nơi này lại cường đại như thế ngay cả trong không khí cũng có khí thức thái hư thập đại thiên khải chi trụ vốn là giếng nước của thái hư lê xuân cười nói nhưng đừng đi nói lung tung đây là bí mật mọi người đều biết nhưng không ai dám thảo luận còn nữa thái hư có mấy điểm kiêng kỵ ta phải nói rõ ràng với các ngươi một lần mời Lê Đạo Thánh nói lục ly, lên tiếng một là, trong thái hư không được nói tới việc trời sẽ sập, đây không phải vấn đề chúng ta cần quan tâm hai là, mọi việc liên quan đến thiên địa cân bằng đều có thánh điện xử lý ba là, không được đàm luận về thần tích của ma thần ở thái hư, cho dù các ngươi tò mò cỡ nào bốn là, người mới gia nhập thái hư không được đi loạn khắp nơi huyền giặc điện rộng lớn vô biên, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể đi tới cửu điện còn lại Lê Xuân, chỉ về phía trước, bên kia có lối đi thẳng tới huyền giặc điện đám người đi theo Lê Xuân, tới phù văn thông đạo Lê Xuân lại chỉ về phía tây nói, trong thái hư có rất nhiều thánh thú, có ngự thú sư quản lý chúng nếu chạy loạn, mà gặp phải thánh thú bộc phát thú tính, thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy mạnh trường đông nói, Lê Đạo Thánh yên tâm đám người tiến vào thông đạo, quang hoa sáng lên gần như là, trong chớp mắt bọn hắn đã xuất hiện giữa một quảng trường lớn phía trước chính là huyền giặc, đại điện huyền giáp vệ, đều ở gần thiên điện. Đám người vừa đi vừa thưởng thức kiến trúc của huyền giặc, điện trên đường cũng gặp phải một số tu hành giả hiếu kỳ có người mỉm cười nói, huyền giặc điện rốt cuộc cũng có tân nhân rồi Lê Xuân, không để ý tới mấy người đó mà đưa đoàn người ma thiên các, đi thẳng tới huyền giáp điện nơi này là địa bàn của huyền giáp vệ, theo quy củ thì các ngươi sẽ là một đội ngũ người mới đến lục huynh, ngươi là đội trưởng của tiểu đội này bây giờ ta phải về huyền giặc điện phục mệnh, chờ cơ hội thích hợp ta sẽ dẫn ngươi đi gặp mặt đế quân Lê Xuân nói mạnh trường đông. Chắp tay đáp, làm phiền rồi Lê Xuân bất đắc dĩ nhìn Lục Châu tên này, vẫn không chịu khiêm tốn cúi đầu chút nào được rồi. Tùy ngươi hắn bay về phía huyền giặc điện, không bao lâu sau đã tới nơi trong đại điện Lê Xuân trở nên cung kính, thái độ nghiêm túc không người hành lễ. Lê Xuân bái kiến trương điện thủ, bái kiến đế quân điện thủ trương hợp, và huyền giặc đế quân đồng thời nhìn về phía Lê Xuân miễn lễ Lê Xuân, đứng thẳng người dậy, mỉm cười nói, lần này đến tịnh đế thanh liên, ta thu hoạch được 19 huyền giáp vệ 19. Trương hợp hơi kinh ngạc nói, lần này thu hoạch không nhỏ nha huyền giặc điện đang cần dùng người, Ta đương nhiên phải tận lực rồi trường hợp hỏi, tu vi và thiên phú thế nào? Lê Xuân nói, đều không kém một số người có thiên phú vượt mức bình thường, nhất định sẽ làm trương điện thủ hài lòng một số người còn lại kém hơn chút. Nhưng bọn hắn quen biết nhau nên ta tự chủ trương thu nhận hết trường hợp gật đầu nói, làm tốt lắm, người đã nói quy củ thái hư cho. Bọn hắn nghe chưa? Nói rồi, việc còn lại chỉ chờ bọn hắn thích ứng với nơi này, thôi điện thủ chi tranh đang đến gần, hy vọng trước lúc đó bọn hắn có thể nhanh chóng dung nhập trương điện thủ yên tâm những người này sẽ không khiến ngài phải thất vọng lúc này. Huyền giặc đế quân mới lên tiếng, điện thủ chi tranh mỗi ngàn năm mới diễn ra một lần, phàm là tu hành giả đạo thánh trở lên đều có thể khiêu chiến. Với thập điện thái hư trường hợp, ngươi đừng làm cho bản đế quân thất vọng trường hợp không người nói, xin đế quân yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực giữ vững vị trí điện thủ huyền giặc, điện điện thủ chi tranh là quy củ do thánh điện đặt ra, một phần là để đám người đến từ cửu liên có cơ hội xuất đạo, một phần là để hạn chế thập điện chỉ cần cơ chế này còn tồn tại, thì đám điện thủ trong thập điện sẽ là tân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn các điện không thể đào tạo ra tâm phúc có biết đối thủ là ai, không. Trước mắt đã nhận được thư của thanh đế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai tu hành giả đạo thánh bên cạnh thanh đế sẽ tham dự trường hợp, nói thanh đế. Huyền giặc đế quân thở dài một tiếng, trước đó thanh đế rời khỏi thái hư đến ẩn cư ở vùng đất thất lạc. Nay thái hư yên ổn, hắn lại muốn trở về thanh đế muốn trở lại thái hư, thì cũng phải xem thái độ của thánh điện thế nào đã trường hợp tự tin nói nói có lý bản đế quân cũng không tin minh tâm sẽ trơ mắt nhìn vị trí điện thủ thập điện thuộc về đám chí tôn lòng không ở thái hư huyền giặc đế quân nói trường hợp gật đầu lê xuân nói bên cạnh thanh đế đâu có nhiều cao thủ cấp đạo thánh trở lên chẳng có mấy người đại đạo thánh thì không có lấy một vị hắn sẽ không tự mình đi khiêu chiến trương điện thủ chứ trường hợp đáp trăm năm trước thanh đế nhặt được hai người nắm giữ hạt giống thái hư nghe nói là có thực lực đạo thánh người có hạt giống bảy mươi năm trước ta đã tìm hiểu về hai người này một người giỏi dùng đao, một người giỏi dùng kiếm, thiên phú khá tốt, nhưng mà muốn thắng bản điện thủ thì còn kém xa không nên khinh thường đối thủ huyền giặc. Đế quân nhắc nhở vâng hắn đứng thẳng người lên, nói với Lê Xuân, Lê Đạo Thánh, ta rất có hứng thú với 19 người ngươi vừa mang về, dẫn ta đi gặp bọn họ Lê Xuân còn ước gì như thế đây, đám tân nhân luôn cần được dạy dỗ cho biết lễ độ một chút, mà đó không phải việc của Lê Xuân hắn trương điện thủ, mời trường hợp cực kỳ coi trọng huyền giáp vệ kể từ khi giao chiến với ngân giáp vệ huyền giáp vệ thương vong không ít được lê xuân dẫn đường rất nhanh hắn đã đi tới huyền giáp điện đám người huyền giáp vệ lập tức kho mình hành lễ tham kiến trương điện thủ trường hợp là người đứng đầu huyền giáp vệ hắn và lê xuân cùng quản lý huyền giáp điện tuy nhiên lê xuân thiên về hậu cần hơn việc ban bố nhiệm vụ đều do trường hợp phụ trách trường hợp đứng chắp tay sau lưng nói miễn lễ lê xuân chỉ về phía đám người ma thiên cát đây là nhóm huyền giáp vệ mới tới đám người ma thiên cát gật đầu với trường hợp trường hợp hỏi đã có đội trưởng chưa chính là vị này lê xuân chỉ vào lục châu trường hợp cẩn thận dò xét lục châu hiện tại lục châu là một nam nhân ổn trọng khí thế bất phàm lại thường xuyên đứng ở vị trí cao nên khí tức thượng vị giả hiện ra mồn một bế nghĩa thiên hạ đối với người trong thái hư tư thái này chính là muốn ăn đòn sở dĩ lục châu bày ra tư thái này ngoài việc bản tâm như thế thì hắn còn có nguyên nhân khác trường hợp không thèm để ý mà hỏi xưng hô thế nào lục châu cũng dò xét trường hợp rồi đáp lão phu họ lục từ nay về sau ngươi chính là đội trưởng của tiểu đội tân nhân Ngươi có nguyện ý không? Lục Châu hỏi, ngươi là điện thủ huyền giặc điện. Đúng vậy trường hợp gật đầu Lê Xuân lập tức nhắc nhở, Lục Huynh, nhìn thấy trương điện thủ thì nên lễ phép một chút trường hợp giơ tay lên ngăn lại, đều là việc nhỏ, chỉ cần có thể cống hiến cho huyền giặc, điện thì những chuyện khác không quan trọng Lê Xuân cười nói, trương điện thủ đúng là khí độ phi phàm, khiến người bội phục Lục Châu chỉ tay về phía đám người ma thiên các, những người này đương nhiên do lão phu quản nhưng lúc này, trường hợp bỗng nhiên mỉm cười, nhàn nhạt bổ sung một câu, mà ngươi thì do bản điện thủ quản chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các thành viên ma thiên các lo âu nhìn về phía các chủ nếu là ở cửu liên, bọn hắn đã xông lên đánh cho trương điện thủ một trận, dám dùng loại thái độ này nói chuyện với các chủ nhà ta. Nhưng nơi này là huyền giặc điện, việc có ẩn nhẫn hay không phải xem ý các chủ thế nào ẩn nhẫn. Là phong cách hành sự của ma thiên các sao? Đương nhiên không phải. Trước đó lục châu khiêm tốn một chút, là vì muốn tiến vào thái hư bây giờ đã thành công, hắn cũng không cần phải lưu lại huyền giặc điện làm gì, sao còn phải nhìn sắc mặt người khác. Lục Châu chắp tay sau lưng, đạm nhiên nói, ngươi có bản sự này. Lê Xuân, trường hợp nhíu mày không khí bỗng trở nên lạnh lẽo không ổn nha. Lê Xuân mở to mắt, uổng công trước, đó ta nhắc nhở ngươi mấy lần, hóa ra đều không có tác dụng gì trường hợp nói, Lê Xuân xin trương. Điện thủ chỉ thị dạy hắn quy củ của huyền giặc điện trường hợp hừ một tiếng, xoay người rời đi đi được hai bước, hắn dừng lại nói, lần sau khi ta đến, Hy vọng hắn đã hiểu chuyện hơn Lê Xuân. Lục Châu nhìn về phía Lê Xuân, đạm mạc nói, "Ngươi cảm thấy ngươi có thể dạy dỗ được lão phu?" Chuyện này, Lê Xuân không muốn đánh nhau hắn biết rõ tu vi Lục Châu, không thấp nhưng cũng không dám phản kháng chỉ thị của Trương Điện Thủ Trương Hợp hừ một tiếng, hư ảnh lóe lên đánh về phía Lục Châu hắn, nắm giữ quy tắc thời gian và không gian nên đám người ma thiên cát, hoàn toàn không kịp phản ứng nhưng trong mắt Lục Châu, tốc độ của trường Hợp rất bình thường, Lục Châu nhìn rõ ràng trên mặt trường Hợp, mang theo vẻ phẫn nộ khi trường Hợp đánh tới trước mặt, Lục Châu đột nhiên xuất thủ ầm. Hai trường ấn va chạm, lực lượng cường đại phát tán ra ngoài, trên không trung huyền giáp điện xuất hiện không gian ba động ở phía xa, huyền giặc đế quân đang nghỉ ngơi trong huyền giặc, điện cũng phải nhíu mày vốn cho rằng một trường này có thể giáo huấn đối phương, trường hợp kinh ngạc khi thấy Lục Châu vẫn đứng yên không nhúc nhích, bèn nghiêm túc nhắc nhở, ngươi có biết nơi này là huyền giáp điện? Một người mới tới lại dám làm càn như thế, mặt mũi của huyền giặc điện biết để ở đâu? Gọi huyền giặc ra đây Lục Châu, gọi thẳng danh hào của đế quân khiến mọi người cả kinh lê xuân hoàn toàn không ngờ tới chuyện sẽ thành ra thế này quá phách lối muốn gặp đế quân cũng phải nhìn xem ngươi có bản ầm um, chứ sự còn chưa kịp nói ra lòng bàn tay trường hợp đã chuyển tới một cỗ lực lượng bành trướng trường hợp lăng không lui về sau mấy chục mét sắc mặt kinh ngạc nhìn lục châu vẫn đứng yên vô sự ngươi là đại đạo thánh trường hợp không dám chắc chắn hắn chỉ định giáo huấn người mới nên không mạnh tay càng không dùng toàn lực nhưng không ngờ đối phương trả lại một trường khiến cánh tay hắn tê dần đây ít nhất là lực lượng của đại đạo thánh đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh trường hợp lê xuân hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lên khom người nói bái kiến đế quân đám huyền giáp vệ cũng khom người hành lễ có chuyện gì mà ầm ý như thế huyền giặc đế quân nhìn xuống toàn trường việc nhỏ thôi tân nhân vừa đến thái hư chưa thích ứng với quy củ nơi này trường hợp đáp huyền giặc đế quân gật đầu nhìn về phía đám người ma thiên cát cuối cùng dừng lại trên thân lục châu sở dĩ lục châu lựa chọn tiến vào huyền giặc điện là vì còn có nguyên nhân khác chỉ là không ai biết được điều này lục châu nhìn chằm chằm vào huyền giặc đế quân đạm mạc nói một trăm ngàn năm đã trôi qua quả nhiên ngươi đã hoàn thành tâm nguyện năm đó trở thành huyền giặc đế quân huyền giặc đế quân khẽ nhíu mày ngươi đã không còn là tiểu hài tử khóc suốt mất năm đó nữa lão phu rất vui mừng lê xuân đạo thánh cạn lời đến sắp quỷ quá phách lối lại dám dùng thái độ bể trên để nói chuyện với huyền giặc đế quân đây có lẽ là tân nhân kiêu ngạo nhất mà lê xuân gặp được trong đời hắn không có ý định nhúng tay vào có đế quân ở đây đương nhiên tân nhân sẽ phải ăn quả đắng nhưng trường hợp thì không nghĩ như thế hắn trầm giọng nói làm càn vung ra một trưởng ông không gian rung động trường hợp đã dự đoán rất nhiều phương thức ứng phó của lục châu vốn cho là lục châu sẽ xuất thủ nhưng vị trí không gian vạn vẹo kia đột nhiên mở rộng cấp tốc thôn phệ lực lượng của hắn oanh trưởng ấn từ bên cạnh đánh tới trường hợp trở tay không kịp bị lực lượng trưởng ấn đánh bay ra ngoài đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng vì cái gì? Đám huyền giáp vệ cũng mộng bức đế quân đánh nhầm người rồi sao? Đế quân, trường hợp ổn định lại thân hình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cố nhịn khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực vì sao chứ? Huyền giặc đế quân bình tĩnh nói, huyền giáp vệ cấm nội đấu, bản đế quân phạt ngươi diện bích hối lỗi ba ngày a. À. trương Trường hợp không tài nào hiểu nổi, trợn tròn hai mắt nhưng thấy vẻ kiên định trên mặt huyền giặc đế quân. Hắn đành thấp giọng nói, trường hợp chịu phạt trong lòng thầm nghĩ, còn tên tân nhân này ít nhất cũng phải bị đánh gãy chân để trừng phạt." Huyền Giặc Đế Quân quay sang nói với Lục Châu, "Tu vi của ngươi không tệ, bản đế quân luôn thưởng thức người tài, có thể đến Huyền Giặc điện trò chuyện một lần không?" Lê Xuân, Trương Hợp, Huyền Giáp vệ, đám người Ma Thiên Các không thể hiểu nổi. Lê Xuân tuy rất thưởng thức Lục Châu nhưng cũng chỉ cho là hắn có tu vi đạo thánh, sau khi giao thủ với Trương Hợp thì đổi thành đại đạo thánh, nhưng đâu tới mức để đường đường là Huyền Giặc đế quân lại không để ý tới thuộc hạ trung thành mà ưu ái hắn chứ. Trường hợp cũng không thể lý giải, bèn khom người nói, đế quân, tại sao thế? Không lên tiếng thì thôi, trường hợp vừa đưa ra lời chất vấn thì huyền giặc đế quân đã co mày nói, trường hợp, lời của bản đế quân không có phân lượng với ngươi. Trong lòng trương, hợp cả kinh, vội vàng đáp, ta đi nhận phạt ngay. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lục châu và đám người ma thiên các, một cái rồi xoay người rời đi Lê Xuân vội nói, trương huynh, trương huynh bất giận, huyền giặc đế quân nhíu mày nói sao hả ngươi cũng muốn bị phạt cùng hắn thuộc hạ không dám lê xuân khom người nói đều lui ra đi vâng hư ảnh huyền giặc đế quân lóe lên xuất hiện cách lục châu ba mét mỉm cười nói mời thân ảnh hai người đồng thời biến mất để lại một đám người kinh ngạc không thôi nếu ta không nghe lầm đế quân vừa mới nói chữ mời chắc chắn là ngươi nghe lầm tân nhân dù có lợi hại cỡ nào cũng không đến nỗi khiến đế quân có thái độ như vậy cho dù ta nghe lầm thì cũng tuyệt đối không nhìn lầm vừa rồi đế quân còn cười với hắn lê xuân trầm giọng quát các ngươi đều rảnh rỗi tới nhức chứng rồi đám huyền giáp vệ lập tức giản tán lê xuân là người thông minh có đôi khi thân phận và địa vị có thể dùng để đẻ người lần đầu tiên gặp lục châu ở thu thủy sơn lê xuân đã biết hắn không đơn giản hiện tại được đế quân mời đi trò chuyện cũng là bình thường đây là người của bạch đế mà lê xuân thầm nhủ trong huyền giặc điện huyền giặc đế quân nhìn chằm chằm vào lục châu thăm dò hỏi ngươi nhận ra bản đế quân Lục Châu thản nhiên mỉm cười, chỉ tay về phía Vương Tọa, lão phu từng để lại một chữ ở chỗ đó, ngón tay Lục Châu huy động giữa không trung, cương ấn hình thành một chữ Tĩnh tĩnh tự phù bay tới Vương Tọa, tạo thành một đạo gợn sóng yếu ớt khiến Vương Tọa ông ông rung động thấy cảnh này, Huyền Giặc Đế Quân khiếp sợ vô cùng, người biết rõ trên Vương Tọa có một chữ Tĩnh chỉ có thể là người đó, hắn thất thanh hô lên, "Ma, thì ra là ngài." Lục Châu khẽ gật đầu, thân thể Huyền Giặc Đế Quân run lên, đầu óc hỗn loạn không biết qua bao lâu hắn mới run run nói, Sao? Sao có thể? Toàn bộ Thái Hư đều nói là ngài đã chết, đúng không? Lục Châu khoanh tay xoay người lại nhìn ra, ngoài cửa điện lão phu đã lĩnh ngộ sinh tử chi pháp nghe vậy, Huyền Giặc Đế Quân trịnh trọng phủi tay áo, cung kính chắp tay thi lễ với Lục Châu, tham kiến. Nói tới đây, Huyền Giặc Đế Quân bỗng tịch ngòi không biết nên gọi người trước mặt là gì cả, Thái Hư đều gọi hắn là ma thần nhưng với quan hệ giữa hai người, gọi ma thần có vẻ không được tôn trọng Lục Châu, thở dài một tiếng đầy cảm khái thời kỳ thượng cổ. Nhân loại và hung thú không mấy khác nhau, thời đó còn không có nhiều quy củ về danh tự, như bây giờ không ngờ đảo mắt đã là 100 ngàn năm ngày nói đúng lắm ngươi, cũng gọi lão phu là Lục Các chủ như bọn họ đi việc này. Huyền Giặc Đế Quân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, trước kia ngài từng chỉ điểm cho ta nếu có thể, ta mong được gọi ngài một tiếng lão sư lão sư thì thôi không tính, Lục Châu lắc đầu, ta chỉ hỗ trợ một phần nhỏ chân chính được, như ngày hôm nay đều là nhờ nỗ lực của bản thân ngươi Huyền Giặc, Đế Quân khẽ thở dài chuyện của ngài ta không đủ năng lực giúp đỡ việc này không trách được ngươi thế đạo bây giờ muốn xóa bỏ một người trong sách sử chẳng có gì là khó nếu muốn còn có thể thay đổi sự thật bôi đen một người cũng là chuyện thường thấy thân là đế quân huyền giặc hiểu rất rõ điều này vị trưởng giả mà hắn luôn tôn trọng cũng chính vì thế mà lắc mình biến hóa một cái trở thành đại ma thần trong miệng thế gian để phòng ngừa tai vách mạch rừng huyền giặc đế quân vung tay áo khởi động đại trận bế quan đèn bên ngoài huyền giặc điện sáng lên là dấu hiệu cho thấy không một ai được phép quấy dày huyền giặc đế quân hỏi thẳng chuyện gì đã xảy ra lục châu khẽ than một tiếng rất nhiều chuyện lão phu không còn nhớ rõ huyền giặc đế quân lộ vẻ tiếc hận nghe nói ngài và đồ duy đại đế kịch chiến lưỡng bại câu thương chìm vào vực sâu lục châu hừ một tiếng đồ duy mà cũng xứng đánh đồng với lão phu huyền giặc đế quân sửa lời đúng vậy lục châu đi tới hậu phương nhìn bức họa treo trên tường đạm mạc hỏi trăm ngàn năm rồi ngươi vẫn còn giữ thứ này trước kia ngài từng nói chỉ cần ta tĩnh tâm tu luyện mỗi ngày đều quan sát bức họa tất sẽ có ngày thành công trăm ngàn năm qua ta đều làm thế, chưa từng gián đoạn họa là thật nhưng lời, thì chưa chắc Lục Châu nói huyền giặc đế quân nghe không hiểu, nhưng việc này không quan trọng lần này ngài trở lại thái hư. Tìm người Lục Châu đáp chỉ là tìm người. Huyền giặc đế quân sửng sốt hỏi chỉ thế thôi giọng điệu huyền giặc, đế quân trở nên nghiêm túc, trầm ổn nói, nếu ngài cần trợ giúp, ta có thể cống hiến sức lực Lục Châu xoay người lại nhìn huyền giặc đế quân chầm chầm, một hồi lâu sau mới lắc đầu nói, lão phu đã không còn được như năm đó lần này trở lại thái hư chỉ vì muốn tìm người huyền giặc đế quân không tiếp tục cưỡng cầu hắn biết rõ vị ma thần tung hoành thái hư kia đã rơi khỏi vị trí đỉnh cao đó như thế nào ngài không tin tưởng ta ta có thể hiểu được nếu đã trở lại thái hư thì mong ngài có thể ở lại huyền giặc điện lục châu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu thân phận lão phu đặc thù ngươi không sợ bị liên lụy nếu có thế mà cũng sợ ta sẽ không làm được tới đế quân huống hồ người biết thân phận thật của ngài cũng không có mấy ai kẻ nào dám tiết lộ ra ngoài ta tự tay giết chết hắn huyền giặc đế quân trầm giọng nói lục châu vẫn còn do dự huyền giặc đế quân lại chắp tay thi lễ mong lão sư đáp ứng trước kia đúng là lão phu đã từng chỉ điểm ngươi nhưng không đủ để gọi là lão sư ngươi gọi như vậy lão phu không chịu nổi lục châu phất tay áo làm bộ muốn đi thấy thế huyền giặc đế quân vội nói ta chỉ muốn biểu đạt lòng tôn kính trong lòng dùng hai chữ này cảm thấy rất thích hợp nhưng nếu ngài không thích ta sẽ không gọi nữa lục châu dừng bước quay đầu nhìn huyền giặc trẻ nhỏ dễ dạy huyền giặc đế quân tiến lên mấy bước kéo ống tay áo lục châu nói hôm nay ta muốn cùng lão cùng lục các chủ soi đúc dạ đàm trò chuyện thâu đêm trước kia ngài lưu lại mấy câu trong bức họa ta còn chưa hiểu rõ nói xong hắn cao giọng hô chuẩn bị rượu thị nữ bên ngoài huyền giặc điện nghi hoặc nhìn đèn bế quan sáng lên sau đó thầm nghĩ hẳn là đế quân bận rộn nhiều việc hôm nay muốn uống rượu giải sầu một phen bèn đáp vâng lê xuân bay về hướng đông trăm dặm tới đạo trường của trường hợp nơi này nằm trên một ngọn núi xung quanh có nguyên khí nồng đậm và khí tức thái hư hùng hậu hư ảnh lóe lên lê xuân xuất hiện trong đạo trường cười nói trương điện thủ thật sự diện bích sao trương hợp ngồi khoanh chân đối diện vách tường hai mắt nhắm lại tuân thủ ý chỉ của đế quân là trách nhiệm của ta lê xuân gật đầu nói có trương điện thủ ở đây huyền giặc không có gì đáng lo người bớt có châm chọc ta trương hợp hừ một tiếng nói người kia là do ngươi mang tới còn gì lê xuân thở dài nói hôm nay ngươi nóng nảy quá rồi lai lịch kẻ đó không đơn giản chỉ là tu hành giả cửu liên thì có thể có lai lịch gì ghê gớm trương hợp nghi hoặc hỏi hắn là người của bạch đế nghe vậy trương hợp lộ vẻ kinh ngạc mở to mắt nhìn lê xuân chẳng trách sao ngươi không nói sớm trước đây bạch đế có được hai người nắm giữ hạt giống thái hư rất có tư cách cạnh tranh vị trí điện thủ người này chủ động liên hệ với ta ta hoài nghi hắn chính là cao thủ do bạch đế phái tới lê xuân đáp sở dĩ ta không nói là vì không muốn đánh cỏ động rắn trường hợp gật đầu bạch đế đúng là không từ bỏ ý định điện thủ thất sinh của đồ duy điện cũng là người của bạch đế thất sinh và thánh điện lại có quan hệ thân cận huyền giặc điện phải cẩn thận phân biệt địch ta mới được lê xuân nói trường hợp kinh ngạc nói nếu vậy tên họ lục kia cũng không tính là địch nhân lê xuân cười đáp đúng vậy cho nên ta mới đưa hắn đến huyền giặc điện trường hợp suy nghĩ một lát rồi hỏi làm sao ngươi biết hắn là người của bạch đế lệnh bài bạch đế nằm trong tay hắn vậy hắn biết rõ ngươi biết thân phận của hắn lại còn dám nghênh ngang tới đây đạo lý ở đâu chứ trường hợp không hiểu nổi việc này phải hỏi hắn mới được lê xuân cười nói chẳng phải đế quân đang tán gẫu với hắn đó sao trường hợp bừng tỉnh đại ngộ đế quân mắt sáng như đuốc ba ngày trôi qua rất nhanh trường hợp và lê xuân đồng thời xuất hiện bên ngoài huyền giặc điện lê xuân nói lát nữa vào trong ngươi cứ giả bộ không biết gì hết dù sao hắn cũng là người của bạch đế không thể lỗ mãng trường hợp gật đầu yên tâm ta biết nên làm thế nào lê xuân cũng gật đầu khom người nói to lê xuân cầu kiến đế quân trường hợp cao giọng nói trường hợp cầu kiến đế quân cửa đại điện chậm rãi mở ra vào đi hai người tiến vào trong, nhìn thấy Lục Châu và Huyền Giặc Đế Quân trên mặt đều mang theo ý cười, không khỏi lại ngây ngốc một lúc Huyền Giặc Đế Quân nói, "Trương Hợp, còn không mau xin lỗi Lục Các chủ." Trương Hợp vừa định nói chuyện, Huyền Giặc Đế Quân đã trầm giọng nói, "Ngươi cần phải phục tùng mệnh lệnh của bản đế quân Trương Hợp, bèn chắp tay thi lễ với Lục Châu, trước đó đã đắc tội, Lục Các chủ thứ lỗi không sao." Lục Châu vung tay áo tỏ vẻ không muốn chấp nhận Huyền Giặc, Đế Quân hài lòng gật đầu, thầm nghĩ Trương Hợp bình thường rất nóng nảy, hôm nay lại dễ dàng thu liễm như thế đúng là đã tiến bộ nhiều vốn hắn còn tưởng phải răn dạy thêm mấy câu mới xong việc lục các chủ đã mệt mỏi hai người các ngươi tiễn lục các chủ về nghỉ ngơi đi huyền giặc đế quân nói vâng trường hợp xoay người nói lục các chủ mời lục châu cũng không khách khí rời khỏi huyền giặc điện lê xuân và trường hợp đi hai bên trái phải cùng hắn bay về huyền giáp điện chờ đến khi thân ảnh ba người biến mất huyền giặc đế quân mới vung tay áo đóng cửa đại điện đèn bế quan bên ngoài lại sáng lên hư ảnh lóe lên huyền giặc đế quân xuất hiện phía trước bức họa hai mắt nhìn từng đường nét và con chữ trên đó, suy nghĩ đến xuất thần nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề đại địa vạn vật sinh sôi không ngừng. Trở lại huyền giáp điện đám huyền giáp vệ nhìn thấy Trương Hợp và Lê Xuân, lập tức đương nghiêm hành lễ Trương Hợp cực kỳ lễ phép nói, lục các chủ có thể gia nhập huyền giáp vệ là vinh hạnh của. Trương mỗ trước đó ta có mắt mà không thấy thái sơn, mong lục các chủ đừng để ở trong lòng lục châu khẽ gật đầu, biết sai mà sửa mới là tốt trường hợp. Đúng là được nước làm tới nếu không vì nể mặt bạch đế ai thèm để ý tới ngươi. Lê Xuân cười nói, lục các chủ, ngươi không giống người khác, sau này gia nhập huyền giáp vệ có yêu cầu gì thì cứ nói với ta chẳng hạn, như đồ ăn ngon hay thú vui giải trí gì. Chỉ cần ngươi nói, ta nhất định, sẽ làm được không dám song phương chắp tay hữu lễ vậy chúng ta không quấy dày thêm. Nữa, lục các chủ nghỉ ngơi đi trường hợp và Lê Xuân xoay người rời đi huyền giáp vệ. Tình huống gì đây? Người xưa có câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây nhưng mới có ba ngày thôi mà thái độ của cấp trên đã khúm núm như thế rồi không hợp lý nha đám người ma thiên các cũng mộng bức vô cùng người ngốc nhìn lên trời càng nghĩ càng không thể hiểu được cuối cùng bọn hắn đành tổng kết thành một câu các chủ thật châu khoảng thời gian sau đó lục châu dành thời gian đi lại đó đây có nơi quen thuộc cũng có nơi xa lạ rất nhiều thứ chỉ còn tồn tại trong ký ức của ma thần bởi vì thái độ của ba người huyền giặc đế quân trường hợp và lê xuân đều chuyển biến lớn nên đám người huyền giáp vệ đều rất lễ phép khi gặp người ma thiên các một số nhiệm vụ linh tinh cũng ngại giao cho bọn hắn làm nhưng người ma thiên các cũng rất biết điều tự chủ động đi thực hiện một số nhiệm vụ để thể hiện giá trị bản thân đương nhiên không tính các chủ trong đó không biết lời đồn từ đâu truyền ra có người nói huyền giặc đế quân và đội trưởng tiểu đội tân nhân thắp nến luận đạo suốt đêm thậm chí huyền giặc đế quân còn có được một chút cảm ngộ điều này khiến đám huyền giáp vệ càng thêm kính để lục châu biết được chuyện này lục châu nói lão phu chỉ là thuận miệng bịa ra mấy câu cảm ngộ nhân sinh mà thôi các chủ nói đúng lắm đến cảnh giới đế quân thì tu vi phải dựa vào tâm cảnh nếu chỉ vì một hai câu nói mà tu vi tăng mạnh đó mới là kỳ quái mạnh trường đông nói truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé lúc này nhan chân lạc từ bên ngoài đi vào bái kiến các chủ những người khác đâu lục châu hỏi huyền giặc điện khá tự do mọi người đều đi học tập thêm kiến thức rồi nơi này có phù văn điện đoán tạo điện trận pháp điện còn có đủ loại phương pháp tu hành nho phật đạo đầy đủ hơn cửu liên nhiều nhan chân lạc nói lục châu khẽ gật đầu cũng tốt đáng tiếc các chủ không có thời gian nếu được các chủ chỉ điểm thì chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều nhìn thập đại đệ tử ma thiên các là biết đương nhiên loại sự tình này chỉ có thể ngộ không thể cầu tinh lực của một cá nhân có hạn suýt nữa quên có lê đạo thánh đến thăm các chủ vừa dứt lời lê xuân từ bên ngoài mỉm cười đi vào chắp tay nói với lục châu lục huynh mấy ngày không gặp khí sắc huynh không tệ nha có việc gì thế Lục Châu hỏi nghe nói khoảng thời gian này Lục Huynh rất nổi tiếng, huyền giặc đế quân còn được Huynh chỉ điểm, ta hiếu kỳ nên đến xem một chuyến thế nào Lê Xuân nói, trong lòng thì tự hỏi Bạch Đế, phái người này tới đây là có mục đích gì Lục Châu lắc đầu, chỉ là thuận miệng nói bậy, không thể gọi, là chỉ điểm sao có thể là nói bậy được chứ hôm qua ta đi gặp đế quân, đế quân vẫn luôn nói không ngừng về bức họa kia Lê Xuân cười nói, bức họa thần bí đó đã giúp đế quân lĩnh hội đạo tu hành đó, chỉ là một bức họa phổ thông từ thời kỳ thượng cổ Lê Xuân nghi ngờ nói ta rõ ràng cảm nhận được lực lượng thần bí trong bức họa, sao có thể là hàng phổ thông? Lục Châu nói, nếu nó thật sự phi phàm như thế thì sao huyền giặc đế quân lại cho ngươi xem? Lê Xuân gật đầu, nói cũng đúng phương pháp tu hành là bí mật của mỗi người, sao có thể tùy tiện cho người khác xem được? Ông ông, đúng lúc này, phía huyền giặc điện truyền tới âm thanh năng lượng cộng hưởng Lê Xuân đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời trên bầu trời huyền giặc, điện xuất hiện một vầng sáng cực lớn bao phủ toàn bộ đại điện Lê Xuân, lộ vẻ kinh ngạc sau đó cao giọng nói, chúc mừng đế quân tấn thăng đại đế quân. Đám huyền giáp vệ cũng đồng loạt bay ra xem, lộ vẻ kính sợ từng tu hành giả khắp huyền giặc đều không người hô to, chúc mừng đế quân tấn thăng đại đế quân. Đám người ma thiên các đưa mắt nhìn nhau thế mà. Tấn thăng rồi. Lê Xuân trở lại trước mặt Lục Châu, bội phục nói, Lục Huynh đúng là thâm tàng bất lộ khiến ta mở rộng tầm mắt. Lục Châu, việc tu hành của đế quân đã dừng bước từ 30.000 năm trước, không ngờ vừa được Lục Huynh chỉ điểm lại đột phá ngay còn nói đó chỉ là một bức họa phổ thông. Ha ha, Lục Huynh hôm nay chúng ta không say không về. Nào, đến hàn xá của ta uống một chén đi Lục Châu nhíu mày nói. Huyền giặc đế quân có thể tấn thăng là vì hắn may mắn hắn bị vây. Ở cảnh giới đó 30.000 năm, tích lũy đủ sâu nên bây giờ mới bùng ra. Nào phải do lão phu chỉ điểm. Lừa dối, Huynh cứ tiếp tục lừa dối đi ngươi dù gì cũng là đạo thánh đó biểu tình của Lục Châu. Trở nên nghiêm túc, ngươi tu hành nhiều năm, được tiên hiền dạy bảo không ít có bao giờ được dạy một buổi mà ngươi đốn ngộ không? Nghe vậy Lê Xuân giật mình, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói, "Nói đùa thôi, Lục huynh đừng để tâm ông." Một hư ảnh xuất hiện phía trên Huyền Giáp Điện đám Huyền Giáp vệ lập tức không người nói, bái kiến đại đế quân Lê Xuân cũng hành lễ, bái kiến đại đế quân Huyền Giặc đế quân không để ý tới bọn hắn, mà vọt tới trước mặt Lục Châu, tươi cười nói, "Nhờ có Lục các chủ chỉ điểm mà bản đế quân mới tấn thăng tu vi Lê Xuân. Lần này lão phu có nhảy vào sông Hoàng Hà, cũng rửa không sạch kỳ thực thái độ của huyền giặc đế quân đối với lục châu khiến lê xuân không thể nào hiểu nổi dù gì địa vị của đế quân thập điện cũng ngang với bạch đế kia mà hắn làm sao biết trong lòng huyền giặc đế quân ma thần là ân sư địa vị cao hơn bạch đế rất rất nhiều lúc này huyền giặc đế quân ho khan một tiếng khôi phục vẻ uy nghiêm nhìn về phía lê xuân lê đạo thánh vì sao ngươi lại ở đây lê xuân cười nói nghe nói lục huynh rất có tâm đắc và cảm ngộ về đạo tu hành nên ta đến thỉnh giáo một chút huyền giặc Đế quân nhíu mày nói, ngươi cũng xứng. Lê Xuân nghi hoặc, hả? Huyền giặc đế quân lập tức sửa lời, ngươi hãy thường xuyên đi cùng lục các chủ, giúp hắn nhanh chóng quen thuộc với huyền giặc điện Lê Xuân gật đầu. Xin đế quân yên tâm huyền giặc đế quân hài lòng gật đầu, nói với Lục Châu, bản đế quân đã nhận lời mời đến đạo trường Nam Ly Sơn, nếu Lục các chủ có thời gian thì có thể đi cùng bản đế quân Nam Ly Sơn. Xích đế mời, thịnh tình không thể chối từ Lê Xuân lập tức nói, ta có thời gian, ta rất rảnh rỗi. Huyền giặc đế quân cau mày, "Huyền giáp vệ còn rất nhiều chuyện cần làm, Lê đạo thánh ở lại đây đi a. À? Không phải đã bảo ta thường xuyên đi cùng lục huynh sao?" Huyền giặc đế quân nói, "Việc này liên quan đến điện thủ chi tranh, trường hợp sẽ đi cùng bản đế quân tới đó Lê Xuân Minh Bạch, đành mất mắt nói, "Vâng, nếu đều đi hết thì huyền giáp vệ sẽ chẳng còn ai tọa chấn, không biết lục các chủ có nguyện ý đi cùng ta?" "Không." Huyền giặc đế quân hỏi Lê Xuân, "Ngài lễ phép quá mức rồi đó." lục châu lạnh nhạt nói đã vậy thì đi xem một chút cùng lúc đó ở nam ly sơn nam ly ở gần huyền giặc là một đạo trường độc lập nằm ở phía nam thái hư do nam ly thần quân tọa chấn trên không trung nam ly sơn có người tòa kiến trúc lơ lửng hùng vĩ vô cùng nam ly sơn không tương tranh với thập điện chỉ thích kết giao hảo hữu không tranh quyền thế nam ly thần quân chính là dân bản xứ thái hư điển hình thần quân người của xích đế đến rồi một tu hành giả đứng bên ngoài đạo trường bẩm báo nam ly thần quân gật đầu xuất hiện ở bên ngoài đạo trường Xích đế tới rồi à? Xích đế vẫn ở viêm thủy vực, số lượng tu hành giả bên đó không nhiều nên chỉ có nhật tiên sinh. Đoan mục tiên sinh cùng với bốn vị kim cương đến thôi nam ly thần quân nói, đã sớm nghe nói hai người này có thiên phú kỳ dai, lại mang trong mình hạt giống thái hư, trăm năm qua đi hẳn là, tu vi đã tịnh tiến rất nhanh lần này bọn hắn đến nam ly sơn, chỉ có thể là để tranh đoạt vị trí điện thủ vậy ngài có muốn gặp bọn hắn không? Đương nhiên phải gặp ta đang muốn nhìn xem dạng người gì mới xứng, với hạt giống thái hư nam ly thần quân nói đúng lúc này một tên tu hành giả khác lại chạy tới bẩm báo thần quân huyền giặc đế quân giá lâm nam ly thần quân khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói không mời mà tới nghe nói là xích đế mời hắn tới ha ha xích đế đây là để mắt tới huyền giặc điện muốn cướp vị trí điện thủ huyền giặc nam ly thần quân cười nói người tới đều là khách cho mời vâng tại phía đông nam ly sơn trên một chiếc phi liễn màu nâu minh thế nhân nói ta chẳng hiểu nổi tại sao lại phải chọn nơi này tới thẳng địa bàn của đối phương đập phá quán không được sao, vì cái gì phải tìm người trung gian. Nhật tiên sinh, đây là vì cân nhắc đến quan hệ giữa xích đế và thái hư, nam ly thần quân luôn không tranh quyền thế, đến chỗ hắn là hợp lý nhất một vị kim cương đáp dối trá đoan mộc sinh nói, lão tứ, đệ có lòng tin không? Đó là đương nhiên minh thế nhân cười đáp, huynh nhìn là được, xem ta đánh ngã toàn bộ đám người huyền giặc điện như thế nào. Một vị kim cương lên tiếng, nhật tiên sinh không nên coi thường trưng điện thủ huyền giặc, điện người này có tu vi sâu không lường được ngoài ra nghe nói huyền giặc điện mới mời chào được một nhóm huyền giáp vệ trong đó có cao thủ đắc đạo ngay cả huyền giặc đế quân cũng phải dùng lễ tiếp đón trong đầu minh thế nhân đột nhiên hiện lên thân ảnh nhị sư huynh thế là hắn đứng thẳng sống lưng tay chắp phía sau khí thế nói không cần lo lắng đều đánh ngã nói xong hắn nghiêng người mỉm cười có chút phong phạm nào của kiếm ma không đoan mộc sinh lườm hắn một cái con hàng lão tứ này khi không lại bắt chướng nhị sư huynh một ngày nào đó mà bị nhị sư huynh biết thì lại ăn đòn một trận cho xem loại sự tình này, mình cứ xem như không biết gì hết, tránh cho bị ăn đòn vô cớ vị Kim Cương ngồi ở phía, sau nghi hoặc hỏi, kiếm ma là ai? Minh Thế Nhân cười đáp, là một ma đầu rất giỏi dùng kiếm có thể được Nhật Tiên Sinh gọi là kiếm ma, hẳn là kiếm thuật của người này rất mạnh, kiếm thuật của hắn đương nhiên mạnh miễn bàn, chỉ thua ta một chút xíu thôi Minh Thế Nhân đắc ý nói khụ khụ khụ. Đoan Mộc Sinh hắng giọng nhắc nhở Minh Thế Nhân nhún vai, khoác lác một chút ở Thái Hư hẳn là không phạm pháp chớ. Lát sau, một đạo đồng từ Nam Ly Sơn bay ra, không người nói, để các vị đợi lâu thần quân vốn định tự mình ra nghênh đón các vị, đáng tiếc không thể phân thân, nên chỉ có thể sai thuộc hạ đến mời các vị đến vân đài nghỉ ngơi trước minh thế nhân. Cao mày nói, mặt mũi thần quân nhà ngươi thật lớn xin thứ lỗi thôi, ta cũng không phải người lòng dạ hẹp hỏi mấy người minh thế nhân, bay ra khỏi phi liễn phi hành trên không trung, đám người, không ngừng quan sát người tòa kiến trúc trôi nổi giữa Nam Ly Sơn mỗi một tòa vân đài đều cách nhau khoảng ngàn mét vân vụ lượn lở u tĩnh trang nhã so với bồng lai đảo thì chỉ hơn chứ không kém đi tới tòa vân đài ở phía nam đạo đồng nói các vị có thể tự do đi lại trên tòa quan vân đài này lát nữa thần quân sẽ tự mình tới tiếp đón từ quan vân đài nhìn ra từ phía chỉ thấy chín tầng mây bởi vì khoảng cách quá xa nên các tòa vân đài khác trông như từng phiến lá cây lơ lửng giữa trời thật đẹp nha minh thế nhân tán thưởng bốn vị kim cương đứng sau lưng tựa như đầu gỗ khô khan nói nhật tiên sinh nên chuẩn bị điện thủ chi tranh cho cẩn thận à đúng rồi minh thế nhân quay đầu nhìn về phía đạo đồng đám người huyền giặc điện tới chưa đạo đồng không ngốc nếu nói là thần quân đi tiếp đón huyền giặc đế quân thì chẳng khác nào đang chọc giận xích đế bèn cười đáp sắp đến rồi minh thế nhân lại hỏi ngươi có biết gì về trường hợp của huyền giặc điện không đạo đồng thành thật đáp trương điện thủ là cao thủ nhất đẳng ở huyền giặc điện cũng là nhân tài được đế quân nhìn chúng nghe nói trương điện thủ nhờ ngắm mây mà lĩnh ngộ đại đạo minh thế nhân cười nói thú vị xin các vị cứ tự nhiên nói xong đạo đồng xoay người rời đi minh thế nhân, quay đầu nhìn về phía bốn vị kim cương, xích đế bệ hạ còn chưa tới sao. Xích đế sẽ không đến Nam Ly Sơn không đến. Minh thế nhân có chút kinh ngạc, xem ra xích đế bệ hạ rất yên tâm về ta nhỉ xích đế, nói nếu hai vị thua thì lập tức trở về cùng lúc đó tại đạo trường Nam Ly Sơn. Nam Ly thần quân đang tươi cười chào đón huyền giặc đế quân, khách quý đã lâu mới gặp huyền giặc, đế quân tới hàn xá đúng là vinh hạnh của ta ba người huyền giặc đế quân. Trương Hợp và Lục Châu từ trên không trung đáp xuống, sau lưng có mấy nữ hầu và huyền giáp vệ theo hộ tống huyền giặc đế quân cười nói, Nam Ly thần quân, nhiều năm không gặp, từ bao giờ mà ngươi lại biết vỗ mông ngựa rồi. Nam Ly thần quân chỉ cười cười, quay sang Trương Hợp nói, Trương Điện Thủ, hạnh ngộ Trương Hợp đáp lễ, tham kiến Nam Ly thần quân vị này là. Nam Ly thần quân cũng chú ý tới Lục Châu, khí thế bất phàm đội trưởng tiểu đội tân nhân của huyền giáp vệ, Lục Lão Tiên sinh Trương Hợp giới thiệu, đương nhiên hắn sẽ không nói Lục Châu là người của Bạch Đế vừa vặn muốn nhân cơ hội này dò xét thái độ của nam ly thần quân nam ly thần quân nghi hoặc nhìn lục châu một tân nhân mà được đế quân mang theo bên người nhất định là có chỗ bất phàm nghe nói huyền giặc điện mới mời chào được một vị cao nhân đắc đạo hẳn chính là lục đội trưởng rồi xưng hô này tuy đúng thực tế nhưng lại làm thấp đi bối phận của lục châu huyền giặc đế quân bèn nói gọi là lục các chủ các chủ lục các chủ khi chưa đến thái hư là chủ của một các huyền giặc đế quân cố ý biểu lộ thái độ của mình nam ly thần quân ôm quyền nói Lục các chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ Lục Châu đạm nhiên gật đầu khen ngợi, Nam Ly Sơn đúng là bảo địa phong thủy tốt, rất thích hợp để thanh tu không ngờ 100.000 năm đã trôi qua mà cảnh sắc nơi này vẫn không thay đổi. Trường hợp nghi hoặc khó hiểu, trang bức quá lỗ rồi nha, làm như ngươi từng đến đây từ trăm ngàn năm trước ấy. Nam Ly thần quân hỏi, lục các chủ từng đến nơi này. Huyền giặc đế quân bèn lên tiếng giải vây, lúc đến bản đế quân đã nói với lục các chủ điều này trường hợp. Có sao? Dọc đường đi ta cũng ở cạnh bên mà, có nghe đế quân nói gì tới Nam Ly Sơn đâu? Chẳng lẽ do ta mệt mỏi dã rời nên không chú ý? Đám người tiến vào đạo trường thị yến, mỹ tử, giai nhân đều có đủ Nam Ly thần quân nói, Nam Ly Sơn may mắn được tiếp đãi đế quân, nếu có chỗ nào chưa chu toàn mong đế quân thứ lỗi huyền giặc, đế quân nói thẳng vào điểm chính, hôm nay đến đây một phần là để thăm hỏi lão bằng hữu, một phần là vì chuẩn bị cho điện thủ chi tranh chúng ta chọn lựa làm ở Nam Ly Sơn, cũng là hành vi bất đắc dĩ chuyện nhỏ cả mà Nam Ly thần quân nhìn về phía trường hợp trương điện thủ có lòng tin không trường hợp cười nói bọn hắn muốn lấy đi vị trí điện thủ từ tay ta thì phải xuất ra bản sự mới được đối phương có thể là người bên cạnh xích đế nam ly thần quân nói xích đế đương nhiên cường đại và đáng kính sợ nhưng ta chỉ làm theo quy củ thái hư có đạo lý nam ly thần quân mỉm cười xem ra trương điện thủ đã nắm chắc phần thắng trong tay lục châu hỏi xích đế đến rồi nam ly thần quân không lập tức trả lời mà nhìn về phía đạo đồng bên cạnh đạo đồng đi tới khom người bẩm báo xích đế bệ hạ không tới chỉ có bốn vị kim cương và hai người nữa đến khiêu chiến nam ly thần quân gật đầu quả nhiên không ngoài dự liệu của ta xích đế đúng là người bận rộn hắn nhấn mạnh mấy chữ bận rộn bị cho leo cây khó tránh khỏi có chút không vui huyền giặc đế quân cười nói bản đế nhận lời mời của xích đế không ngờ xích đế lại không tới trường hợp cao giọng nói phụ họa vậy thì thật đáng tiếc đế quân nhà ta đã tấn thăng đại đế quân nghe vậy nam ly thần quân lộ vẻ kinh ngạc đại đế quân chúc mừng chúc mừng may mắn thôi tâm tỉnh huyền giặc đế quân hôm nay rất tốt xích đế không tới cũng không ảnh hưởng đến hắn là bao vậy xích đế không tới thì đúng là tiếc thật nam ly thần quân nâng ly rượu lên ta kính đại đế quân một ly lúc này sao có thể quên nhắc tới công lao của ân sư huyền giặc đế quân nhìn về phía lục châu bình tĩnh nói nhờ có lục các chủ luận đạo với bản đế quân nên bản đế quân mới đốn ngộ nếu không muốn tấn thăng đại đế quân đúng là khó như lên trời trường hợp càng nhìn càng không hiểu dù đây là người của bạch đế thì đế quân cũng đâu cần tâng bốc hắn như vậy chớ nam ly thần quân nói chẳng trách đại đế quân lại mang theo lục các chủ đến đây thì ra là một vị cao nhân đắc đạo lục châu lắc đầu hắn có thể tấn thăng không phải nhờ lão phu mà là nội tình đủ thâm hậu mà thôi lục các chủ đúng là khiêm tốn nam ly thần quân lại nâng ly rượu lên nào ta kính lục các chủ một ly trường hợp cũng nâng ly ta xin kính thần quân một ly bên cạnh trương điện thủ có cao nhân như vậy sao không thừa dịp này thỉnh giáo một chút nào, chúng ta cùng kính lục các chủ một ly nam ly thần quân cười nói. Trường hợp im lặng không muốn ứng phó xã giao nữa, hắn muốn về nhà. Nhưng hắn là điện thủ, đâu thể nói đi là đi thôi vậy, cứ con người này là bạch đế luôn đi nghĩ vậy. Tâm lý trường hợp cân bằng hơn rất nhiều uống rượu xong, Lục Châu nói, nếu xích đế không đến, vậy hai người kia đâu? Nam Ly thần quân chỉ tay về phía Nam nói, bọn hắn ở quan vân đài nghỉ ngơi Lục Các Chủ, cũng có hứng thú với người nắm giữ hạt giống thái hư. Lục Châu biết Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh đang ở chỗ xích đế, bè nói, nếu bọn hắn cũng là khách nhân, sao không mời đến đây cùng chung vui một lần. Trước tiên phải xác nhận tình huống hai tên đồ đệ, rồi mới quyết định phải làm thế nào Nam Ly thần quân cười đáp, chỉ e lục các chủ phải thất vọng rồi trước khi điện thủ chi tranh kết thúc, tốt nhất đôi bên đừng gặp mặt đối nhau điện thủ chi tranh. Lục Châu nghi hoặc hỏi huyền giặc đế quân giải thích, một trăm ngàn năm trước khi đại địa phân tách, thái hư bay lên không trung. Thập điện bắt đầu mời chào tu hành giả trong thiên hạ trở thành điện thủ của mình đây chính là lực lượng trung kiên của thập điện thái hư vì muốn chế ngự điện thủ chi tranh nên mới ra quy định ngàn năm tổ chức một lần tranh tài ai thắng sẽ trở thành điện thủ của điện đó không ngừng thay máu mới cho thập điện trương điện thủ nói hôm nay tới đây chỉ là làm nóng người nếu mọi người đều cao hứng như vậy hay là đừng chờ đợi thêm nữa nam ly thần quân nói trương điện thủ muốn xuất thủ nắm đấm của ta đã không nhịn nổi hư ảnh trường hợp lóe lên rồi xuất hiện ở đấu trường bên ngoài đạo trường giữa không trung hiện ra hình thái cực âm dương trường hợp truyền âm tới quan vân đài nói trường hợp của huyền giặc điện mời các bằng hữu viêm thủy vực đến đây một chuyến lục châu hỏi tu vi hai người này thế nào nam ly thần quân nói hai người này từ trăm năm trước đã là thánh nhân chỉ sợ bây giờ đã lĩnh ngộ đại đạo tấn thăng đạo thánh thái hư không bao giờ thiếu thượng đẳng mệnh cách chi tâm và các loại tài nguyên bọn hắn tấn thăng đạo thánh cũng là hợp tình hợp lý huyền giặc đế quân cũng lên tiếng khá chậm lục châu thuận miệng đánh giá cái gì không có gì chỉ là đạo thánh mà thôi còn phải không ngừng cố gắng mới được lục châu nói trong lòng nam ly thần quân càng thêm kinh ngạc hắn vốn cho rằng lục châu là đạo thánh nhưng nghe giọng điệu này thì có vẻ tu vi không thấp ít nhất cũng là đại đạo thánh chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio từ đạo trường phương bắc quan sát xung quanh tầm nhìn nơi này rất khoáng đạt lại có trận pháp tự nhiên bảo hộ đúng là rất thích hợp để phân cao thấp trường hợp khoanh tay đứng lơ lửng trên mặt đất thấy quan vân đài không có động tĩnh hắn lại cao giọng nói lần nữa mời các bằng hữu viêm thủy vực đến đây đấu một trận có nam ly thần quân huyền giặc đại đế quân và thiên địa nhật nguyệt chứng kiến trong làn mây lượn lờ đột nhiên có một cây trường thương lóng lánh kim quang bay ra nhanh như thiểm điện phóng tới trước mặt trương hợp trường hợp mặt không đổi sắc vung tay lên kim thương mang theo cương phong mãnh liệt như xé rách không gian bị hai ngón tay trường hợp chặn lại cương khí như thủy triều va chạm trường hợp là tu hành giả tay không tác chiến không dùng bất kỳ loại vũ khí nào khác kim thương chấn động bay ngược trở về lướt qua từng dãy sơn mạch và vô số thụ mộc, vạch phá bầu trời trở về trong tay một người người đó bước ra khỏi làn mây mù, long văn trên thân bá vương thương rung động, thân thương nằm ngang trước mặt hắn toàn thân hắn tỏa ra kim quang, dáng người mạnh mẽ, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt rực lửa trường hợp. Đoan Mộc Sinh nhìn xuống trường hợp trường hợp ngẩng đầu cười, xưng hô thế nào? Họ Đoan Mộc, tên một chữ Sinh. Đoan Mộc huynh, tuy ngươi là người của Sích Đế nhưng chức điện thủ này ta sẽ không nhường đâu trường hợp. Nói đoan mộc sinh hừ lạnh một tiếng, ta cần ngươi nhường à? nếm thử bá vương thương của ta. Đoan mộc sinh đạp không đánh tới, thân như tàn ảnh hai người lao vào kịch đấu trên bầu trời, thoát trái thoát phải, cương khí tung bay tán loạn nhưng đều bị đại trận thần bí thu nạp, không ảnh hưởng đến kiến trúc xung quanh mấy người lục châu. Huyền giặc đế quân và Nam Ly thần quân nhìn đến say xưa Nam Ly, thần quân gật đầu tán dương, ta còn nhớ rõ ngàn năm trước trương điện thủ giữ vững vị trí điện thủ này, hôm nay trận này chỉ mới làm nóng người, trương điện thủ vẫn không hề kém trước kia huyền giặc đế quân nói. Trường hợp rất có thiên phú, ngàn năm qua cũng chăm chỉ tu hành, có thắng cũng là chuyện bình thường. Đại đế quân cảm thấy người dùng thương kia như thế nào? Huyền giặc đế quân quan sát một lát rồi nói: người kia nắm giữ lực lượng bá đạo hung mãnh, hình như có ma khí quấn thân, ra tay quả quyết, thương thuật như ý không hề phí sức điều động, xem ra chưa dùng toàn lực nhưng muốn đánh bại trường hợp thì còn phải mạnh hơn thế. Nam ly thần quân lại nhìn về phía lục châu, còn lục các chủ nghĩ như thế nào? Lục châu thản nhiên nói tạm thời khó phân cao thấp tùy hắn rất có lòng tin vào đồ đệ, nhưng cũng không mù quáng tin tưởng trăm năm trôi qua, làm sao biết được tu vi đám nhiệt đồ này đã đến tình trạng nào thiên, nhãn thần thông lại không thể quan sát bọn hắn, hẳn là vì cả đám đều đã lĩnh ngộ đại đạo thiên thư cũng là một loại đại đạo, lực lượng đồng nguyên vì để bảo trì cân bằng, Lục Châu không quan sát được bọn hắn cũng dễ hiểu Nam Ly thần quân cười nói, hay là chúng ta đoán xem người nào sẽ thắng. Huyền giặc đế quân cảm thấy thú vị, lập tức nở nụ cười chỉ tay vào trường hợp, đương nhiên ta chọn trường hợp nam ly thần quân gật đầu còn lục các chủ lục châu nói đều không phải huyền giặc đế quân và nam ly thần quân đều nghi hoặc nhìn về phía lục châu lục châu nói thêm một câu người thắng là kẻ khác hoàn toàn nam ly thần quân nghe hiểu bèn cười nói xích đế có được hai người nắm giữ hạt giống thái hư người thứ nhất này giỏi về thương thuật người còn lại chưa biết sâu cạn thế nào lục các chủ đoán hắn thắng lục châu gật đầu huyền giặc đế quân lập tức nói phụ họa người có thể khiến lục các chủ nhìn chúng hẳn là không đơn giản bản đế quân cũng chọn hắn nam ly thần quân. Thuộc hạ của ngươi sẽ đau lòng lắm đó, ngươi có biết không? Huyền giặc đế quân nở nụ cười, đoán không cũng không thú vị gì hay là chúng ta cá cược đi, các vị thấy thế nào? Nam ly thần quân nói, cũng được, người thua đừng có quỵt nợ đó bản đế quân chưa từng quỵt nợ nếu bản đế quân thắng. Rượu bách hoa những của Nam Ly Sơn các ngươi phải giao nộp ra đó huyền giặc, đế quân cười ha hà được thôi, nếu ta thắng, đế quân phải ở lại Nam Ly Sơn giảng đạo 10 ngày đồng ý huyền giặc, Đế quân đáp hai người lại nhìn về phía Lục Châu Lục Châu nói, rượu bách hoa những đương nhiên ngon, nhưng còn chưa đủ khiến lão phu hài lòng ồ. Nam Ly thần quân hỏi, Lục các chủ muốn đánh cược cái gì? Nghe nói Nam Ly Sơn có Nam Ly chân hỏa thiêu đốt đã vạn năm nên nơi này, bốn mùa đều nóng như mùa hè, quanh năm không đổi Lục Châu nói trong lòng Nam Ly, thần quân khẽ động ý Lục các chủ là muốn cược Nam Ly chân hỏa. Lục Châu gật đầu Nam Ly chân hỏa đối với các ngươi mà nói có hại nhiều hơn, lợi quanh năm chỉ có một mùa sẽ khiến đại lượng nguyên khí bị chân hỏa xua đuổi nếu lấy chân hỏa đi có khi lại là một chuyện may mắn nam ly thần quân không quá vui mặc kệ thế nào thì nam ly chân hỏa cũng là đồ vật của nam ly sơn không thể để người khác cầm đi được hắn nhìn về phía huyền giặc đế quân hy vọng đế quân có thể ra mặt chủ trì công đạo để lục các chủ từ bỏ ý niệm hoang đường này mọi người chỉ cá cược cho vui thôi nếu cược lớn như vậy rồi nháo lớn ai nấy đều không vui cần gì phải như thế nhưng huyền giặc đế quân lại nói Nam Ly Thần Quân, không phải là ngươi sợ rồi chứ? Ta không phải sợ, mà là Nam Ly chân hỏa cực kỳ bá đạo, người bình thường không thể tiếp xúc với nó, nó không ảnh hưởng nhiều đến nguyên khí, lại còn khiến đám hung thú không dám tới gần, Nam Ly chân hỏa chính là thần, hỏa hộ sơn của chúng ta, sao ta có thể dùng nó làm tiền đặt cược?" Lục Châu lắc đầu nói, "Vì ngươi không biết nên mới không sợ lời này của Lục Các chủ có ý gì." Nam Ly chân hỏa, sinh ra vào thời kỳ thượng cổ Thiên Khải chi trụ nâng thái hư lên trời, chân hỏa xa rời mặt đất vốn đã mất, đi căn cơ không có đại địa lực lượng bổ sung, nó muốn tiếp tục tồn tại cũng chỉ có một biện pháp. Lục Châu ngừng lại một chút rồi nói tiếp, hấp thu lực lượng của các ngươi nghe vậy, Nam Ly thần quân đột nhiên đứng dậy, trừng to mắt mắng, nói hưu nói vượn. Tình hình chiến đấu bên ngoài vẫn kịch liệt bất phân thắng bại, mà trong đạo trường cũng căng thẳng không kém Lục Châu không hề khó chịu vì bị mắng. Hộ Sơn thần hỏa bị người ta nói là vật hại người, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận thôi Lục Châu cầm ly rượu lên, Vậy về phía trước rượu lơ lửng hóa thành những giọt nước trong suốt long lanh huyền giặc đế quân và nam ly thần quân đều nghi hoặc nhìn hành động của lục châu từng đạo nguyên khí màu vàng óng bao quanh giọt nước như chân châu mã não tỏa ra quang hoa nhàn nhạt, nhạt nguyên khí nồng đậm một chút tia nắng dọi vào giọt nước chậm rãi hóa thành hơi nước bay lên không trung rồi biến mất trong lúc đó lục châu vẫn đứng yên bất động không làm ra bất kỳ động tác nào khác để chứng tỏ giọt nước bị khí chàng nam ly sơn ảnh hưởng hòa tan vào thiên địa sao sao có thể thân thể nam ly thần quân khẽ run nhìn vào đường vân trong lòng bàn tay mình người khác thử hắn không tin tưởng hắn muốn tự mình thử nghiệm một đoàn nguyên khí trôi nổi trong lòng bàn tay nguyên khí màu xanh bị trận pháp giữa thiên địa làm cho xoay tròn bay lên không trung trên bầu trời nam ly sơn đột nhiên lóe lên một ánh lửa hỏa quang vòng quanh nam ly sơn trong một khoảnh khắc rồi biến mất mà lúc này đoàn nguyên khí trong tay nam ly thần quân đã hoàn toàn biến mất tựa như bị nhấm nuốt nam ly thần quân và tất cả tu hành giả trong nam ly sơn đều chưa từng để ý tới vấn đề này, đây là nơi thích hợp để thanh tu, nguyên khí nồng đậm, tu vi bọn hắn tăng tiến chậm là vì thiên phú kém, không hề có ai nghĩ tới nguyên nhân nằm ở Nam Ly Sơn Lục Châu nói, loại hiện tượng này khi tiếp xúc với đại địa sẽ càng thêm rõ ràng, nhưng cũng may Nam Ly Sơn có ưu thế là lơ lửng giữa không trung, nếu không nhờ các vân đài này thì các ngươi đã bị hút khô người còn cho rằng hung thú bỏ đi hết là vì sợ lửa thôi sao? Nam Ly Thần Quân nghẹn lời huyền giặc đế quân cũng đã minh bạch bèn nói thì ra là thế lục các chủ quả là người có kiến thức rộng rãi bội phục bội phục ánh mắt nam ly thần quân nhìn lục châu đầy phức tạp có chút không cam lòng làm sao ngươi biết được huyền giặc điện có bắc điện tàng thư trong đó quyển thái hư sơn hải trí có nói tới điều này lục châu đáp huyền giặc đế quân phụ họa khoảng thời gian này ở huyền giặc điện lục các chủ vẫn luôn dành thời gian đọc sách có thể nói là người rất uyên bác nam ly thần quân cao mày nói cho dù lời ngươi nói là thật ta cũng sẽ không đồng ý lục châu gật đầu lão phu sẽ không làm khó ngươi vậy thì tiếp tục quan chiến đi lục châu lại nhìn xuống dưới quan sát trường hợp và đoan mộc sinh nam ly thần quân rất khó có thể tập trung tinh thần để xem náo nhiệt hắn thất thần ngồi tại chỗ trong đầu loạn thành một đoàn bá vương thương lượn vòng giữa sân nguyên khí đầy trời xoay tròn tạo thành âm thanh chói tai thiên quyến hữu khuyết đoan mộc sinh từ trên không trung lao vọt xuống không gian ngưng kết trường hợp ngẩng đầu nghênh đón lên cương khí va chạm không gian bị xé rách trận pháp cường đại thôn phệ lực lượng phát tiết của hai người hai người tách ra, một bay lên, một vọt xuống, vẫn như cũ không phân thắng bại đoan mộc sinh cầm chặt bá vương thương nói, làm lại. Trương hợp cười đáp, thôi, đoan mộc huynh không thắng được ta thái hư, có quy củ điện thủ chi tranh không dùng mệnh để đấu, chúng ta nên biết điểm dừng ta biết ngươi chưa dùng toàn lực, nhưng ta cũng thấy lòng hiếu thắng của đoan mộc sinh rất mạnh, nhưng nghe được câu nói này thì chiến ý cũng giảm đi hơn nửa trương hợp chắp tay nói, đoan mộc huynh, ngày khác tái chiến đoan mộc sinh nói, chúng ta đánh ngang tay nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không bại ồ. Phía quan vân đài truyền đến một tiếng cười trương điện thủ, nếu thật sự dùng mệnh để đấu, ngươi đã thua hắn từ lâu rồi trương hợp, nghi hoặc nhìn lên chủ nhân của tiếng cười chính là minh thế nhân tiếng cười dừng lại, tiếp tục nói, át chủ bài của hắn chính là không sợ chết hả. Vù, trong vân đài bay ra một hư ảnh nhanh như, thiểm điện hư ảnh vừa xuất hiện ở đấu trường, toàn bộ không gian đều bị dây leo. Và thụ mộc bao trùm ta cho ngươi một khắc đồng hồ để nghỉ ngơi, tránh cho người khác nói ta thắng mà không oai trường hợp bị kích phát chiến ý, cười nói, thú vị. Nhưng mà ta không có ý định nghỉ ngơi khí thế mà mất, thì ta yếu đi ba phần tiếp chiêu đi. Trường hợp phóng tới, năm ngón tay như đao cắt chém ngàn vạn thụ mộc thành hai nửa thủ đoạn của. Hắn trở nên cực kỳ bá đạo, cho đến khi toàn bộ thụ mộc đều bị chém đứt, hắn mới phát hiện không thấy thân ảnh minh thế nhân đâu cảm giác dưới chân truyền, đến cỗ khí tức mãnh liệt, trường hợp đạp không xông lên không trung quả nhiên minh thế nhân phá đất bay lên ly biệt câu trong tay tỏa ra kim quang xuất hiện trước mặt trường hợp phanh phanh phanh. Trong thời gian cực ngắn, Minh Thế Nhân không biết đã tấn công bao nhiêu lần trường hợp vừa đánh vừa lui, thủ thế không ngừng biến ảo từng đạo cương khí càn quét bốn phương tám hướng, chiếm cứ cả đấu trường mấy hơi thở qua đi, trường hợp cười nói, nếu chỉ có thế thì e là ngươi phải thất vọng rồi Minh Thế Nhân cười nói, chỉ mới bắt đầu thôi, đừng vui vẻ quá sớm phốc thân. Ảnh Minh Thế Nhân đột nhiên biến mất trước mặt trường hợp vô duyên vô cớ biến mất, không để lại một chút không gian ba động nào hai người đều lĩnh ngộ không gian như nhau nếu minh thế nhân xé rách không gian thì trường hợp cũng có thể cảm giác được nhưng mà minh thế nhân chỉ là đột nhiên biến mất chuyện gì xảy ra trong lòng trường hợp căng thẳng cảm thấy không ổn nằm xuống cho ta vạn cân trọng lực từ phía sau đánh tới oanh trường hợp hoàn toàn không kịp trở tay gương khí hộ thể bị đánh tan thân thể lao xuống đất nhưng trường hợp dù sao cũng là điện thủ huyền giặc điện hắn nhẫn nhị không phun ra tiền huyết lăng không xoay chuyển để giảm bớt cường độ cương khí rồi đáp xuống. Tuy vậy hắn vẫn lảo đảo lui về mấy bước mới có thể ổn định thân hình Minh Thế Nhân, khoanh tay nhìn xuống, ý cười đầy mặt thấy trường hợp không bị đánh ngã sấp xuống đất, hắn cười nói, có chút năng lực nha trường hợp cao mày, sao ngươi làm được? Với tu vi đạo thánh mà trường hợp vẫn không thể nào hiểu được vì sao Minh Thế Nhân lại hư không tiêu thất, như thế muốn làm được điều này thì phải có tu vi đại đạo thánh, nhưng hắn rõ ràng không cảm ứng được ba động nào không nói cho người biết Minh Thế Nhân, cười đáp trên đạo trường, Huyền giặc đế quân nghi hoặc nói, hảo thủ đoạn. Bản đế quân cũng không nhìn ra hắn làm như thế nào nam ly thần quân. Người có nhìn ra không? Nam ly thần quân hơi sửng sốt tùy hắn, cũng nhìn thấy một màn vừa rồi nhưng tinh thần lại đang rối loạn. Đâu có thật sự để tâm vào trận chiến hắn chết lặng đáp, không nhìn ra huyền giặc đế quân đành nhìn về phía Lục Châu. Với ánh mắt muốn được thỉnh giáo Lục Châu lắc đầu nói, lão phu cũng không nhìn ra ngay cả lục các chủ cũng không biết, xem ra người trẻ tuổi này không đơn giản nha. Lời này lại khiến Nam Ly, thần quân chú ý hắn luôn cảm thấy huyền giặc đế quân đang thổi phồng lục các chủ, có cảm giác như xem lục các chủ cao hơn cả chính bản thân huyền giặc mà cung phụng là ảo giác ạ. À. Trong lòng lục châu cũng buồn bực, nhiệt đồ này suốt ngày chỉ thích nghiên cứu mấy thứ kỳ lạ quái dị, vừa rồi một chiêu kia hắn làm như thế nào. Trường hợp đạp đất phóng tới trước mặt Minh Thế Nhân, mọi mánh khóe đều không chịu nổi một kích trước mặt lực lượng tuyệt đối tốc độ nhanh, đến cực hạn, không gian vạn vẹo hóa thành hình mũi khoan đánh tới đại đạo quy tắc. Hai tay Minh Thế Nhân bắt chéo lại ngăn cản đòn tấn công vừa tới trước mặt đã bị chặn lại chỉ có chút lực lượng này. Minh Thế Nhân cười nói trường hợp cũng mỉm cười đáp, ngươi sơ xuất hai tay chập tại, trên tay trường hợp xuất hiện một thập tự ấn bay về phía trước, không gian lại vạn vẹo lần nữa phốc. Điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới là, trường hợp đâm xuyên thân thể Minh Thế Nhân quan vân đài truyền tới tiếng gầm giận dữ, lão tứ. Trên đạo trường, Lục Châu đột nhiên đứng phát dậy, hai mắt tóe lửa trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy, hắn trầm giọng nói thật to gan huyền giặc đế quân kinh ngạc hô lục các chủ trong khoảnh khắc đâm thủng thân thể minh thế nhân trường hợp cũng lộ vẻ kinh ngạc và mờ mịt hắn hoảng hốt ngẩng đầu nhìn về phía đạo trường lắp bắp nói ta ta không ngờ hắn lại không chịu nổi một kích ta không cố ý muốn phá hỏng quy củ đâu ngươi không có phá hỏng quy củ bên tai truyền đến tiếng cười thản nhiên hả trường hợp còn chưa kịp xoay người sau lưng đã có lực lượng vạn cân đánh tới oanh nằm xuống cho ta từng câu từng chữ âm vang hữu lực tiếng như kinh lôi trong đầu trường hợp chỉ có mấy tiếng ông ông, không thể suy nghĩ được gì hắn trọng thương phun máu, thân thể văng xuống đất vốn định nhịn xuống đau đớn để đứng vững như trước, trường hợp bỗng thấy không gian trước mặt càng thêm vạn vẹo không gian đại quy tắc. Trường hợp tiến vào khu vực không gian bị xé rách, khoảng cách với mặt đất ngàn mét cứ thế biến mất, hắn thẳng tắp đâm sầm vào mặt đất, yên tĩnh nằm trong hố sâu sàn đấu trường, bằng đá cẩm thạch để bị đánh nát cuộc chiến kết thúc không gian xung quanh lâm, vào yên tĩnh đám người quan chiến đều nghi hoặc nhìn về phía minh thế nhân chiến đấu thường không lặp lại chiêu cũ bao giờ nhưng người trẻ tuổi này lại làm như thế mà không ai có thể nhìn ra hắn làm bằng cách nào bảo ngươi nằm xuống thì phải nằm xuống chứ minh thế nhân nhẹ nhàng cười trên đạo trường huyền giặc đế quân và nam ly thần quân đều nghi hoặc khó hiểu chỉ có lục châu đã nhìn ra chút manh mối vòng xoáy trong lòng bàn tay từ từ biến mất lục các chủ lục châu đưa tay che miệng ho khan một tiếng nam ly chân hỏa có mùi gây mũi quá huyền giặc đế quân khẽ khịt mũi một cái có hả mí mắt nam ly thần quân giật giật mấy cái thu hồi suy nghĩ hắn nhìn về phía minh thế nhân nghi hoặc nói trương điện thủ thua rồi huyền giặc đế quân thở dài đáp tuy bản đế quân rất hy vọng trương hợp thắng nhưng người lục các chủ nhìn chúng quả nhiên rất mạnh nam ly thần quân nói sao hắn làm được như thế tiểu thông minh thôi lục châu hừ một tiếng không làm được chuyện gì thanh nhã huyền giặc đế quân ngẩn ra sau đó mỉm cười nhìn xuống đấu trường thì ra là như thế nam ly thần quân lập tức hỏi hai vị đừng thừa nước đục thả câu mau giải thích cho ta hiểu đi mười thần quân nhìn xem huyền giặc đế quân chỉ tay về phía một vật thể nằm lăn lóc dưới đất đó không phải là thi thể của minh thế nhân ban nãy mà là một cọc gỗ vừa rồi thứ trường hợp đánh thủng không phải thân thể minh thế nhân mà là thân gỗ thú vị nam ly thần quân tán thưởng gật đầu có thể biến thanh mục thành hóa thân để đánh nhau với địch nhân thủ đoạn này không dễ làm huyền giặc đế quân hài lòng gật đầu trẻ con dễ dạy nam ly thần quân nói hóa thân là một loại thủ đoạn cực kỳ tiêu hao tinh huyết Bình thường muốn cho hóa thân nắm giữ lực chiến đấu thì phải có thánh vật làm vật chứa, ban cho nó một phần ý thức, tựa như thai ngén ra một con người khác vậy sao hắn có thể làm được điều này, trong khoảng thời gian ngắn như thế. Đó là loại hóa thân tồn tại lâu dài, còn thứ mà hắn sử dụng chỉ là một loại chứng nhãn pháp trong thời gian ngắn, không dùng tới tinh huyết, cũng không tổn hao quá nhiều tinh lực chỉ cần điều khiển trong một chốc là được, tương đương với khôi lỗi ấy có điều. Khuyết điểm của việc này là dễ dàng phân thần, cần có tâm cảnh vững chắc vô cùng, không phải ai cũng làm được đâu, Huyền Giặc Đế Quân lại khích lệ thêm một câu, thật là một nhân tài hiếm thấy, nếu hắn trở thành điện thủ tân nhiệm của Huyền Giặc Điện, bản đế quân cực kỳ hoan nghênh vừa dứt lời, bên dưới đấu trường bỗng truyền tới tiếng nhạo báng, cái gì mà Huyền Giặc Điện? Mời lão tử tới lão tử còn không thèm đâu Huyền Giặc Đế Quân. Truy cập haleyji.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, một người biết đánh nhau cũng không có, chán om này này này, các ngươi hết người rồi hả? thanh âm quanh quẩn giữa đấu trường mấy tu hành giả đứng sau lưng huyền giặc đế quân có vẻ tức giận còn ai không minh thế nhân không ngừng khiêu khích tới một người đánh một người tới một đôi đánh một đôi trường hợp đang nằm sấp dưới mặt đất gắng gượng lật người lại căm tức nói không coi ai ra gì người thật to gan minh thế nhân nhún vai nói điện thủ chi tranh đâu có cấm nói chuyện đâu ta được tự do lên tiếng nha tức chết ta trường hợp bị đánh bại chỉ có thể nén giận trong đạo trường huyền giặc đế quân trầm giọng nói khẩu khí thật lớn hắn phất tay áo một tu hành giả đứng sau lưng khom người rồi hóa thành đạo lưu tinh bay vọt ra người này, vọt tới trước mặt Minh Thế Nhân, trong tay xuất hiện lưu tinh chùy đánh tới, thế công vừa hung mãnh vừa bá đạo hư ảnh Minh Thế Nhân lóe lên, chạy vụt đi vừa đến đã hung hăng, "Hù chết ta." "Đừng chạy." Cao thủ cầm lưu tinh chùy quát lên không có quy định cấm chạy nha, đấu trường lớn như vậy, ngươi quản được ta à?" Thân ảnh Minh Thế Nhân đã biến mất ở đằng xa nhát như chuột mà, cũng xứng tranh chức điện thủ. Cao thủ lưu tinh chùy lắc đầu, đúng là không thể nói nổi chuyện gì cũng phải làm theo ý ngươi hả? Vậy ta đứng yên cho ngươi đánh luôn nha. Các ngươi đúng là không chịu được thua cuộc Minh Thế Nhân nói cái gì? Ta nói ngươi không chịu được thua cuộc ngươi. Cao thủ Lưu Tinh Trùy bị chọc giận xem ta lột ra ngươi thế nào. Lưu Tinh Trùy bay ra, quét ngang bốn phía đúng lúc này ngàn vạn dây leo từ dưới mặt đất sông lên, dây leo tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, trường hợp thấy thế bèn đánh một trường xuống đất, rời khỏi đấu trường hắn tuân thủ quy củ đứng sang một bên quan, chiến dây leo đầy trời cấp tốc quấn lấy Lưu Tinh Trùy không cách nào tránh thoát nằm xuống cho ta. Vù vù, toàn bộ dây leo mang theo không gian lực lượng, tức tốc bệnh lại thành một tấm lưới khổng lồ, không gian đan xen vào nhau, vặn vẹo đến tột cùng cao thủ lưu tinh trùy trợn tròn mắt nói, vậy cũng được. Hắn muốn phản kháng nhưng đã không kịp vô số dây leo gắt cao bệnh chặt lấy hắn, lôi ẩm xuống đất chiêu này ta vốn định dùng để đối phó trường hợp, ai ngờ hắn yêu quá nên còn chưa kịp xài tới hư ảnh minh thế nhân lóe lên, xuất hiện phía trên đầu người kia huyền giặc điện chỉ có thế thôi à. Còn ai không? Minh Thế Nhân ngẩng đầu nhìn lên đạo trường, dương dương đắc ý phía quan vân đài truyền tới tiếng cười. Lão Tứ, ta biết đệ làm được mà Minh Thế Nhân quay đầu đáp, mới khởi động thôi, hoàn toàn không đã ghiền trên đạo trường huyền giặc. Đế quân nhíu mày đây là vấn đề tôn nghiêm của toàn bộ huyền giặc điện, hắn sao có thể để kẻ này mắng chửi không ngừng nhưng thân là đế quân, chẳng lẽ hắn phải tự mình xuất thủ nhúng tay vào điện thủ chi tranh. Chỉ sợ sẽ để lại tiếng xấu muôn đời huyền giặc, đế quân đành quay đầu nhìn về phía lục châu lục các chủ. Nam Ly thần quân nói, Người trẻ tuổi này thật là thú vị. Vừa rồi huyền giặc đế quân và lục châu, kẻ sướng người họa làm nam ly thần quân không vui chút nào hiện tại thấy huyền giặc, đế quân ăn quả đắng, hắn vui vẻ nói, đại đế quân, trường hợp đã bại, nếu sau đó ngài xuất thủ thì cũng không xem là làm hỏng quy cụ ý là, ngươi có thể tự mình xuất thủ nha, nhưng mà về sau ta sẽ chê cười ngươi cả đời lúc này lục châu bỗng lên tiếng, người trẻ tuổi khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng đế quân không tiện ra tay, vậy để lão phu giáo huấn hán một chút là được nam ly thần quân hỏi lục các chủ có lòng tin. Đương nhiên ba chiêu. Nếu trong vòng ba chiêu lục các chủ đánh ngã được hắn, vậy ngươi cứ lấy nam ly chân hỏa. Đi nam ly thần quân nói bằng giọng tự tin muốn có nam ly chân hỏa. Vậy tự mình giành đi, cho người biết thế nào là quả đắng lục châu nhíu mày nhìn nam ly thần quân. Ánh mắt hai người va chạm, đều có tâm tư riêng một người cho rằng đối phương đang khó xử. Một người cảm thấy đối phương là đồ đần được lục châu đạm mạc đáp huyền giặc. Đế quân gật đầu, bản đế quân làm chứng cho các ngươi lục châu điểm nhẹ mũi chân, không thi triển đạo lực lượng nào, chỉ nhẹ nhàng rời khỏi đạo trường, như bông tuyết bay xuống đấu trường Nam Ly thần quân bất đắc dĩ lắc đầu lục châu, tiếp tục bay xuống khinh khinh phiêu phiêu như trích tiên minh thế nhân ngẩng đầu, há miệng mắng tiếp, tới một người đánh ngã một người, nhìn xem ta có đánh chết con rùa nhà ngươi. Trong ánh mắt minh thế nhân, cảm xúc khinh thường chuyển biến thành nghi hoặc, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng thành chấn kinh và khẩn trương. Đủ loại cảm xúc phức tạp hiện trên mặt hắn hư ảnh lục châu lóe lên, xuất hiện trước mặt minh thế nhân hắn không sử dụng bất kỳ lực lượng gì, chỉ chắp tay sau lưng an tĩnh nhìn nhiệt đồ. Minh Thế Nhân giật mình, rơi thẳng xuống đất ẩm. Ta thua. Huyền giặc đế quân và Nam Ly, thần quân tròn mắt nhìn nhau vừa rồi lục các chủ có ra tay hả? Nam Ly thần quân nghi hoặc hỏi huyền giặc đế quân nói, có lẽ là đã ra tay, trong lòng ngươi không yên nên không chú ý tới thôi thật sao? Minh Thế Nhân quỷ dạp dưới đất, hai tay gập ở sau ót, không ngừng cầu xin tha thứ. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn đang làm trò gì bên phía quan vân đài truyền tới thanh âm, đệ mau đánh ngã hắn đi. Minh Thế Nhân nói, đánh con khỉ á. Ta, ta vừa rồi chỉ khoác lác thôi, huyền giặc điện ai ai cũng đều là cao thủ, nói chuyện dễ nghe, lòng dạ rộng lớn, các vị cứ coi ta là, cái dám đi hôm khác ta sẽ quay lại bồi tội với các vị. Nam Ly thần quân, huyền giặc đế quân cười nói, đúng là người thông minh, vừa nhìn đã phân biệt cao thấp rõ ràng Nam Ly thần quân cao mày sao hắn, lại có cảm giác đám người này là một đoàn kịch đang diễn tuồng gạt mình ấy nhỉ lăn đi lục châu trầm giọng nói được ta lăn ngay nha minh thế nhân vèo một cái bay về phía quan vân đài hôm khác ta sẽ đến bồi tội lục châu nhìn về phía quan vân đài bầu trời không một gợn mây xanh thăm thẳm như mặt biển trở lại quan vân đài minh thế nhân vẫn còn co đầu rụt cổ đoan mộc sinh nghi hoặc tiến lên hỏi có chuyện gì thế vừa rồi đứng quá xa hắn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của người đó cho dù là huyền giặc Đế quân và Nam Ly Thần quân cũng khó có thể nhìn rõ ràng phía bên này, càng đừng nói tới Đoan Mộc Sinh chỉ mới là đạo thánh Đoan Mộc Sinh không hiểu, hắn cho là minh thế nhân không thể nào thất bại được minh thế nhân thở dài nói, có cao thủ cao thủ, cao cỡ nào? Đoan Mộc Sinh nhấc bá vương thương lên, để ta tới lĩnh giáo hắn một chút trước đó, chiến đấu với trường hợp ta chỉ dùng có năm thành thực lực, nay gặp được cao thủ, thì phải đánh một trận mới được đừng đi tin tưởng ta minh thế nhân, nói xích đế nói mặc kệ là gặp phải cường địch gì chúng ta đều phải dùng toàn lực ứng phó hiện tại phải đánh huyền giặc điện răng rơi đầy đất chờ đến khi điện thủ chi tranh thật sự bắt đầu thì không cần đánh cũng có thể thắng bọn hán đoan mộc sinh nói đạo lý rõ ràng minh thế nhân lắc đầu sao huynh không chịu tin ta chứ một vị kim cương đứng phía sau cũng nghi hoặc nói ngay cả nhật tiên sinh cũng không thể chiến thắng từ bao giờ mà huyền giặc điện lại có cao thủ bậc này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên làm người vẫn nên khiêm tốn một chút đừng xem thường huyền giặc điện bốn vị kim cương mộng bức nhìn minh thế nhân hình như người vừa rèm pha mắng chửi người ta mạnh miệng nhất chính là ngày đó. Bây giờ còn có mặt mũi nói ra câu này, đúng, là khó hiểu. Đoan Mộc Sinh Cương quyết nói, đó là để thấy vậy thôi. Các ngươi ở đây chờ ta một lúc, không tới một khắc đồng hồ ta sẽ đánh ngã hắn. Bốn vị Kim Cương đồng loạt không người. Mấy người chúng ta chờ đợi tin tức tốt của Đoan Mộc Tiên Sinh Đoan Mộc Sinh. Bay đi. Bốn vị Kim Cương muốn đi tới quan sát nhưng lại bị Minh Thế Nhân kéo lại lại đây uống trà với ta nào. Nhật Tiên Sinh không lo lắng lo lắng cái giám minh thế nhân ngồi xuống nói, uống trà xong, rồi chuồn cho nhanh trên mặt bốn vị kim cương lộ vẻ khó coi mục đích bọn hắn, tới nơi này là muốn làm dạng danh xích đế ngài, đánh thua rồi thì thôi, còn mất cả mặt mũi như thế sao? Minh thế nhân uống một hớp trà rồi nhìn về phía bốn vị kim cương, nghi hoặc hỏi, hả? Uống trà đi chứ đoan mộc tiên sinh hẳn, là đang đánh nhau với người kia chúng ta đi xem một chút nói xong bốn người bay, về phía rìa quan vân đài đúng lúc này. Đoan Mộc Sinh từ xa bay trở về, trên người đầy cho bụi, mặt mũi lấm lem bùn đất bốn vị kim cương giật mình không thôi đoan mộc tiên sinh. Thắng rồi. Hầy. Đoan mộc sinh lộ vẻ xấu hổ nói, ta chỉ đi xem một chút thôi bốn người càng thêm ngơ ngác rốt cuộc là, người thắng hay thua. Nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của đoan mộc sinh, lại thêm biểu tình quỷ dị trên mặt. Là kiểu mặt vừa vui vẻ vừa ủy khuất, xem ra. Đoan mộc tiên sinh. Sao các ngươi phiền thế hả? Đoan mộc sinh đâm bá vương thương, xuống đất ẩm một tiếng đi bên bờ sông chẳng lẽ không bao giờ ướt giày gặp cao thủ thì thua, có gì lạ đâu. Thắng bại là chuyện thường tình, chẳng lẽ các ngươi chưa bao giờ biết thua là gì, nhất định cứ bắt lão tử phải nói là sao. Bốn người sửng sốt phốc. Minh Thế Nhân không nhịn được phun ra nước trà tam sư huynh biết ăn nói như thế, từ bao giờ nhỉ? Hắn đứng lên nói, được rồi, chúng ta vẫn nên chạy cho nhanh thì hơn chạy. Bốn vị kim cương không cam lòng hai người nắm giữ hạt giống thái hư là, đại biểu cho xích đế, đi như vậy chẳng phải mất mặt lắm sao? bốn người vừa định nói chuyện thì Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh đã vọt ra ngoài, bay về phía phi liễn bốn người ngây ra như phỗng bọn hắn cảm thấy rất khó hiểu, cho dù đối thủ rất mạnh thì cũng đâu đến mức phải như vậy. Nhật Tiên Sinh và Đoan Mộc Tiên Sinh không phải vẫn luôn rất phách lối sao? Vì sao hôm nay lại giống như biến thành người khác? Thường ngày vênh váo không coi ai ra gì, lần này đúng là thay đổi hoàn toàn chẳng lẽ đối thủ thật sự rất cường đại. Bốn người đi tới Diệp quan vân đài nhìn đấu trường rỗng tuếch bên dưới, khẽ lắc đầu xem như, cho hai người bọn họ một chút giáo huấn đúng là khôn nhà dạy trợ ở trước mặt người mình thì khoác lác không thôi vừa ra gặp người ngoài đã hèn nhát như vậy sau khi trở về phải báo cáo với xích đế thế nào đây hừm nói cho tốt đẹp một chút đành thế chứ sao bây giờ bốn người đứng chắp tay về phía đạo trường một người cao giọng truyền âm nói hôm nay đánh một trận tự biết thực lực không đủ ngày khác gặp lại phía đạo trường cũng truyền tới một giọng nói thanh nhàn nhạt, nhạt nhắn cho hai người đó đừng ý vào chút công phu mèo quào mà làm càn ở Nam Ly Sơn bỏ bọn hắn tu luyện cho tốt, lần sau gặp lại mà không có tiến bộ thì Lão Phu sẽ cho bọn hắn sẽ biết tay. Bốn người có chút tức giận, vẻ mặt khó coi, không người nói, thụ giáo nói xong bốn người bay trở về phi liễn phi liễn quay đầu bay về phía Nam, rồi biến mất trong chín tầng mây bốn vị kim cương, cũng chuyển lại nguyên vẹn lời nói của Lục Châu, cho đoan mộc sinh và minh thế nhân nghe một vị kim cương nói, huyền giặc điện đúng là, không cho chúng ta chút mặt mũi nào lần sau gặp lại không cần nể mặt làm gì muốn gặp thì ngươi gặp đi, ta không làm minh thế nhân lắc đầu nói nhật tiên sinh. Bọn hắn nói như vậy là vũ nhục các ngài, cũng là vũ nhục xích đế bệ hạ. Vũ nhục, minh thế nhân lắc đầu nói, vũ nhục ta thì không sao, người ta nói đúng mà chỉ là, chẳng liên quan gì xích đế cả hôm khác ta đến bồi tội với người ta là được, chuyện nhỏ ấy mà. Nhật tiên sinh, đây đâu phải phong cách làm việc của ngài. Chẳng phải ngài nên lấy lại danh dự cho mình sao? Một vị kim cương nghi hoặc nói về sau, rồi tính ta phải ngủ một giấc đã trong đạo trường Nam Ly Sơn huyền giặc. Đế quân cười nói, lục các chủ quả nhiên có thủ đoạn, chỉ cần ra tay là đối phương chạy chối chết trường hợp đứng bên cạnh mặt mũi bầm dập. Xấu hổ vô cùng Nam Ly thần quân suy nghĩ đến xuất thần, có chút khó tiếp nhận được hiện thực rõ ràng không thấy ra tay, sao lại bảo là đã xuất thủ. Hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thôi lục châu nói có lý huyền giặc, đế quân là người thông minh, nghe vậy bèn quay đầu răn dạy trường hợp mấy câu trường hợp cũng ngoan ngoãn bị nghe mắng không dám tìm cớ gì người dùng thương kia có lực đạo hung mãnh, cương khí bá đạo vô cùng, nằm ngoài dự đoán của ta người am hiểu điều khiển thanh mộc, thì biến chiêu khiến ta trở tay không kịp, chiêu thức rất khó có thể tưởng tượng. Được hôm nay ta bại tâm phục khẩu phục vậy ngươi định cứ thế dâng ra vị trí điện thủ, cho người, ta. Huyền giặc đế quân hỏi trường hợp sừng sốt một chút trong lòng tuy có không nỡ, nhưng nghĩ đến khi điện thủ chi tranh chính thức diễn ra mình sẽ còn bại thảm hại hơn. Trường hợp đành quỳ một gối xuống nói, ta nguyện ý nhường lại vị trí điện thủ ồ. Huyền giặc đế quân không ngờ hắn hào phóng như vậy trường hợp tiếp tục nói, ta bại tâm phục khẩu phục, nhưng ta không đánh giá cao nhân phẩm bọn hắn cho nên. Nhân phẩm bọn hắn, ta vốn muốn hữu nghị luận bàn, nhưng đối phương lại nhiều lần vũ nhục ta, vũ nhục huyền giặc đế quân đây là đại bất kính, hạt giống thái hư rơi vào tay loại người này đúng là bất hạnh trường hợp, nói lục châu khẽ nhíu mày hài tử nhà mình bị người ta phê bình, ai mà chịu cho được, nhân phẩm bọn hắn tốt hay không lão phu không biết, nhưng ngươi nghị luận ở sau lưng người ta mà cũng xứng đề cập tới nhân phẩm lục châu nói việc này trường hợp xấu hổ cúi đầu hắn suy nghĩ một chút rồi nói khởi bẩm đế quân ta có thể nhường lại vị trí điện thủ nhưng ta muốn lục các chủ đảm nhiệm nam ly thần quân nghe vậy kinh ngạc nói đây là vị trí điện thủ đó các ngươi qua loa như vậy sao huyền giặc đế quân cao mày nói hồi nháo vị trí điện thủ cực kỳ quan trọng sao có thể nói nhường là nhường lục các chủ vừa gia nhập huyền giặc điện còn chưa đủ thời cơ để đảm nhiệm chức vụ này nếu làm thế bản đế quân làm sao ăn nói với mọi người trong điện các thần tử huyền giặc điện chẳng phải sẽ khó chịu trong lòng đi nói xấu khắp nơi nghe vậy trong lòng trường hợp cảm động không thôi thì ra đế quân vẫn coi trọng ta như vậy huyền giặc đế quân len lén nhìn lục châu một cái thầm nghĩ hy vọng lão sư đừng tức giận dâng ra loại chức vị không đáng tiền này có khác nào vũ nhục lão nhân ra người nam ly thần quân nói ta lại cảm thấy lục các chủ rất thích hợp với vị trí điện thủ nha huyền giặc đế quân đổi chủ đề nam ly thần quân bản đế quân còn nhớ rõ ngươi và lục các chủ có cá cược cá cược chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ huyền giặc đế quân cười híp mắt nam ly thần quân lộ vẻ xấu hổ thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm đành thở dài nói không phải ta muốn quỵt nợ mà là nam ly chân hỏa không phải dùng sức một người có thể lấy được nếu ta đồng ý thì chính là hại ngươi lục các chủ hay là ngươi từ bỏ đi người chính là như vậy đồ tốt dù không có giá trị với mình cũng không muốn cho người khác lục châu nói lão phu hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa hẹn việc này. Lão phu hận nhất là, kẻ không giữ chữ tín lời này rõ ràng là không thể thương lượng huyền giặc. Đế quân thở dài nói, Nam Ly thần quân, tuy quan hệ giữa chúng ta rất tốt nhưng ngươi đã hứa với người ta, bản đế quân cũng không giúp được ngươi mí mắt Nam Ly. Thần quân giật liên hồi hai người này sao cứ như kép hát, kẻ sướng người họa thế này. Quan hệ giữa hắn và huyền giặc đế quân cũng xem như là hảo hữu, nhưng từ đầu đến giờ huyền giặc, đế quân đều không nói giúp cho hắn một câu nào được rồi Nam Ly thần quân thở dài nói chỉ là phải nói trước nếu ngươi xảy ra chuyện thì không thể trách nam ly sơn đâu yên tâm chuyện lão phu làm xưa nay không oán người khác lục châu đáp được nam ly thần quân đứng lên ra hiệu mời lục châu và huyền giặc đế quân bay theo hắn đến một dãy núi phi hành chừng trăm dặm thì đến một ngọn sơn phong đám người đáp xuống một lối vào đi sâu vào trong lòng đất đây chính là lối vào đến chỗ nam ly chân hỏa nam ly thần quân giới thiệu trong lòng đất huyền giặc đế quân nghi hoặc chân hỏa phải nằm trong lòng đất mới có thể ức chế lực lượng của nó nếu đặt ở nhân gian e là sẽ dẫn tới tai họa thật lớn lục châu giải thích nghe một lời của lục các chủ hơn hẳn đọc sách 10 năm huyền giặc đế quân cười nói nam ly thần quân nghi hoặc nhìn hắn vậy mà cũng vỗ mông ngựa được lục châu lười để ý mấy chuyện này nhìn về phía lối vào nói dẫn đường nam ly thần quân dẫn theo đám người bay vào trong lòng đất lối đi quanh có khúc khuỷu đám người cảm thấy càng lúc càng nóng sau khi tiến sâu vào trong lòng đất ngàn mét áp lực lập tức để thăng không gian như bị vặn vẹo vì nhiệt độ cao nam ly thần quân nhắc nhở tiếp tục đi xuống sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Các vị cẩn thận người có tu vị yếu nên đứng chờ ở đây, đám tu hành giả đi theo huyền giặc, đế quân đứng lại ở đó lục châu và huyền giặc đế quân tiếp tục bay theo Nam Ly, thần quân vào sâu bên trong lại thêm ngàn mét, nhiệt độ càng trở nên thiêu đốt Nam Ly thần quân gọi ra cương khí hộ thể, đến rồi soạt. Trong không gian đỏ rực trước mặt là một ngọn lửa màu xanh lập lòe, không gian xung quanh bị nó thiêu đốt đến mức vạn vẹo không ngừng Nam Ly chân hỏa Nam Ly, thần quân nói, hư ảnh lóe lên né tránh sóng xung kích của ngọn lửa xanh thân ảnh huyền giặc đế quân cũng né tránh bay lên cao trăm mét rồi nói lục các chủ giao cho người nam ly thần quân bay đến bên cạnh huyền giặc đế quân hai người đồng thời quan sát chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio nam ly chân hỏa bay vòng quanh người lục châu không ngừng xoay tròn với tốc độ cực nhanh lục châu nhìn chằm chằm và nó không rời mắt đúng lúc này nam ly chân hỏa cảm nhận được khí thức nhân loại lập tức xung kích tới cẩn thận nam ly thần quân hô lên lục châu vươn tay vị danh thuẫn ngăn ở phía trước oanh. Hư cấp. Nam ly thần quân kinh ngạc nói, trong tay lục các chủ có vũ khí hư cấp. Huyền giặc đế quân gật đầu, đó là đương nhiên. Đại đế quân như người còn không có hư cấp, vậy mà còn nói là đương nhiên. Đa số tu hành giả đạt tới cảnh giới trí tôn đều có vũ khí hàng cấp. Tiếp theo là thánh vật và thần vật không phải bọn hắn không thích hư cấp, mà là vì muốn nâng cấp lên hư, thì khó khăn vô cùng hư cấp chính là vũ khí bản nguyên. Có thể tự do thay đổi hình thái vũ khí hư cấp không chỉ có uy lực mạnh, mà còn có thể ngăn trở một phần lực lượng quy tắc hơn nữa hư cấp còn rất có linh tính ai mà không muốn có vũ khí hư cấp đây nam ly chân hỏa không hổ là thần hỏa cho dù là vị danh thuẫn cũng bị đánh hõm vào lục châu thu hồi vị danh trường bào trên người khẽ rung động nam ly thần quân cao mày nói bộ trường bào này không đơn giản hình như là ngươi nhìn nhầm huyền giặc đế quân nói nhìn nhầm không thể nào đại đế quân nhìn kỹ lại đi khi thần hỏa đến gần trường bào sản sinh ra một cỗ năng lượng ngăn cản thần hỏa trên đời này chỉ có số ít cường giả và hung thú mới làm được điều này bộ trường bào đó hình như được làm từ long cân của ứng long nam ly thần quân nói sai hoàn toàn huyền giặc đế quân nói chiều dài của long cân có hạn muốn dệt thành trường bào là việc không tưởng trường bào này hẳn là một kiện thánh vật nam ly thần quân khẽ gật đầu có lý hay dạo gần đây ta hay mất ngủ chắc là hoa mắt rồi không sao ngươi bị thần hòa này dày vò ngày đêm như vậy chờ lục các chủ lấy nó đi thì ngươi sẽ ngủ yên giấc thôi từ nay về sau Nam Ly Sơn sẽ có bốn mùa xuân hạ thu đông, chẳng phải rất tốt đẹp sao? Đế quân nói vậy khiến lòng ta cũng thấy an ổn hơn nhiều vừa nói xong, Nam Ly thần quân lại lắc đầu, mà không đúng, e là Lục Các chủ cũng không lấy được thần hỏa này sao lại nói thế? Thần hỏa có năng lực diệt bát hoang, quét lục hợp nó được thiên địa rèn luyện, cho dù là vũ khí hư cấp, cũng phải e ngại ba phần trong lòng đất là nơi sinh tồn của nó, đưa ra ngoài sẽ dẫn phát tai nạn ngập trời huống hồ gì? Chẳng lẽ Lục Các chủ muốn dùng tay không bắt nó? dù sao cũng phải có thứ gì chứa được nó chứ đúng lúc này lục châu vươn tay ra trong tay hắn là một cái túi màu nâu toát ra lam quang điện hồ cái túi cấp tốc biến lớn rồi chộp lấy nam ly chân hỏa soạt đại di thiên đại thoát một cái đã thu nó vào trong túi lục châu cầm lấy đại di thiên đại nó từ từ thu nhỏ lại rồi chui vào ống tay áo hắn nam ly thần quân huyền giặc đế quân lục châu vân đạm phong khinh bay tới trước mặt hai người đạm mạc nói có thể đi được rồi cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt Huyền giặc đế quân cũng bị màn này làm cho rung động hắn đứng ngây ra tại chỗ, không biết nên nói cái gì nam ly thần quân nhách miệng, nửa ngày cũng nói không nên lời thấy hai người cứ ngẩn ra. Lục Châu xoay người bay đi trước lúc này nam ly thần quân mới nhịn đau nói, đó có phải hư cấp không? Chắc không phải đâu huyền giặc đế quân đáp thần vật. Phải, là thần vật. Nam ly thần quân nói thần vật có thể đối phó với thần hỏa. Việc này, hình như không thể nói xong nam ly thần quân lại bối rối vô cùng thế giới quan của hắn đã được đổi mới huyền giặc đế quân nói, đi thôi nam ly thần quân gật đầu bay theo sau, rời khỏi lòng đất ra đến bên ngoài, đám người cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống rõ rệt, trên không trung bắt đầu xuất hiện từng cụ mây đen khí lạnh, từ bốn phương tám hướng thổi tới ban đầu gió không lớn, nhưng khi nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống, thì tranh lệch nhiệt độ khiến các hiệu ứng dây chuyền xuất hiện nguyên khí bắt đầu hội tụ, vân đài ở đằng xa rung động kịch liệt hỏng rồi, trận pháp trên vân đài sắp bị hủy. Nam Ly thần quân vội vàng không người nói với Lục Châu khẩn cầu lục các chủ trả lại thần hỏa cho nam ly sơn hắn tha rằng bị chân hỏa tra tấn ngày đêm cũng không muốn để vân đài rơi xuống vân đài là biểu tượng của nam ly sơn rất nhiều tu hành giả thích đến đây luận đạo không có vân đài nam ly sơn cũng chẳng khác gì những ngọn sơn phong khác lục châu ngẩng đầu nhìn mây đen trên trời rồi nói người đã hứa hẹn với lão phu hiện tại chân hỏa đã bị lão phu hàng phục sao có thể trả lại cho ngươi nam ly thần quân đành phải khẩn cầu nếu không có thần hỏa chỉ sợ nam ly sơn sẽ ta biết mình đã hứa hẹn, chỉ muốn cầu xin lục các chủ giúp ta chuyện này. Lục Châu nói, lão phu đâu có nói sẽ không giúp người nam ly thần quân vui mừng gật đầu, vậy thì tốt quá. Thần hỏa, huyền giặc đế quân cao mày nói, nam ly thần quân, ngươi đúng là bị thần hỏa tra tấn không ít, đầu óc cũng không nhạy bén nữa rồi lục các chủ đồng ý giúp ngươi, đâu có nói sẽ trả thần hỏa cho ngươi. À, nam ly thần quân lộ vẻ xấu hổ. Là ta hiểu lầm Lục Châu nhìn lên mây đen không ngừng hội tụ, giải thích một câu đây là hiệu ứng do tranh lệch nhiệt độ gì cơ? Nam Ly thần quân nghi hoặc hỏi chuyện này, khó giải thích rõ ràng ngươi cứ kiên nhẫn nhìn là được rào rào. Cơn mưa tầm tã chút xuống Nam Ly thần quân nghẹn ngào nói, đã rất nhiều năm nơi này không có mưa. Không ngờ thần hỏa vừa đi, mưa lại tối tăm trời đất ông trời muốn diệt vong Nam Ly sơn sao. Đám cây cỏ bên dưới đều bị nước mưa băng lãnh tàn phá, lung lay sắp đổ Nam Ly thần quân nhíu mày thật chặt nhưng Lục Châu lại thản nhiên nói, cơn mưa của điểm lành, có gì phải lo lắng mưa điểm lành nam ly thần quân chẳng thấy có chút điểm lành nào ở đây rõ ràng là cây cỏ đang bị tàn phá nặng nề không trải qua sóng gió sao có thể thấy được cầu vồng nước mưa không chạm được vào người lục châu hắn khoanh tay ngẩng đầu ung dung cảm khái một câu nói rất hay huyền giặc đế quân cười nói thần hỏa biến mất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cân bằng nơi này cũng không đi thì mới làm sao đến được ngươi không nên lưu luyến quá khứ mà hãy hy vọng vào tương lai sau cơn mưa trời lại sáng thôi nam ly thần quân nhìn lên không trung mưa to ồ ạt à, khiến trận pháp không ngừng lay động vân đài giữa trời lung lay như sắp đổ tới nơi trường hợp thấy thế mở miệng nói sắp sập rồi sao nam ly thần quân gắng gượng sẽ không sập trận pháp đang ba động kịch liệt thần quân đúng là lạc quan dưới loại tình huống này không sập mới lạ đó trường hợp tiếp tục nói nam ly thần quân ho khan mấy tiếng ổn định bình tĩnh sau cơn mưa sẽ gặp được cầu vồng hắn kiên định nói trường hợp lại mắm muối đệm vào sau cơn mưa cũng có thể bị lụt nha lục châu quay đầu nhìn về phía trường hợp rồi liếc mắt nhìn huyền giặc đế quân đây là thủ hạ của ngươi đây là điện thủ huyền giặc điện loại người trò chuyện kiểu này có bằng hữu nổi không huyền giặc đế quân vội vàng mắng đừng có nói bậy trường hợp lập tức ngậm miệng lại không biết qua bao lâu cơn mưa dai dẳng rốt cuộc cũng tạnh đám người ngẩng đầu quan sát vân đài tuy lay động nhưng vẫn không rơi xuống chỉ là cầu vồng trong tưởng tượng không có xuất hiện sau cơn mưa nam ly sơn là một mảnh hỗn độn trận pháp còn đang yếu bớt chỉ sợ tình huống không ổn trường hợp lại không nhịn được mà tạt một chậu nước lạnh nam ly thần quân lại lần nữa khom người với lục châu khẩn cầu lục các chủ trả thần hỏa về chỗ cũ bây giờ nói còn quá sớm lục châu đạp đất bay lên không trung vọt về phía các vân đài trên nam ly sơn đám người huyền giặc đế quân nam ly thần quân và trường hợp đều nghi hoặc nhìn lục châu không biết hắn muốn làm gì lục châu lấy chấn thọ thung lóng lánh kim quang ra rồi cắm xuống đất oanh nguyên khí cùng lực lượng thiên tướng chuyển vào chấn thọ thung thần thông trị liệu phát ra sinh cơ bành trướng càn quét tứ phương kim liên nở rộ vạn vật được khôi phục lực lượng thiên đạo tuy ít ỏi nhưng đủ để phát huy tác dụng đám cây cỏ điêu tàn lập tức tỏa ra sinh cơ mãnh liệt thụ mộc cấp tốc sinh trưởng hảo thủ đoạn huyền giặc đế quân thán phục nói đây là ánh mắt nam ly thần quân trở nên phức tạp sao ta cảm thấy giống giống ai ấy nhỉ huyền giặc đế quân gật đầu nói không sai lục các chủ chính là cao nhân bản đế quân gặp được khi đi ngao du ở vô tận hải nam ly thần quân gật đầu nói chẳng trách chẳng trách huyền giặc đế quân lại có thái độ kính nể với lục các chủ trường hợp cũng minh bạch thì ra đại đế quân đã sớm biết thân phận của lục châu lục châu lật trưởng chấn thọ thung bay ra khỏi mặt đất xông lên chân trời rồi xoay tròn lực lượng thiên tướng bắt đầu khôi phục trận pháp nam ly sơn lan tràn khắp phương viên trăm dặm không bao lâu sau vân đài đã được gia cố trận pháp ổn định trở lại lục châu thu hồi chấn thọ thung bầu trời cũng trở lại trong xanh như trước mặt trời dần ngả về tây từng đạo kim sắc quang mang dọi vào nam ly sơn chiết xạ thành cầu vòng rực rỡ huyền giặc đế quân và nam ly thần quân bay lên vân đài quan sát tứ phương trong lòng cảm khái vô cùng đúng như lục châu nói sau cơn mưa chính là cầu vòng mất đi thần hỏa nam ly sơn sống lại một lần nữa càng xinh đẹp và tươi tốt hơn trước điều làm nam ly thần quân kinh ngạc nhất là nguyên khí trong nam ly sơn lại càng thêm tinh thuần nồng đậm gấp mấy lần lúc trước hắn tham lam hít sâu mấy hơi không nhịn được điều động nguyên khí tu hành hô hấp thổ nạp quả nhiên kỳ kinh bát mạch tựa như được đả thông lục châu nói ngươi có hài lòng không hài lòng rất hài lòng nam ly thần quân chắp tay thi lễ với lục châu lục lão đệ ta không biết nên nói gì để biểu đạt lòng biết ơn của mình huyền giặc đế quân giơ tay lên ngăn lại nam ly thần quân bản đế quân còn chưa dám gọi lục các chủ là lão đệ ngươi đúng là được đà lấn tới vâng 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 lục các chủ thứ lỗi nam ly thần quân đúng là muốn lôi kéo làm thân lục châu nói vậy lão phu sẽ mang thần hỏa đi ạ à? ta chưa thỉnh giáo lục các chủ lấy thần hỏa đi để làm gì nam ly thần quân tò mò hỏi lục châu thành thật đáp nam ly chân hỏa có thể dùng để gia tăng năng lực cho nghiệp hỏa nam ly thần quân sửng sốt nói ngài muốn rèn luyện nghiệp hỏa thành thần hỏa việc có nắm giữ nghiệp hỏa hay không là tùy thuộc vào thiên phú mỗi người chỉ có người có nghiệp hỏa mới sử dụng được thần hỏa nếu cưỡng ép sử dụng sẽ bị phản vệ rất nặng lục châu gật đầu ta biết huyền giặc đế quân nói xen vào nam ly thần quân cách nói của ngươi là đang hoài nghi năng lực của lục các chủ nào có nào có nam ly thần quân liên tục lắc đầu hôm nay ta định nghỉ tạm một đêm ở đạo trường, không biết thần quân có tiện hay không? Huyền giặc đế quân hỏi bây giờ trở về e là hơi trễ nam ly thần quân cười nói, đừng nói một đêm, các vị muốn ở lại 10 ngày nửa tháng cũng được mà nam ly sơn, cực kỳ hoan nghênh được đêm xuống trong đạo trường. Trương hợp quỳ một gối xuống trước mặt huyền giặc đế quân, trương hợp có chuyện muốn thỉnh cầu huyền giặc, đế quân và lục châu đang trò chuyện vui vẻ thấy biểu tình trương hợp nghiêm túc, huyền giặc đế quân bèn hỏi, có việc gì? Hôm nay tận mắt nhìn thấy thủ đoạn và năng lực của lục huynh, từ đáy lòng ta cảm thấy khâm phục vô cùng, cho nên, ta không còn mặt mũi nào để giữ chức vị điện thủ này nữa, ta nguyện ý phụ tá cho lục huynh trường hợp nói huyền giặc đế quân nhướng mày nói, lúc trước ta đã nói về chuyện này rồi mà đúng là có nói qua, nhưng tu vi lục huynh cao thâm, thủ đoạn ngập trời, vượt xa ta quá nhiều nếu ta còn mặt dạn mày dày giữ lấy chức vụ này, về sau gặp lại hai người của xích đế sẽ chỉ là mất mặt huyền giặc, điện thêm mà thôi huyền giặc đế quân khẽ gật đầu trường hợp, không phải loại người giỏi về bày mưu nghĩ kế nhưng hắn là kẻ đại nghĩa lại trung thành một mực lục châu nói lão phu lại cảm thấy người trẻ tuổi thi triển hóa thân đánh bại ngươi có thể lĩnh trách nhiệm này nếu ngươi khăng khăng muốn từ chức vậy để cho hắn đi trường hợp giật mình huyền giặc đế quân cũng sửng sốt lục châu nói tiếp tuyệt đối không nên xem thường người này ngoài mặt hắn ngạo mạn không coi ai ra gì lại trông có vẻ ương ngạnh phách lối như tên lưu manh không có giáo dưỡng nhưng mà lòng dạ không xấu lại rất thông minh giảo hoạt huyền giặc đế quân cười nói lục các chủ hiểu rõ người này như vậy xem ra hắn cũng là người thú vị trường hợp không tình nguyện nói ta vẫn cảm thấy lục các chủ thích hợp hơn huyền giặc đế quân lườm hắn một cái đừng có vô lễ trường hợp đành cúi đầu không dám nói nữa huyền giặc đế quân phất tay đừng nhắc tới chuyện này nữa vâng trường hợp ngẩng đầu nói ta còn có một câu không biết có nên nói hay không nói đi dạo gần đây đế quân có gặp mặt bạch đế không trường hợp nói bóng nói gió huyền giặc đế quân nhướng mày mắng cút trường hợp thấy tình hình không đúng vội cắp đít chạy khỏi đạo trường chờ đám người lui ra hết huyền giặc đế quân mới chắp tay nói với lục châu ngài đừng giận hắn nhé lão phu không có nhỏ nhen như vậy vậy thì tốt quá ta không quấy dày ngài nghỉ ngơi nữa huyền giặc đế quân đứng dậy rời đi nửa đêm lục châu lấy đại di thiên đại gia dùng lực lượng thiên tướng áp chế nam ly chân hỏa để mang nó ra ngoài hắn vươn tay ra nghiệp hỏa xuất hiện nghiệp hỏa và chân hỏa từ từ hòa là một thể đây là phương pháp luyện hóa nghiệp hỏa lục châu có được từ ký ức của ma thần ma thần đương nhiên cũng có nghiệp hỏa hắn từng định đến Nam Ly Sơn lấy chân hỏa đi nhưng bị chuyện khác làm cho chậm trễ, rốt cuộc chưa thể hoàn thành được bước này hai ngọn hỏa diễm chồng lên nhau, nghiệp hỏa không ngừng được rèn luyện, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhẹ nhàng, không tạo thành sóng xung kích nào hôm sau, Lục Châu nói muốn ở lại thêm hai ngày Nam Ly, thần quân càng ước gì được như thế vừa vặn hắn có thể nhân cơ hội này, để quan sát sự ổn định của Vân Đài. Và trận pháp Nam Ly Sơn hai ngày sau màn đêm buông xuống trong hai ngày này, Lục Châu không ngừng luyện hóa nghiệp hỏa rốt cuộc cũng hoàn thành hắn cất nam ly chân hỏa vào đại di thiên đại vừa định đi ra ngoài đã thấy một hư ảnh bịt mặt từ bên ngoài lướt vào kẻ nào lớn mật như thế lục châu trầm giọng nói hư ảnh xông vào đạo trường lén lén lút lút như ăn trộm hắn tháo khăn che mặt ra cấp tốc quỳ dạp xuống đất đồ nhi bái kiến sư phụ lão tứ loại phong cách làm việc kiểu này ngoài minh thế nhân ra lục châu chẳng nghĩ được tới ai khác hắc hắc minh thế nhân ngẩng đầu cười lục châu nhướng mày thật to gan ngươi không sợ bị người khác phát hiện không sao, đám người đó ra áo túi cơm lắm Minh Thế Nhân đang cười, gương mặt bỗng nhiên sụ xuống, quỳ gối tiến lại ôm chân Lục Châu, khóc lóc nói, sư phụ, đồ nhi còn tưởng là người đã chết thật rồi chứ. Miệng chó không mọc được ngà voi mà Lục Châu vung chân đá hắn văng ra, ngồi xuống nói, không phải ngươi không muốn nhận vi sư sao. Thiên địa làm chứng, đồ nhi chỉ đang diễn cho bọn hắn xem thôi nơi này là thái hư tai vách mạch rừng, đồ nhi không thể không cẩn thận Minh Thế Nhân nâng tay lên thề. Đồ Nhi lấy ly biệt câu ra thể, nếu có nửa lời dối trá, để ly biệt câu chém chết Đồ Nhi đi. Được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng nữa sao các ngươi lại tiến vào thái hư. Lục Châu hỏi Minh Thế Nhân liền kể lại đầu đuôi sự việc, trong đó có nhắc tới thất sinh Lục Châu nghi hoặc lặp lại danh tự người này thất sinh. Người này không biết là vô tình hay cố ý, lại cứ dẫn dắt chúng Đồ Nhi hiểu lầm hắn là lão thất phục sinh, ở trong bóng tối trợ giúp chúng Đồ Nhi kỳ thực kẻ này tâm cơ giảo hoạt đuôi cáo còn chưa lộ ra đâu minh thế nhân nói ngươi cho rằng hắn không phải lão thất không thể nào là lão thất được minh thế nhân tự tin nói sư phụ đồ nhi hiểu rất rõ lão thất nếu hắn không phải lão thất thì vì sao lại muốn đưa các ngươi vào thái hư một phần là để nịnh nọt thái hư hiện tại hắn là chó săn của minh tâm đại đế một phần khác là muốn dùng danh nghĩa của chúng đồ nhi để lôi kéo ngài minh thế nhân đưa ra suy đoán lôi kéo vi sư người không phải là ma thần sao sư phụ người là nhân vật truyền kỳ sao không nói cho chúng đồ nhi biết chớ. Từ nay về sau, đồ nhi chính là chó săn đệ nhất của người nha. Minh Thế Nhân nắm tay thành quả đấm, về sau xem ai còn dám bắt nạt ta. Lục Châu cao mày quát lớn, người chỉ có từng đấy tiền đồ. Sư phụ, người là ma thần cao cao tại thượng lần này, trở về có phải người muốn đoạt lại những thứ đã mất không? Minh Thế Nhân cười tí tởn nói Lục Châu, lắc đầu trí của vi sư không ở đây Minh Thế Nhân, lộ ra biểu tình tiếc nuối Lục Châu hỏi sang chuyện khác, những người khác thì sao? đai sư huynh và nhị sư huynh ở chỗ thanh đế rất tiêu dao khoái hoạt đồ nhi nghe nói bọn hắn muốn tranh vị trí điện thủ huyền giặc điện nên lần này mới chủ động xin xích đế đến đây vài ngày nữa hẳn là bọn hắn sẽ trực tiếp đến huyền giặc điện ngũ sư muội và lục sư muội ở chỗ bạch đế e là không ổn ồ lục châu nhíu mày bạch đế và thất sinh có quan hệ rất tốt loại người tâm cơ giả hoạt như thất sinh chẳng phải thứ gì tốt hai vị sư muội tâm tính đơn thuần sợ là sẽ bị bạch đế lấn át bạch đế sẽ không ngu xuẩn như vậy lục châu nói dù sao cách nàng cũng là trí tôn tương lai cũng đúng minh thế nhân tiếp tục nói, lão bát cùng đến thánh điện với thất sinh sư phụ. Đồ nhi có câu này, không biết có nên nói hay không truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Cứ nói thẳng đồ nhi hoài nghi lão bát đã phản bội ma thiên các minh thế nhân, cực kỳ nghiêm túc nói, trong trăm năm người không ở đây, hắn đã nhiều lần làm chó săn cho thánh điện, trở thành đệ nhất chó săn. À không, đệ nhị mới đúng thất sinh mới là đệ nhất lục châu nghi ngờ nói, sao ngươi biết? Đồ nhi từng đến thánh điện một lần lão bát không chỉ hoàn toàn thần phục thánh điện, mà còn ngày ngày hô to khẩu hiệu diệt trừ ma thần, làm mưa làm gió khắp nơi minh thế nhân tức giận nói nếu thật là như vậy, vi sư nhất định không tha cho hắn đúng vậy, phải nghiêm trị hắn. Minh thế nhân đổ thêm dầu vào lửa về phần cửu sư muội và thập sư muội. Hắn muốn nói lại thôi lục châu khẽ nhíu mày minh thế nhân lui về sau một bước, tức giận nói, đồ nhi phải nói thẳng, người đừng tức giận nha. Đồ Nhi cảm thấy hai vị sư muội có lẽ đã nhận giặc làm cha rồi. Mới có trăm năm mà đám nghiệt đồ đã biến thành cái dạng này rồi. Cơ thiên đạo từng phải đối mặt với đám đồ đệ phản bội, về sau Trần Phu cũng chết không nhắm mắt trong văn hương cốc, Lục Châu khó tránh khỏi cảm thấy phiền lòng quan hệ giữa hai vị sư muội và Thượng Trương Đại Đế tốt đến mức làm cho người ta giận sôi. Đồ Nhi nghe nói Thượng Trương Đại Đế, đối xử với các nàng như con ruột sao lại thế chứ? Lục Châu nói, Thượng Trương Đại Đế, vi sư có chút ấn tượng với cái tên này Minh Thế Nhân, chớp mắt biến thành bà tám buôn chuyện, người còn nhớ vương tử dạ không? Hắn là thần thi chấn thủ thiên khải chi trụ. Nghe nói là vì hắn đội nón xanh cho thượng trương đại đế đó. Lục Châu nghi ngờ nhìn Minh Thế Nhân lúc này hắn bỗng cảm thấy tên nghiệt đồ này, càng giống với đám gian thần trong sách sử lão tứ, bọn hắn đều là đồng môn của ngươi ngươi có chắc mình nói đúng không? Sư phụ, đồ nhi chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối không hề dối trá Minh Thế Nhân đáp nếu thật là như thế, vi sư sẽ nghiêm trị không tha Minh Thế Nhân thì thầm nhưng mà đồ nhi cũng không cam đoan đó là sự thật nghe vậy lục châu không nhịn được há mồm mắng đồ hỗn trướng chuyện không chắc chắn mà cũng dám đi nói lung tung đồ nhi biết sai minh thế nhân ngoan ngoãn quỳ xuống đất thôi dù sao nơi này cũng không phải là ma thiên các lục châu vung tay áo nói ngươi trở về đi trở về minh thế nhân kinh ngạc nói đồ nhi thật vất vả mới trốn ra được định cùng người lăn lộn ở thái hư nha lăn lộn à không không đồ nhi không có ý đó Đồ Nhi chỉ muốn đi theo sư phụ thôi vi sư còn rất nhiều chuyện phải làm. Ngươi nên trở về Lục Châu nói thêm một câu ở lại chỗ xích đế. Có lẽ ngươi sẽ an toàn hơn một khi thân phận này bại lộ. Rất có thể hắn sẽ bị thập điện vây công đến lúc đó vàng thao lẫn lộn. Một mình Lục Châu còn có thể đối phó, nhưng mang theo đồ đệ thì không. Dễ chơi rồi Đồ Nhi tuân mệnh hai mắt mình thế nhân tỏa sáng. Đồ Nhi sẽ ở trong bóng tối phối hợp với sư phụ nhiệm vụ hiện tại của các ngươi là gia tăng thực lực, việc khác không cần phải để ý đến Lục Châu căn dặn vi sư sẽ đích thân đi xác minh tình huống của từng người vâng lục châu mở túi đại di thiên đại ném nam ly chân hỏa cho minh thế nhân đây là nam ly chân hỏa người mang đi dùng trước rèn luyện nghiệp hỏa cho tốt sẽ rất có lợi cho tu vi của ngươi đồ nhi đa tạ sư phụ minh thế nhân thu hồi dáng vẻ cười đùa tí tởn cung kính dập đầu với lục châu ẩm chán hắn đập xuống đất tạo thành âm thanh vang dội đồ nhi không thể ở bên cạnh sư phụ xin người hãy bảo trọng đi đi minh thế nhân vừa định xoay người rời đi đột nhiên ý tưởng bộc phát bèn hỏi sư phụ người tên trường hợp kia thật sự rất yếu vị trí điện thủ này đồ nhi có thể làm không lục châu nhìn minh thế nhân bằng ánh mắt thâm thúy người rất muốn làm minh thế nhân hiên ngang lẫm liệt nói đồ nhi nào phải loại người bội ước như thế cho dù huyền giặc đế quân tự mình đến cầu đồ nhi cũng sẽ không đồng ý lui xuống đi lục châu phất phất tay mắt không thấy thì tâm không phiền đồ nhi cáo lui nói xong minh thế nhân rời khỏi nam ly sơn thừa dịp trời chưa sáng lục châu tiếp tục tham mộ thiên thư có lẽ do đang ở thái hư nên khi lĩnh hội thiên thư lục châu cũng không cảm thấy áp bách, thậm chí còn có thể cảm giác được sự tồn tại của công đức thạch, chỉ là nó đang ở cách hắn rất xa, chẳng lẽ? Hệ thống chính là công đức thạch. Lục châu mở giao diện hệ thống ra xem tính danh, lục châu chủng tộc, nhân tộc điểm công đức, không tuổi thọ còn lại, 257.185 năm đạo cụ, một kích trí mạng x1, thái hư kính, thẻ nghịch chuyển x366.000 vũ khí, vị danh. Tử Lưu Ly, phiền lung ấn bởi vì Lục Châu đã có tu vi rất cao, nên điểm công đức cực kỳ khó thu hoạch trong khoảng thời gian buồn chán. Ở vực sâu hắn thường xuyên rút thưởng, rốt cuộc cũng chỉ thu được thẻ nghịch chuyển hiện tại Lục Châu đã có rất nhiều thọ mệnh từ. Sau khi đạt tới 30 mệnh cách, mỗi khi tăng một mệnh cách sẽ tăng 50.000 năm thọ mệnh. Điều này khiến Lục Châu rất bất ngờ Lam Pháp Thân hiện tại là thập tứ diệp 7 mệnh cách, vẫn còn phải tăng thêm nhiều mệnh cách nữa thiên hồn Châu. Lục Châu nghĩ đến thứ đồ chơi này Lam Pháp Thân không bị trói buộc, có thể sử dụng tất cả các loại mệnh cách chi tâm không phân cao thấp vậy lựa chọn tốt nhất chính là thiên hồn châu của hung thú không vội phải xác định tình hình của các đồ đệ trước đã lục châu thầm nghĩ hắn nhắm mắt lại tiếp tục tham ngộ thiên thư lực lượng thiên tướng trên người hắn tỏa ra điện hồ nhàn nhạt chậm rãi phát sinh biến hóa rất nhỏ sáng sớm huyền giặc đế quân xuất hiện ở bên ngoài đạo trường nam ly thần quân từ xa bay tới nói đại đế quân mấy ngày nay chiêu đãi không chu toàn xin đừng trách móc huyền giặc đế quân cười nói sau khi không còn thần hỏa nam ly sơn của ngươi dễ chịu hơn trước rất nhiều thật sao bản đế quân gạt ngươi làm gì vậy ngươi ở lại chơi thêm mấy ngày đi không được huyền giặc điện còn rất nhiều chuyện cần xử lý huyền giặc đế quân chắp tay nói với nam ly thần quân ông lục châu xuất hiện bên ngoài đạo trường lục các chủ hai người lên tiếng chào hỏi không bao lâu sau trường hợp và đám tu hành giả huyền giặc điện từ xa bay tới trường hợp nói đế quân đã chuẩn bị xong huyền giặc đế quân quay đầu hỏi lục châu lục các chủ muốn tiếp tục ở lại chơi hay về huyền giặc điện cùng về đi được hai người đồng thời bay đi đi trên đường lục châu bỗng hỏi thái huyền sơn bây giờ như thế nào rồi vừa nghe tới ba chữ này huyền giặc đế quân thấp thỏm nhìn bốn phía mới thắp giọng nói nơi đó là cấm địa trong thái hư không cho phép bất kỳ người nào tới gần thái huyền sơn dù gì cũng từng là địa bàn của ngài thập điện đã quy định nó là cấm địa cấm địa lục châu nhíu mày hầy huyền giặc đế quân thở dài ta rất hiểu tâm tình của lão sư nếu ngài thật sự muốn về đó thì ta sẽ nghĩ biện pháp xem sao không vội lục châu nói hai người bay vào trong phi liễn đám người trường hợp điều khiển phi liễn bay đi khuất dạng sau chín tầng mây chờ bọn hắn rời đi các tu hành giả nam ly sơn mới tụ họp lại trên vân đài thần quân chúng ta có nên đoạt lại thần hỏa không có tu hành giả nhịn không được nói nam ly thần quân nhìn về phía chân trời đạm mặc đáp thần hỏa tuy là thần vật nhưng không dễ dùng như vậy hắn mang nó đi chưa chắc là chuyện xấu hầy thấy đám người than thở nam ly thần quân cười nói các ngươi cho rằng bản thần quân là đồ ngu sao các ngươi không cẩn thận quan sát thái độ của huyền giặc đế quân một chút sáng sớm, không phải lục các chủ đến vấn an hắn, mà là hắn đến vấn an lục các chủ vào phi liễn, cũng là lục các chủ vào trước, hắn vào sau cho dù huyền giặc đế quân cố ý muốn giấu giếm, nhưng không thể gạt được con mắt của bản thần quân thần quân, người kia rốt cuộc là ai. Nam ly thần quân nhìn về phía mặt trời đang dâng lên, ánh nắng ban mai dọi vào vân đài, hắn, trầm mặc một lúc mới mở miệng nói, làm tốt bổn phận của mình đi bất kỳ người nào cũng không được xen và việc của thập điện thái hư, nếu chống lại, trục xuất khỏi Nam ly sơn vâng phía nam vô tận hải viêm thủy vực trong đại điện bốn vị kiếm cương không người nói xích đế bệ hạ nhật tiên sinh không phụ kỳ vọng đã đánh bại trường hợp của huyền giặc điện đối phương hoàn toàn không phải đối thủ của nhật tiên sinh đoan mộc tiên sinh chưa dùng toàn lực nên chỉ chiến ngang tay xích đế khẽ gật đầu nói không uổng công bản đế bồi dưỡng lâu như vậy hắn đứng lên phát tay nói gọi bọn hắn đến chúng ta chính thức gửi thư khiêu chiến đến điện thủ huyền giặc điện bốn vị kim cương chờ một chút minh thế nhân và đoan mộc sinh từ bên ngoài đi vào đại điện xích đế bệ hạ chúng ta chọn nơi khác để khiêu chiến đi huyền giặc điện này không thể trêu vào minh thế nhân nói không thể trêu vào xích đế nhíu mày sao lại nói vậy huyền giặc điện cao thủ nhiều như mây ta ta không phải là đối thủ minh thế nhân lộ vẻ khổ sở nói xích đế cười ha hà bản đế nhớ rõ trước khi đến huyền giặc điện ngươi không có nói như vậy còn tự xưng mình là vô địch trong cấp đạo thánh cơ mà chát minh thế nhân tự tát vào mồm mình một cái đây là cái giá phải trả cho sự vô tri của ta là do ta quá non nớt không hiểu chuyện cầu bệ hạ tha cho ta một con đường sống. Phong cách chuyển biến quá nhanh khiến xích đế, có chút không kịp trở tay bản đế nhớ rõ cao thủ trong huyền giặc, điện không nhiều chỉ có Lê Xuân Đạo Thánh, trường hợp Đạo Thánh mà bọn hắn sao có thể là đối thủ của ngươi. Chẳng lẽ là đế quân tự mình ra tay? Không không không, là một người khác hoàn toàn hầy. Ở trước mặt hắn ta chỉ là sâu kiến minh thế nhân nói ồ. Xích đế nổi lòng hiếu kỳ, ai lại có thể khiến ngươi nói ra câu này? Bản đế thật sự muốn gặp một phen minh thế nhân lộ vẻ xấu hổ có lẽ là viện binh do huyền giặc đế quân mời tới xích đế. Nhìn về phía bốn vị kim cương một vị trong số đó nói, lời nhật tiên sinh nói là thật minh thế nhân cao mày, xích đế bệ hạ không tin ta sao? Không tin thì thôi, ta không quấy dày bệ hạ nữa nói xong hắn liếc mắt nhìn đoan mộc sinh ra hiệu, rồi đi ra ngoài xích đế, cũng không ngăn cản chờ hai người rời đi hắn mới hư một tiếng, bản đế bảo các ngươi phụ trợ cho hai người bọn họ, không bảo các ngươi đi giám thị. Thuộc hạ biết sai, bốn người quỳ xuống đồng thanh hô người đó là ai? chúng thuộc hạ không thấy rõ mặt bốn vị kim cương xấu hổ vô cùng có thể đánh bại hai người bọn họ tu vi nhất định từ đạo thánh trở lên nhân vật như vậy mà các ngươi cũng nhìn không rõ xích đế nghiêm túc nói bốn vị kim cương đưa mắt nhìn nhau trong lòng rất là ủy khuất có lẽ có lẽ vì tranh lệch quá lớn chúng thuộc hạ không kịp thấy đối phương xuất chiêu thế nào nhật tiên sinh đã thảm bại xích đế không còn gì để nói hắn vốn định răn dạy thêm mấy câu nhưng nghĩ lại đối thủ chắc là cao nhân thật bèn vung tay áo nói lui xuống đi vâng huyền giặc điện vừa trở về không bao lâu huyền giặc đế quân đã nhận được một phong thư nhanh chân thật đấy hắn ném thư sang một bên thông chi cho trường hợp chuẩn bị một chút người khiêu chiến mới sắp đến rồi vâng khi phong thư truyền tới huyền giáp điện trường hợp cũng ngây ngốc một hồi thanh đế đúng là còn gấp gáp hơn cả xích đế xem lão tử là quả hồng mềm dễ bóp à lê xuân đứng bên cạnh cười nói sao thế ta bại ở nam ly sơn trường hợp tức giận nói lê xuân nghe vậy kinh ngạc nói ghê vậy có người đánh bại ngươi thật sao cũng may có lục các chủ ra tay đánh bại đối thủ nếu không chức vị điện thủ này đã mất từ lâu rồi trường hợp thở dài nói lê xuân gật đầu lần này lại tới phiên thanh đế còn ai vào đây nữa trường hợp hừ một tiếng thật sự cho rằng huyền giặc điện chúng ta dễ bị bắt nạt ta đề nghị ngươi đến hỏi lục các chủ người này thần bí khó lường có thể đánh bại người của xích đế thì hẳn là cũng có cách đánh bại người của thanh đế lê xuân nói nói có lý trường hợp và lê xuân cùng rời khỏi huyền giáp điện đi về phía biệt uyển của đám người Ma Thiên Các không bao lâu sau bọn hắn đã đến nơi. Đúng lúc Lục Châu đang ở cùng đoàn người Ma Thiên Các, hai người tiến lên nói, Lục Các chủ có việc gì? Lục Châu nghi hoặc hỏi Lê Xuân cười nói lại việc thanh đế, gửi thư khiêu chiến việc này liên quan đến mặt mũi của huyền giặc điện chúng ta, cũng liên quan đến vị trí điện thủ. Hy vọng Lục Huynh có thể cho Trương Điện Thủ một chủ ý người của Thanh Đế sắp đến. Lục Châu hỏi lại thư khiêu chiến đã chuyển tới, vài ngày nữa sẽ tới đây Lê Xuân đáp, thời gian cấp bách, chúng ta phải nghĩ ra sách lược vẹn toàn để đánh bại đối thủ đám người ma thiên cát. vừa nghe là người của thanh đế sắp đến lập tức hiểu chuyện gì xảy ra nhan chân lạc đứng bên cạnh bỗng lên tiếng chuyện này cũng đơn giản thôi đơn giản trường hợp nghi ngờ hỏi trực tiếp nhận thua là được trường hợp không cam lòng nói trường hợp ta tuy tài nghệ không bằng người nhưng cũng không đến mức sống oát ức như vậy việc này liên quan đến mặt mũi của huyền giặc điện không thể nào trực tiếp nhận thua được ta nói như vậy vì muốn tốt cho người thôi hai người này vừa nhìn đã biết là cao thủ nhan chân lạc nói trường hợp kỳ quái hỏi Ngươi đã từng gặp bọn hắn. Nhan chân lạc lập tức lắc đầu, chưa gặp bao giờ đám người ma thiên các cũng lắc đầu nguầy nguội, vờ như không biết gì cả vậy sao ngươi biết bọn hắn là cao thủ. Việc này còn cần giải thích sao? Nhan chân lạc nói, người có được hạt giống thái hư sao có thể là nhân vật bình thường. Chúng ta tu luyện 10 năm không bằng người ta tu luyện một ngày, sao mà so nổi. Huống hồ gì người được thanh đế, nhìn chúng càng không phải hạng giá áo túi cơm nếu hắn không nắm chắc về hai người này, thì đã không phái người đi để làm bản thân mất mặt đám người ma thiên các, liên tục gật đầu nói quá đúng. Hoàn Mỹ không có điểm nào sơ hở đám người len lén dơ ngón tay cái lên trường hợp, cũng thấy có đạo lý. Bè nói, cho nên ta mới tới đây cầu lục các chủ lục châu nói, việc này e là lão phu không giúp được ngươi rồi a. À. Điện thủ chi tranh là quy củ của Thái Hư, nếu lão phu nhúng tay vào, thì chính là đang phá hư quy củ ngươi đã bại ở Nam Ly Sơn. Cho dù lão phu thay huyền giặc điện tình về mặt mũi, thì sau này khi bọn hắn đến khiêu chiến chính thức, chẳng lẽ ngươi còn trông mong lão phu ra tay thay ngươi? Nam nhân đại trượng phu dám làm dám chịu ngươi rất quan tâm vị trí điện thủ. Lục Châu hỏi không có trường hợp đáp, mà ngược lại, mấy năm gần đây ta càng lúc càng cảm thấy áp lực công việc quá lớn, nếu có người đầy đủ năng lực nguyện ý làm điện thủ, thì trường hợp ta cam nguyện thoái vị nhường chức vậy thì dùng thái độ đó của ngươi để luận bàn với hai người này cho tốt dù có thất bại, cũng sẽ không mất mặt Lục Châu nói một câu điểm tỉnh người trong mộng trường hợp, bừng tỉnh nếu hắn dám dùng thủ đoạn ở sau lưng đối phương, cho dù thắng cũng không vẻ vang, sau này vết nhơ đó sẽ không bao giờ xóa đi được quang minh chính đại đánh một trận, thua thì thua thôi trường hợp ý thức được mình đang đi trên con đường sai lầm, may mà được người nhắc nhở cho tỉnh ngộ, hắn vội không người thi lễ với lục châu thụ giáo trường hợp, và Lê Xuân xoay người rời đi lúc này lục ly mới hứng thú nói, kể ra người này cũng rất có đảm đương, trước đó ta còn cho rằng, hắn chỉ biết định hót có thể đạt được chức vị điện thụ ở Thái Hư, chẳng có ai là nhân vật đơn giản nhưng mà, các chủ bảo hắn đi ăn đánh như thế, có tội quá không? Ngươi thì biết cái gì các chủ muốn nhân cơ hội này, để xem thực lực đại tiên sinh và nhị tiên sinh lỡ đâu. Trăm năm qua bọn họ không tiến bộ thì sao? Lục Châu quay đầu lườm đám người ma thiên các bọn, hắn lập tức ngậm miệng lại không được làm bại lộ thân phận Lục Châu nói xong, khoanh tay rời đi cung tiễn các chủ ngày hôm sau phía đông nam huyền giặc, xuất hiện một chiếc phi liễn màu xanh ra trời, đang xuyên toa giữa không trung không bao lâu sau nó đã dừng lại, trên bầu trời huyền giặc sứ giả đã chờ sẵn ở đó, không người nói, cung nghênh thanh đế bệ hạ trên phi liễn, Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung, đứng sóng vai thưởng thức phong cảnh ở huyền giặc trong phi liễn truyền ra thanh âm, dẫn đường mời đi cùng ta đế quân đang chờ các vị ở huyền giặc, đại điện phi liễn chậm rãi bay về phía hậu phương huyền giặc, điện thanh đế mặc thanh sắc cẩm báo bước ra huyền giặc đế quân truyền âm nói, linh uy ngưỡng, người chạy tới đây có được sự đồng ý của thánh điện chưa? Thanh đế đáp lại, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không bản đế đã chẳng đến chỗ ngươi hư ảnh lóe lên thanh đế xuất hiện trước cửa đại điện vu chính hải và ngô thượng nhung theo ở phía sau một người ôm kiếm một người đeo đao bên hông huyền giặc đế quân cười nói hai vị này chính là người nắm giữ hạt giống thái hư thanh đế gật đầu nói ngươi cảm thấy ai trong số hai người bọn hắn sẽ trở thành điện thủ tân nhiệm của huyền giặc điện huyền giặc đế quân nhìn thoáng qua hai người rồi cười đáp việc này phải hỏi trường hợp huyền giặc đế quân phất tay hai chiếc ghế bay tới dừng lại ở sau lưng hắn và thanh đế hai người chậm rãi ngồi xuống trường hợp từ xa bay tới trầm giọng nói, trường hợp bái kiến thanh đế bệ hạ thanh đế nhìn trường hợp, khẽ gật đầu rất tốt, trong hai người này ngươi tùy ý chọn một người đi trường hợp, nhìn về phía vu chính hải và ngu thượng nhung hai người đều khí thế bất phàm, trường hợp bèn chỉ về phía vu chính hải, ta chọn hắn không ngờ ngu thượng nhung lại gật đầu nói, không tệ, người rất tinh mắt trước dễ sau khó đúng là lựa chọn tốt vu chính hải cao mày nói, ta sẽ khiến hắn hiểu ra đây, không phải là trước dễ sau khó mà là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio vu chính hải hóa thành một đạo lưu tinh vọt vào khoảng sân lớn phía trước huyền giặc điện trường hợp hiểu ý nghênh đó lúc này thân ảnh lục châu xuất hiện phía trên thiên điện lê xuân đứng bên trái hắn nhẹ nhàng cười nói có lục huynh khuyên bảo trường hợp hẳn là sẽ ổn thôi ai thắng ai thua còn chưa biết được lục châu nói hắn cũng rất muốn biết vu chính hải và ngô thượng nhung đã tiến bộ tới mức nào vù bích ngọc đao bay lên không trung huyền thiên tinh mang xuất hiện dợp trời quét về phía trường hợp không gian không ngừng bị xé rách bầu trời huyền giặc điện có một tầng bình chướng phòng hộ để ngăn ngừa lực lượng của bọn hắn phá hư kiến trúc phanh phanh phanh. Trương Hợp vung trưởng như đao, không ngừng đánh bay Huyền Thiên Tinh Mang, ngăn cản lực hút từ không gian vạn vẹo quân lâm thiên hạ. Vu Chính Hải vừa ra tay chính là chiêu mạnh nhất đao cương đầy trời, như hồng thủy mãnh thú giáng xuống trường hợp ra sức chống cự, gần như dùng hết sức bình sinh và toàn bộ đạo lực lượng phóng thích ra ngoài áp lực cường, đại ép hắn thở không nổi, rất nhanh trường hợp đã đỏ mặt, tới mang tai hắn bừng tỉnh nhận ra có lẽ mình đã lựa chọn sai, rồi người này hung mãnh bá đạo còn hơn, tên dùng thương lần trước tới ba phần đao cương cường hoành điên cuồng chém xuống mỗi một đao cương đều ẩn chứa lực lượng quy tắc huyền giặc đế quân ngưng trọng nói người này lại có thể làm dung chuyển huyền giặc đại trận hắn vung tay lên lực lượng bành trướng cấp tốc bổ sung vào huyền giặc đại trận bảo hộ các tòa kiến trúc xung quanh thanh đế cười hỏi ngươi sợ hãi xem ra ta đã xem nhẹ hắn huyền giặc đế quân nói chỉ mới bắt đầu thôi thanh đế cười ha hả mấy năm gần đây bản đế tốn hao không ít tâm huyết vào bọn hắn bấy nhiêu chỉ mới là ba thành lực lượng ba thành trong lòng trường hợp căng thẳng, vô tình lộ ra sơ hở ầm. Mấy đạo đao cương lập tức đánh bay hắn, suýt chút nữa đã phun máu trường hợp lăng không xoay chuyển, miễn cưỡng ổn định thân hình vu chính hải cười nói, tiếp tục. Hắn đạp không hành tẩu, hai tay cầm đao bổ xuống đao cương xuất hiện tạo thành đao trận, mang theo lực lượng cường hoành đánh về phía trường hợp thủy long ngâm. Trường hợp không cách nào chống lại, đạo lực lượng của đối phương còn mạnh hơn của hắn, chỉ chống cự được một giây trường hợp đã bay ngược ra ngoài vu chính hải, tuy tấn công bá đạo, nhưng cũng biết điểm dừng, lập tức thu hồi toàn bộ đao cương khi sắp rơi xuống đất, trường hợp đạp không xoay chuyển, đứng thẳng người chân đạp đất dù có thua cũng không để mất mặt mũi huyền giặc điện, đây chính là tín nhiệm của hắn trường hợp đứng đó, cánh tay và đôi chân đều đã chết lặng trên thiên điện, Lê Xuân kinh ngạc nói, người này thật là bá đạo trường hợp có thể chống đỡ được chiêu vừa rồi, cũng không dễ dàng Lục Châu quan sát xong cũng hiểu được thực lực của Vu Chính Hải đã tiếp cận đại đạo thánh Lê Xuân lúng túng nói, tân nhân lần này, thật là biến thái về sau chúng ta khó sống rồi thanh đế sảng khoái cười thành tiếng vô cùng hài lòng nói không tệ vu chính hải ôm quyền nói với trường hợp đa tạ nói xong hắn lui sang một bên ngu thượng nhung lên tiếng trận chiến giữa chúng ta hủy đi tại sao trường hợp khó hiểu hỏi ngươi không phải là đối thủ của ta nếu cưỡng ép chiến một trận cũng chỉ là tự giấc lấy nhục biết khó mà lui mới là người thông minh đây mà là lời khuyên sao nghe vào tay chẳng khác gì đang vũ nhục người ta trường hợp cao giọng nói nam nhân đại trượng phu cần gì phải để ý chuyện thắng thua nhất thời dù biết sẽ thua ta cũng sẽ không lùi bước ngươi thật sự muốn chiến ngu thượng nhung hỏi không thử sao biết được mình kém ở chỗ nào hai mắt trường hợp tóe lửa ngu thượng nhung đạm nhiên gật đầu ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi chỉ mong kiếm của ta khiến ngươi hài lòng nói xong ngu thượng nhung điểm nhẹ mũi chân thân ảnh nhẹ như chim yến bay lên một giây sau đã xuất hiện trước mặt trường hợp hắn bình tĩnh ôm trường sinh kiếm trong tay hai chân không hề chạm đất năng lực điều khiển nguyên khí đã đạt tới cực hạn ngươi cần thời gian khôi phục ta sẽ chờ ngu thượng nhung Nói Vu Chính Hải lắc đầu, xem thường nói, lại là mấy cái huyễn kỹ nhàm chán không có tác dụng gì vẫn thực dụng hơn, chiêu thức phô thiên cái địa lòe loẹt kia ngu thượng nhung, không quay đầu lại nói chỉ có hình thức, không có nội dung sau khi trở về chúng ta lại tái chiến một trận là được đánh, thì đánh thanh đế, huyền giặc đế quân cười ha hả nói, linh uy ngưỡng, người tới đây tranh chức điện thủ hay là để nội chiến. Thanh đế nói, huyền giặc đế quân có chỗ không biết, tính cách bọn hắn chính là như vậy, càng cạnh tranh càng xúc tiến bọn hắn trưởng thành vậy sao? Huyền giặc đế quân hoài nghi hỏi, vậy theo phán đoán của ngươi, nếu hai người bọn họ đánh nhau thì ai thắng? Đừng có châm ngòi ly gián thanh đế nói, khi bản đế tung hoành thái hư, ngươi vẫn còn là đứa nhỏ ở chuồng đó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử huyền giặc. Đế quân bất đắc dĩ nói thanh đế nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nếu thật phải đánh giá, cả Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung đều là cao thủ lĩnh ngộ đao kiếm đến đăng phong tạo cực khuyết điểm duy nhất chính là lĩnh ngộ đại đạo cần ma luyện tâm cảnh thêm mà thôi đánh giá cao như vậy ngươi không sợ cắn phải lưỡi huyền giặc đế quân cười nói nếu chỉ đơn thuần so đao pháp kiếm đạo không ai bằng được bọn hắn thanh đế tự tin nói bản đế đảm bảo huyền giặc đế quân nảy sinh hứng thú nói vậy thì trường hợp bại cũng không oan bản đế quân cũng muốn nhìn xem đao kiếm của bọn hắn đăng phong tạo cực thế nào thanh đế mỉm cười nói bản đế nghe nói ngươi đã tấn thăng đại đế quân chẳng lẽ ngươi muốn đích thân ra tay phân cao thấp với đám hậu sinh vãn bối này huyền giặc đế quân lắc đầu bản đế quân dùng thân phận trưởng bối để khảo nghiệm thực lực vãn bối có gì mà không được thanh đế cười thoét miệng vậy thì cứ tự nhiên sau này trở thành chuyện cười trong thái hư, thì đừng oán hận bản đế là được huyền giặc, đế quân đúng là muốn thử kiểm nghiệm tu vi hai người một lần, đáng tiếc thân phận của hắn không tiện làm thế, chuyện này mà truyền đi sẽ vô cùng mất mặt ngu thượng nhung bỗng nói, nếu đế quân muốn luận bàn thì lúc nào cũng được, nhưng đợi trận chiến giữa ta với trương điện thủ kết thúc đã vậy thì chờ các ngươi luận bàn xong nửa canh giờ sau trường hợp đã khôi phục sức lực đứng giữa đấu trường chắp tay nói với ngô thượng nhung mời vụt trường sinh kiếm ra khỏi vỏ ngô thượng nhung vẫn đứng yên bất động trường sinh kiếm hóa thành một đạo kim sắc quang mang tấn công về phía trường hợp tiết tấu tấn công so với vu chính hải chỉ hơn chứ không kém vu chính hải thấy thế nói đệ cũng chẳng khác gì ta lời này sai rồi ngu thượng nhung điểm nhẹ mũi chân nhảy lên không trung hai tay hợp lại xung quanh hắn xuất hiện vòng xoáy kiếm cương nhiều vô số kể đám kiếm cương vây tròn xung quanh không gian cũng bị kiếm cương vặn xoắn đến biến dạng đây là huyền giặc đế quân nhướng mày nói dùng kiếm để dẫn động đạo lực lượng thân ảnh ngu thượng nhung lóe lên toàn bộ kiếm cương trong nháy mắt tụ lại một chỗ thân ảnh từ một hóa ba vọt về phía trường hợp trường hợp theo bản năng bày ra thế phòng ngự cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mông lung hỏng không nhìn rõ trường hợp cảm giác được không gian tầm nhìn thậm chí là thời gian cũng bị lực lượng kiếm cương ảnh hưởng đến lập tức gọi ra pháp thân ông lực lượng khổng lồ phát tiết ra ngoài trường hợp muốn dùng pháp thân đánh bay ngu thượng nhung ra ngoài nhưng khi tầm mắt trở nên rõ ràng trở lại Ngu Thượng Nhung đã ở trước mặt hắn, ngũ chỉ như sơn đẩy về phía trước chậm ẩm. Trương Hợp Văng ngược ra ngoài dù sao hắn cũng là cao thủ cảnh giới đạo thánh, trong khoảnh khắc bị đánh bay vẫn cố điều động nguyên khí nhưng Ngu Thượng Nhung không cho hắn cơ hội này, trưởng thế đột nhiên biến đổi, trước mặt Trương Hợp xuất hiện từng đạo kim quang đánh tới đại kết định ấn. Trương Hợp đổi công thành thủ, lấy hắn làm trung tâm, một quầng sáng màu xanh hình thành ngăn trở đám kiếm cương kia phanh phanh phanh. Đại kết định ấn rất giống với lục hợp đạo ấn của Hoa Vô Đạo Ngô Thượng Nhung, am hiểu nhất là tấn công, thấy vậy lập tức nảy sinh hứng thú vạn vật quy nguyên. Toàn bộ kiếm cương tụ tập lại thành một đạo kiếm cương khổng lồ, đâm vào đại kết định ấn thấy cảnh này, huyền giặc đế quân cũng phải gật đầu tán thưởng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không hề lãng phí một tia nguyên khí nào ầm. Kiếm cương khổng lồ ghim vào tầng phòng ngự trường hợp mặt đỏ tới mang tai, gân xanh bộc phát chiêu phòng ngự này đã dùng hết toàn lực của hắn, nếu vẫn không ngăn trở được ngu thượng nhung, thì chẳng khác nào đã nói rõ hắn thất bại trường hợp gian nan ngẩng đầu nhìn lên, Ngu Thượng Nhung mỉm cười đạm nhiên nói, xin lỗi, ta chỉ mới dùng năm thành lực lượng xung quanh trường sinh kiếm, xuất hiện hơn 10 đạo kim quang, tiếp tục dung nhập, vào đạo kiếm cương khổng lồ vốn còn đang rằng co với đại kết định ấn. Nhưng sau khi 10 đạo kim quang gia nhập, uy lực lập tức tăng lên mấy chục lần trường sinh kiếm thế, như trẻ che phá tan đại kết định ấn, thành từng mảnh nhỏ, mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt trường hợp chiến đấu kết thúc trường hợp, không chống cự nữa mũi kiếm chỉ cách cổ hắn ba tấc. Nếu tiến thêm một bước đã có thể nhẹ nhõm đâm thủng yết hầu cương khí biến mất, kiếm cương cũng tiêu tán, chỉ còn lại một thanh trường sinh kiếm trường sinh kiếm quay đầu tra vào vỏ ngu thượng nhung, mỉm cười nói, đa tạ sao ngươi làm được như thế. Trường hợp hỏi ngu thượng nhung hiểu rõ hắn đang hỏi cái gì, bèn đáp, kiếm cương ban đầu không phải để tấn công mà là để lưu lại đại đạo lực lượng, khiến không gian vặn vẹo trường hợp bừng tỉnh đại ngộ ngay cả vu chính hải, cũng hơi kinh ngạc hắn còn tưởng là lão nhị thích đánh chiêu thức hoa lệ như mình. Thì ra là có mục đích khác thụ giáo trường hợp chắp tay nói, có lẽ lời của thanh đế bệ hạ là đúng tại hạ chỉ biết ra lông về kiếm thuật không dám nhận là đệ nhất thiên hạ ngu thượng nhung đáp huyền giặc đế quân khẽ gật đầu tán thưởng thắng không kiêu bại không nản không tệ thanh đế nguyện ý truyền thụ đao pháp và kiếm đạo tinh diệu như vậy cho các ngươi quả là đại ân thanh đế lắc đầu nói huyền giặc đế quân kiếm thuật của hắn không phải do bản đế dạy bản đế còn không dày mặt tới mức nhận hết công lao về mình ồ huyền giặc đế quân kinh ngạc nói đao kiếm chi đạo bậc này e là chỉ có người trong thái hư mới nắm giữ được thanh đế nói, người nói không sai, có thể phát huy đao kiếm chi đạo đến cảnh giới này cũng chỉ có thái hư, nhưng bọn hắn vốn không phải người trong thái hư thế gian rộng lớn không thiếu điều lạ huyền giặc, đế quân gật đầu được, vậy để bản đế quân tự mình kiểm nghiệm hai người nắm giữ hạt giống thái hư, xem bọn hắn có năng lực trở thành điện thủ tân nhiệm của huyền giặc điện hay không. Hắn vừa định động thủ, thanh đế đã cười chào phúng, người thật sự muốn ra tay. Theo quy củ thái hư, bọn hắn thắng được điện thủ hiện tại thì đã có tư cách này huyền giặc, đế quân gật đầu bản đế quân cũng tán đồng bọn hắn có tư cách vậy ngươi còn đòi kiểm nghiệm cái gì chẳng lẽ huyền giặc điện lớn như vậy mà một đạo thánh cho ra hồn cũng không có ngu thượng nhung chắp tay nói với huyền giặc đế quân nếu đại đế quân tự xuất thủ tại hạ nhận thua đạo thánh sao có thể thắng được đại đế quân thanh đế nói trường hợp đã bại vị trí điện thủ chính là của một trong hai người bọn hắn đừng trách bản đế không nhắc ngươi có lẽ không bao lâu nữa bọn hắn sẽ đủ thực lực để khiêu chiến các bậc đế quân đến lúc đó có khi cái ghế này của ngươi cũng không giữ được trên mặt huyền giặc đế quân không có biến hóa gì nhưng trong lòng lại không vui thanh đế cũng vậy xích đế cũng thế kể cả hắc đế bạch đế trước kia đều là nhân vật nhất đẳng trong thái hư về sau bại trận rời khỏi nơi này nay bọn hắn mang theo oán khí trở về huyền giặc đế quân cũng có thể hiểu được chỉ là hắn không biết vì sao thánh điện đã dung túng thập điện đuổi ngũ đế đi bây giờ lại cho phép bọn hắn trở về cuộc chiến hôm nay đã kết thúc bản đế sẽ đích thân đi nói với minh tâm cáo từ thanh đế xoay người chờ đã trên thiên điện trượt chuyển đến một giọng nói uy nghiêm đám người nghe tiếng bèn quay đầu nhìn sang lục châu xuất hiện trên không trung thiên điện khoanh tay quan sát đám người trường bào bay phất phơ trong gió ngũ quan góc cạnh thành thục ánh mắt thâm thúy ổn trọng khí thế toàn thân không nộ mà uy ngay sau đó lục châu đạp không đi xuống chậm rãi đứng ở giữa sân muốn tranh chức điện thủ phải qua được một cửa của lão phu vu chính hải ngu thượng nhung nếu nói trên đời này ai hiểu đại ma đầu kim liên giới chủ nhân ma thiên các nhất thì chỉ có thể là vu chính hải và ngu thượng nhung mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu bọn hắn đều không quên được thân ảnh ấy chẳng diện lâm và yên tĩnh thanh đế linh uy ngưỡng lần đầu tiên nhìn thấy lục châu đã cảm giác được người này không tầm thường biểu tình trên mặt vu chính hải và ngu thượng nhung trở nên muôn màu muôn vẻ phong phạm cao nhân biến mất không còn tung tích vu chính hải còn đưa tay lên dụi mắt tưởng là mình nhìn nhầm nhưng mà không phải sư phụ thì còn ai vào đây hai người đứng ngẩn ra tại chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì thanh đế mỉm cười nói Huyền giặc điện từ bao giờ lại có thêm một vị cao thủ thế? Trong lòng huyền giặc đế quân có chút sợ hãi lão sư tự mình xuất mã, để giành lại mặt mũi, cho huyền giặc điện, bản thân hắn sao có thể yếu thế được, bèn cười nói, đây là bằng hữu do bản đế quân tự mình mời đến huyền giáp điện trong lòng Lê Xuân, đạo thánh cảm thấy kỳ quái người là do ta mời đến mà. Thanh đế khẽ gật đầu, khí tức trầm ổn, tu vi thâm hậu, xem ra có chút thủ đoạn hắn quay đầu nhìn về phía vu chính hải, và ngu thượng nhung hai người các ngươi chơi đùa với hắn đi, để cho huyền giặc đế quân nhận ra tranh lệch, chức vị điện thủ kia không dễ giữ như vậy đâu thanh đế nói xong, vu chính hải và ngu thượng nhung vẫn ở trong trạng thái ngây người, tựa như không nghe thấy thanh đế nói cái gì vu chính hải. Tiếng gọi khiến vu chính hải giật mình tỉnh táo lại hắn vội vàng nói, loại, loại chuyện này giao cho sư đệ ta đi. Ngu thượng nhung cũng ngơ ngác, lập tức lắc đầu ngoài nguội, vẫn là sư huynh ra tay thì hơn mời sư đệ mời sư huynh thanh đế. Huyền giặc đế quân, ngày thường chỉ cần có việc là bọn hắn sẽ tranh nhau mà làm, Hôm nay thật kỳ quái, lại còn biết khiêm nhượng nhường nhau thanh đế nói, đây không giống tác phong của các ngươi Vu Chính Hải bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, cao giọng nói, kỳ thực lúc trước khi luận bàn với Trương Điện Thủ, ta dùng chút thủ đoạn nhỏ nếu đại chiến công bằng một trận, ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Trương Hợp, Vu Chính Hải nói bổ sung, vũ khí này của ta tên là Bích Ngọc Đao, đã được Thanh Đế bệ hạ đưa vào Tuyết Sơn trì, tấn thăng lên hàng cấp ngươi dùng tay không luận bàn với ta, ta thắng cũng không anh hùng, vô cùng hổ thẹn. Ngô Thượng Nhung cũng nói theo ta cũng thế. Vừa rồi cùng ngươi chiến đấu ta cũng dùng vũ khí, nếu thật sự dùng tay không mà đánh, e là ta không phải đối thủ, của Trương Huynh hôm nay thắng một trận đều là nhờ may mắn, ngay cả Trương Điện Thủ ta cũng không bằng. Sao có thể không biết xấu hổ mà tiếp tục phân cao thấp với cao nhân khác? Thanh đế vỗ vào tay vịn trên ghế, hừ một tiếng, trước khi đến các ngươi đâu có nói vậy. Thắng là thắng, thua là thua, liên quan gì đến vũ khí? Vu Chính Hải nói, ta cam nguyện nhận thua ngu thượng nhung cũng gật đầu, ta cũng thế lẽ nào lại như vậy, bản đế cho các ngươi dùng tuyết sơn trì, tốn hao tâm sức để thăng vũ khí cho các ngươi, bây giờ lại nhận thua là thế nào? Thanh đế tức giận nói lúc này, Lục Châu bỗng nhiên mở miệng, nói đi, ai trong các ngươi lên trước? Lời này rõ ràng là không cho phép cự tuyệt Vu Chính Hải suy nghĩ một chút, lắp bắp nói, tiền, tiền bối. Ngài vừa nhìn đã biết là đại nhân vật, cần gì phải khó xử đám vãn bối chúng ta? Vù. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt Vu Chính Hải vung ra một trường ầm. Vu Chính Hải bay ngược ra sau, xoay chuyển mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình sắc mặt vu chính hải biến hóa nghi hoặc nhìn lục châu thầm nghĩ chẳng lẽ đây không phải là sư phụ ra tay thật hung ác nhưng nhìn lại mấy lần người trước mặt rõ ràng chính là sư phụ vậy vì sao sư phụ không vạch trần quan hệ giữa bọn hắn mặc kệ phải tiếp tục làm việc theo kế hoạch vu chính hải cố nạn ra nụ cười lúng túng nói tiền bối quả nhiên hung mãnh bội phục bội phục thân ảnh lục châu lại lóe lên xuất hiện trước mặt vu chính hải sau đó là tình cảnh ngược đãi thê thảm gần như là bị đánh từ một phía cả quá trình kéo dài khoảng 5 phút, Vu Chính Hải rốt cuộc rơi phịch xuống đất, mặt mũi lấm lem bùn đất đám người lâm vào trầm mặc sắc mặt thanh đế, trở nên khó coi người không mù đều có thể nhìn ra Vu Chính Hải, không có chút phản kháng nào không phải đối phương lợi hại, mà là Vu Chính Hải hoàn toàn nhận sợ một thân ngạo khí tha chết không sờn, mà nay lại biến thành cái dạng này. Huyền giặc đế quân âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ biết nhau? Mà Lê Xuân Đạo Thánh đứng bên cạnh rốt cuộc cũng bừng tỉnh, người này không phải là đồ đệ của lục các chủ mà hắn từng nhìn thấy trong đạo trường của trần phu sao lê xuân không phải kẻ ngu người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn đang diễn lúc này nhất định không thể vạch trần mà còn phải phối hợp diễn hay hay lắm lê xuân vỗ tay bôm bốp khiến đám huyền giáp vệ đứng gần đó giật cả mình ngay cả huyền giặc đế quân cũng chừng mắt tức giận liếc hắn một cái đến lượt ngươi lục châu nhìn về phía ngu thượng nhung ngu thượng nhung biết rõ một kiếp này không thể tránh được hiển nhiên là sư phụ muốn nhân cơ hội này để kiểm tra thực lực của mình bèn lấy lại bình tĩnh truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vù, trường sinh kiếm lao ra khỏi vỏ thấy cảnh này, thanh đế khẽ gật đầu còn tạm được trường sinh kiếm lao về phía lục châu lục châu, dùng hai ngón tay tạo ra vô số kiếm cương bao phủ lấy trường sinh kiếm, dùng tư thế hoàn toàn nghiền ép nhào tới thanh đế giật mình nói, Chí tôn, vù vù. Hư ảnh ngu thượng nhung lùi về sau, đáng tiếc kiếm cương đã đến rất gần, không gian chung quanh đều bị phong tỏa kiếm cương cấp tốc chém tới mấy hơi thở sau lục châu mới buông tay kiếm cương đầy trời lập tức tiêu tán trường sinh kiếm rơi xuống đất phát ra tiếng loảng xoảng chiến đấu kết thúc đám người nhìn về phía ngu thượng nhung thoạt trông hắn vẫn rất bình thường dẹt một tiếng xé vải vang lên thanh bào trên người ngu thượng nhung đột nhiên nứt toác rõ ràng là vết tích kiếm cương lưu lại hay lê xuân lại vỗ tay lần nữa kiếm thuật quá hay huyền giặc đế quân cao mày nói trong này không có chuyện của ngươi vâng lê xuân bất đắc dĩ rời đi thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại chờ Lê Xuân đi rồi. Ngu Thượng Nhung mới không người nói với Lục Châu, ta thua Lục Châu không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn bọn hắn kiếm thuật của ta chỉ mới học được chút ra lông. Ở trước mặt tiền bối vẫn còn kém xa hắn cúi đầu nói vu chính hải, cũng đứng dậy không người. Đào pháp của ta cũng quá kém cỏi rồi hai người ngươi một câu ta một câu, không ngừng hạ mình nói thế vậy, thanh đế đột nhiên giơ tay lên ngăn lại, chờ đã. Các ngươi có quen biết phải không? Vu chính hải nói, Thanh đế bệ hạ nói đùa, sư huynh đệ chúng ta đến từ cửu liên, làm gì có cơ hội nhận biết người trong thái hư. Ánh mắt thanh đế trở nên thâm thúy, nói ra một lời chấn kinh toàn trường, ngươi chính là sư phụ của bọn hắn. Huyền giặc đế quân thầm hô một tiếng quả nhiên. Thanh đế không đợi lục châu phủ nhận đã nói tiếp, bản đế sống lâu như vậy, các ngươi chơi tâm cơ gì bản đế cũng nhìn ra lục châu rốt cuộc cũng lên tiếng. Trước kia lão phu lưu lại hai công pháp tu hành, một là đại huyền thiên trương, hai là quy nguyên kiếm quyết thanh đế gật đầu nói có thể tạo ra công pháp tinh diệu như vậy, ngươi có năng lực của trí tôn chỉ là bản đế không hiểu, từ bao giờ thái hư lại có một nhân vật như ngươi? Sao bản đế chưa từng nghe nói? Lục Châu lạnh nhạt đáp, nghe nói thanh đế linh uy ngưỡng từng vì cạnh tranh vị trí thập điện thất bại mà bị, ép rời khỏi thái hư, đến cư ngụ trên vùng đất thất lạc ở vô tận hải đã 100.000 năm trôi qua. Đừng nói là lão phu, hiện tại ngươi có nhận ra 10 vị điện chủ thập điện không? Thập điện đã sinh ra bao nhiêu cường giả, ngươi biết hết không? đám huyền giáp vệ khẩn trương vô cùng ngay cả vu chính hải và ngu thượng nhung cũng sinh lòng kinh ngạc sư phụ lại làm căng với thanh đế ai ngờ thanh đế không hề tức giận mà nói ngươi nói đúng cho nên bản đế mới trở về đây lão phu cũng trở về không biết vì cái gì khi huyền giặc đế quân nghe lục châu nói câu này trong lòng lại cảm thán một tiếng một lời hai ý có lẽ chỉ có người biết thân phận thật của lục châu như hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này trí tôn nên luận bàn với trí tôn ngươi đã là sư phụ của bọn hắn vậy thì hãy phân cao thấp với bản đế thanh đế thản nhiên nói lục châu khẽ lắc đầu thắng bại đã phân không cần so nữa thắng bại đã phân thanh đế nghi hoặc hỏi còn chưa bắt đầu sao lại nói đã phân thắng bại lục châu đứng chắp tay sau lưng giọng điệu đạm nhiên nếu vẫn không nhớ nổi thì trở về suy nghĩ cho thật kỹ thanh đế nhướng mày trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo quang hoa nguyên khí nhanh chóng hội tụ cũng chính lúc này huyền giặc đế quân cũng lên tiếng linh uy ngưỡng trí nhớ ngươi đúng là càng ngày càng kém hả thanh đế nhíu mày nói ngay cả ngươi cũng cho rằng bản đế sẽ thua ý của bản đế quân là ngươi vốn chính là thủ hạ bại tướng huyền giặc đế quân khẽ lắc đầu vậy thì phải chứng minh đi ông dưới chân thanh đế xuất hiện một tòa thanh liên khổng lồ bao trùm cả huyền giặc đại điện chỉ cần hắn dẫm nhẹ chân một cái cả tòa đại điện sẽ sụp đổ hoàn toàn thanh đế nhìn về phía lục châu chờ hắn đáp lời đúng lúc này lục châu khẽ đạp không một cái lực lượng thiên tướng và lực lượng thiên đạo tạo thành gợn sóng dập dờn Lan tràn về phía tòa Thanh Liên Thanh Đế từ từ mở to mắt nhìn về phía Lục Châu. Tu hành giả có năng lực nhận biết và trí nhớ siêu cường, tựa như một kỳ thủ cao siêu luôn nhớ được các nước cờ, dù đã qua quá lâu chỉ là. Loại cảm giác này quá mức xa xôi, xa đến cả trăm ngàn năm thế cho nên Thanh Đế mới cảm thấy mơ hồ, xa vào loại trạng thái phi thường quái dị hắn nhìn xuống Thanh Liên dưới chân, khẽ điểm một cái liên tọa biến mất ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Châu đầy phức tạp, không phủ nhận mà chậm rãi nói, hôm khác gặp lại nói xong Thanh Đế, xoay người bay vào hư không vu chính hải và ngu thượng nhung đứng tại chỗ không biết nên làm như thế nào lục châu nói thanh đế có ơn với các ngươi đi đi hai người không nói gì thậm chí một tiếng sư phụ cũng không gọi mặc kệ người khác nói thế nào bọn hắn vẫn phải tiến hành kế hoạch đã định tất cả mọi chuyện đều phải làm từng bước hai người chắp tay không người với lục châu sau đó bay vào không trung rồi biến mất huyền giặc đế quân đi tới đứng bên cạnh lục châu truyền âm nhập mật nói lão sư thu đồ đệ từ bao giờ rất nhiều năm trước không ngờ đồ đệ của ngài lại tài năng xuất chúng như vậy. Hai người này có tu vi cực cao, tiền đồ không thể hạn lượng, tất sẽ thành trí tôn nhân tài như vậy chẳng trách thanh đế cũng nhìn chúng. So với hai người ở Nam Ly Sơn, thì mạnh hơn rất nhiều hai người này có phong phạm cao thủ, chỉ cần bồi dưỡng thêm thì ngày sau sẽ có thể trở thành chủ nhân thập điện, còn hai tên ở Nam Ly Sơn kia. Nếu không có hạt giống thái hư thì cũng chỉ là đám lưu manh trợ búa huyền giặc, đế quân nói lục châu thấp giọng đáp, hai người kia cũng là đệ tử của lão phu huyền giặc đế quân ngơ ngác lời trong họng như bị nghẹn lại hắn cố sức nuốt xuống lời nói xoay chuyển có thể khiến người ta nhầm tưởng là lưu manh nhưng kỳ thực bên trong lại đa mưu túc trí rõ ràng là nhân tài hiếm thấy vừa nói huyền giặc đế quân vừa len lén liếc nhìn lục châu phù may mà lão sư không tức giận nha chẳng trách bọn hắn đều có thể đánh bại trường hợp dù là ai trong số bọn hắn trở thành điện thủ huyền giặc điện ta cũng rất hoan nghênh chỉ là thanh đế đã đoán được gì đó hắn sẽ không dễ dàng thả hai người bọn họ đến đây huyền giặc đế quân tiếc nuối nói lục châu không để ý mấy chuyện này cũng lời suy nghĩ sâu xa chỉ cần xác nhận hai đồ đệ không có việc gì tu vi lại tịnh tiến là đủ tiếp theo phải đi kiểm tra các đồ đệ khác lục châu nói nếu ngươi có thời gian thì cùng lão phu đến thượng trương một chuyến huyền giặc đế quân lập tức gật đầu đương nhiên là có thời gian lúc nào cũng được hết tốt huyền giặc đế quân đột nhiên nghĩ ra cái gì lục lục các chủ không phải hai nha đầu kia cũng là lục châu gật đầu rồi không nói gì nữa xoay người rời đi Huyền Giặc Đế Quân nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng đột nhiên giật thót, lại hỏi, "Vậy những người còn lại?" Lục Châu vẫn không đáp lời, rời khỏi Huyền Giặc Điện im lặng chính là ngầm thừa nhận trong lòng Huyền Giặc, Đế Quân như bừng tỉnh thì ra hạt giống mà Thái Hư tìm kiếm bấy lâu nay đều bị lão sư cướp đi. Lão sư mới là cao nhân đứng sau màn. Thấy Huyền Giặc Đế Quân suy tư, Trương hợp không nhịn được nói, "Đế Quân, hay là ta nhường chức vị điện thủ này cho Lục các chủ nha?" ta biết đế quân sợ trong lòng ta không thoải mái lại không yên lòng giao vị trí này cho người ngoài nhưng ta đã nghĩ thông suốt rồi chỉ cần huyền giặc điện trở nên cường đại ta cam nguyện lùi về sau mà không có bất kỳ lời oán giận nào huyền giặc đế quân nhìn hắn một cái trầm mặc nửa ngày mới hư một tiếng tự mình đa tình nói xong hắn khoanh tay đi trở vào đại điện lộ rõ vẻ mặc kệ ngươi đế quân ta thật sự không ngại mà huyền giặc đế quân quay đầu lại nói nếu thật không muốn làm điện thủ nữa vậy thì chọn một trong bốn người đã đánh bại ngươi đi trường hợp vẫn lì đòn nói nhưng ta cảm thấy lục các chủ mới là người thích hợp nhất huyền giặc đế quân trầm giọng nói ngươi không hiểu thật hay giả vờ không hiểu a à, cút trường hợp bèn chắp tay thi lễ rồi cấp tốc rời khỏi huyền giặc điện trong lòng ủy khuất vô cùng lê xuân đạo thánh từ xa bay tới thấy tâm tình hắn suy sụp bèn cười nói thắng bại là chuyện thường của nhà binh ngươi ủ rũ cái gì đế quân thay đổi rồi hả đế quân đã tấn thăng thành đại đế quân cần gì phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc cho dù thanh đế đích thân tới đế quân cũng không hề e ngại vì sao lại nịnh nọt người của bạch đế như vậy lê xuân thọc hắn một cái ngươi dám nói đế quân nịnh nọt hầy ta cũng không muốn nói vậy nhưng sự thật chính là như thế mỗi hành động của đế quân trường hợp đều nhìn thấy đó không phải nịnh nọt thì là gì lê xuân than khẽ một tiếng kỳ thực ta cũng nghĩ giống ngươi nhưng sau chuyện hôm nay ta mới biết sự tình không đơn giản như thế hả trương điện thủ dùng đầu óc đi khoảng thời gian này ngươi bị đánh quá nhiều nên mới không còn tỉnh táo mà suy nghĩ lê xuân nhắc nhở trường hợp ngẩn người hôm nay lục các chủ thay đế quân ngăn cản thanh đế, ngươi cho rằng chuyện này đơn giản như chúng ta tưởng. Lê Xuân nói tiếp trường hợp khẽ nhíu mày nghe được lời nhắc nhở của Lê Xuân, hắn đứng thẳng sống lưng, khí thế cao cao tại thượng ngày xưa cũng trở về cẩn thận ngẫm lại tình cảnh huyền giặc, đế quân ở cạnh lục các chủ, hai mắt hắn bỗng sáng lên hôm sau trong thượng trương, đại điện một vị phụ nhân mặc hoa phục lộng lẫy đi, tới bên cạnh thượng trương đại đế nói khẽ, đại đế bệ hạ, nhân tuyển cho chức điện thủ đã chọn được chưa? Thượng Trương Đại Đế khoanh tay nhìn về phía trước, thở dài đáp, quân hoa, hay là ngươi quyết định thay bản đế đi phụ nhân này, chính là thê tử kết tóc của hắn, khổng quân hoa khổng quân hoa cười nói, trong lòng bệ hạ đã có kết quả, cần gì phải hỏi lại thiếp thân. Ồ, Thượng Trương Đại Đế mỉm cười hỏi, nàng nói xem dựa theo quy củ thái hư, mỗi điện chỉ có một vị điện thủ vị trí điện thủ Thượng Trương, điện đã để chống lâu như vậy, cũng nên có người tiếp nhận rồi hai nha đầu này. Dù là thiên phú hay phẩm hạnh đều rất không tệ tiểu diên nhi thông minh lanh lợi, Thiên chân vô tả, hải loa thanh nhã hào phóng, làm người cẩn thận ta đều thích cả hai nàng khổng quân hoa, không đưa ra đáp án rõ ràng thượng Trương đại đế nói, "Phu nhân, đừng nói quanh co lòng vòng vậy thiếp thân xin nói thẳng tiểu diên nhi chính là nhân tuyển tốt nhất, không thể nghi ngờ về phần lý do thì không cần nói nữa." Tin rằng trong lòng Thượng Trương đại đế cũng biết rõ vì sao Thượng Trương đại đế, không bất ngờ, chỉ là thở dài nói, "Vậy Hải Loa thì nên làm thế nào? Thánh điện cần bổ sung nhân tài để bảo vệ thập điện." duy trì cân bằng trong thái hư hải loa tự có chỗ cần đến khổng quân hoa cười nói chiên mông điện đã phái người đến thượng trương hình như có ý nâng đỡ hải loa thành điện thủ tân nhiệm chiên mông điện thượng trương nhíu mày tứ đại điện chủ trong thập điện đã vẫn lạc hiện tại còn chỗ đứng trong thái hư cũng là nhờ thánh điện chiếu cố chiên mông là đám rắn không đầu hỗn loạn không chịu nổi bản đế không yên lòng để hải loa qua đó chính bởi vì bọn hắn là rắn không đầu nên mới có thể nâng đỡ hải loa thành điện thủ đến lúc đó thượng trương điện chúng ta lại có thêm một minh hữu khổng quân hoa nói thượng trương đại đế trầm mặc nửa ngày sau hắn mới lên tiếng bên phía thánh điện có thái độ gì thánh điện đâu có thèm quản mấy chuyện nhỏ nhặt này minh tâm đại đế chỉ quan tâm đến cân bằng trong thiên địa cho dù người khác chết hết hắn cũng không để ý tới thiên khải chi trụ sập làm thượng trương bị ảnh hưởng cũng đâu thấy hắn đến thăm chúng ta lần nào khổng quân hoa nói minh tâm à minh tâm trong lòng ngươi thật sự chỉ có thiên địa cân bằng thượng trương lẩm bẩm đến vị trí của hắn có lẽ chỉ có cân bằng mới là thứ hắn quan tâm nhất hừ Thượng trương đại đế không vui nói, nàng cho rằng minh tâm là người tốt sao. Xuyệt. Khổng quân hoa giật mình, đưa tay lên môi xuyệt một tiếng thượng trương xem thường nói. Nơi này là thượng trương, bản đế phê bình hắn hai câu thì sao chứ? Thiếp thân chỉ sợ tai vách mạch rừng vừa dứt lời. Một tu hành giả từ bên ngoài đi vào đại điện, không người bẩm báo, đại đế bệ. Hạ, phu nhân, điện thủ ô hành của chiên mông điện đến mời vào thượng trương đại đế trở lại vương tọa. Chậm rãi ngồi xuống bên ngoài đại điện, ô hành mặc một thân trường bào đen, dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén dẫn theo một đám người đi vào thượng trương, đại điện điện thủ ô hành chiên mông điện bái kiến thượng trương đại đế đám người ô hành, không người hành lễ miễn lễ thượng trương đại đế, vừa đánh giá hắn vừa nói khổng quân hoa, đứng bên cạnh cũng cười nói, ô điện thủ, ta đã đọc thư ngươi gửi, nhưng bây giờ ngươi qua đây có phải là hơi gấp gáp rồi không? Ô hành bất đắc dĩ nói, ta cũng không còn cách nào điện thủ chi tranh sắp bắt đầu, chiên mông điện lại như rắn mất đầu suốt trăm ngàn năm nay ta sao có thể là đối thủ của đám đạo thánh kia, chẳng bằng nhân cơ hội này, tìm một người có hạt giống thái hư, lại có đại đế làm hậu thuẫn thì tốt biết chừng nào khổng quân hoa, gật đầu nhìn về phía thượng trương thượng trương nói, bản đế đúng là có hai người nhưng mà các nàng đều còn quá nhỏ, bản đế đề cử cho ngươi mấy vị đạo thánh của thượng trương điện, ngươi thấy thế nào? Ô hành lập tức lắc đầu, đa tạ hảo ý của đại đế, tuy rằng đạo thánh khác có thể tham gia điện thủ chi tranh, nhưng ngài cũng biết bọn hắn sẽ chỉ dừng lại ở đó người thật sự có thể đi xa hơn, vẫn là đám người có hạt giống thái hư như lam hy hòa của trọng quang điện cho đến nay cũng đâu có ai dám đến khiêu chiến nàng ta thượng trương đại đế do dự dù sao hai nàng cũng là nhân tài do hắn vất vả tìm về ô hành lấy ra một phong thư cung kính dâng lên ta đã trưng cầu ý kiến của thánh điện đây là thư trả lời của bọn hắn thượng trương đại đế đọc thư xong phất tay áo một cái phong thư hóa thành bột mịn thánh điện cũng có hai người nắm giữ hạt giống thái hư sao không bảo hắn nhường đi thất sinh tiên sinh là điện thủ đồ duy điện người họ trước kia nghe nói còn đang cân nhắc xem chọn điện nào ô hành không người cao giọng nói xin đại đế bệ hạ lấy đại cục làm trọng thượng trương đại đế không nói chuyện khổng quân hoa hạ lệnh mời hai nha đầu tới đây vâng một tu hành giả xoay người rời đi khoảng một khắc đồng hồ sau hải loa và tiểu diên nhi đi vào đại điện khổng quân hoa biết đại đế mềm lòng rất nhiều lời không thể tự nói bèn chủ động đứng dậy mỉm cười với hai nàng diên nhi hải loa tham kiến phu nhân tiểu diên nhi và hải loa nhún người hành lễ ô hành quay đầu đánh giá hai nàng, trong mắt ngập tràn mừng rỡ khổng quân hoa nói, gọi các ngươi tới là vì có một việc quan trọng muốn thương lượng với các ngươi việc này, đại đế bệ hạ không làm chủ được, muốn hỏi ý các ngươi một chút việc gì thế. Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi khổng quân hoa liền kể lại ý định của chiên mông, điện Tiểu Diên Nhi nhíu chặt mày, quan sát ô hành một chút rồi nói, muốn chúng ta đến làm điện thủ chiên mông điện. Đúng vậy khổng quân hoa cười nói, điện thủ là vị trí tượng trưng cho thân phận và địa vị, là con đường phải đi qua trước khi trở thành điện chủ, trưởng khống thập điện, duy trì cân bằng trong thiên hạ không hứng thú tiểu diên nhi đáp ô hành. Khổng quân hoa tiếp tục nói, các ngươi hiện tại đã là đạo thánh, đặc biệt là tiểu diên nhi không bao lâu nữa sẽ tấn thăng đại đạo thánh. Thiên phú cực cao không nên bỏ lỡ cơ hội tốt này nói xong lời này, khổng quân hoa nhìn về phía ô hành, ô hành không phải người ngu xuẩn, đương nhiên minh bạch ý tứ của khổng quân hoa, bèn không người cười nói, đại đế bệ hạ, nếu có thể, trên mông điện ta nguyện nâng đỡ vị cô nương này trở thành điện thủ bàn tay hắn duỗi ra trước mặt hải loa khổng quân hoa khen ngợi tiểu diên nhi trước mặt mọi người nếu hắn còn không thức thời thì chính là đồ không hiểu chuyện hơn nữa ô hành cảm thấy tiểu diên nhi có bệnh công chúa rất nặng không dễ trêu vào nha đầu bên cạnh văn nha yên tĩnh hẳn là dễ đối phó hơn hải loa nói không hứng thú giọng điệu và thái độ không hề khác tiểu diên nhi ô hành bản thân hắn rất tự tin về trên mông điện tuy rằng bọn hắn là rắn mất đầu nhưng vẫn luôn được thánh điện nâng đỡ cử điện còn lại cũng không gây khó dễ gì huống hồ thái hư rộng lớn như vậy ai sẽ rảnh rỗi chạy tới gây sự với chiên mông điện ô hành nói hải loa cô nương chiên mông điện chúng ta là một trong thập điện nếu ngài chịu gia nhập chiên mông tương lai rất có thể sẽ kế thừa vị trí điện chủ ngài có biết vị trí điện chủ có ý nghĩa như thế nào không hải loa hỏi ý nghĩa gì nghĩa là ngài sẽ có cơ hội tiếp xúc với thiên trí tôn hẳn là không cần ta giới thiệu ngài cũng biết thiên trí tôn cường đại như thế nào nhỉ ô hành lộ vẻ kiêu ngạo không biết hải loa lắc đầu đúng là tức chết người khổng quân hoa nói thiên trí tôn là cảnh giới trí cao trong thái hư đến thiên trí tôn sẽ lĩnh ngộ được quy tắc và lực lượng thuần túy nhất trong thiên địa không bị không gian ước thúc thế có chết không tiểu diên nhi chớp chớp mắt hỏi khổng quân hoa cũng bị nghẹn lại nói không nên lời thấy biểu tình của mọi người có vẻ quái dị tiểu diên nhi bĩu môi nói đại đế bệ hạ từng nói không ai có thể vĩnh sinh ý là các ngươi đừng có mà nói với ta thiên trí tôn đột phá được thời gian trói buộc đạt được vĩnh sinh nha Khổng quân hoa mỉm cười nói, đúng là không ai có thể vĩnh sinh, chỉ là sống lâu hơn người khác mà thôi. Thiên trí Chí tôn chính là nhóm người sống lâu nhất trên đời này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Được rồi Tiểu Diên Nhi gật đầu khổng quân hoa nói, chỉ có điện chủ mới có tư cách tiến vào bên trong thiên khải chi trụ, để cảm ngộ thiên địa lực lượng, hoàn thành thuế biến ô hành cười nói, cho nên hải loa cô nương còn chờ gì nữa. Đây chính là cơ hội tốt vô cùng một khi gia nhập chiên mông điện, từ nay về sau chiên mông sẽ là minh hữu của thượng trương chúng ta là châu chấu cột trên cùng sợi dây thường hải loa không tỏ thái độ, nàng chỉ quan sát khổng quân hoa và thượng trương đại đế. Sau đó nhún người nói, vẫn là để đại đế, làm chủ đi thượng trương đại đế không lập tức đáp ứng ô hành mà hỏi, ngươi có thể đảm bảo nàng được an toàn không? Đương nhiên ô hành vỗ ngực đáp, nếu hải loa cô nương gia nhập trên mông, chúng ta cung phụng nàng còn không kịp đây có ngài là chỗ dựa, ai dám động đến đầu ngón tay của nàng. Thánh điện và cửu điện đều đang nhìn nha thượng trương đại đế gật đầu, thở dài nói, hải loa, với thiên phú của ngươi, mà ở lại thượng trương điện làm đạo thánh bình thường thì thiệt thòi cho ngươi lắm lời này, của hắn đã mang ý nghĩa rõ ràng biểu tình của hải loa cực kỳ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đáp, ta hiểu tiểu diên nhi ngăn trước người hải loa, nói lớn, không được, ta và hải loa không thể tách ra. Khổng quân hoa bất đắc dĩ nói, diên nhi, chuyện này không thể oán đại đế được cả thái hư này đều chú ý tới các ngươi. Chúng ta không còn cách nào khác lời này là sự thật thấy Tiểu Diên Nhi, còn muốn phản bác, Hải loa kéo ống tay áo nàng lại tiểu Diên nhi bỗng nói, vậy ta đi cùng nàng. Ngươi ở lại thượng trương, về sau ngươi chính là điện thủ thượng trương. Điện khổng quân hoa nói hải loa nắm tay tiểu Diên nhi, ta không sao, tỷ yên tâm đi nhưng mà. Nhưng mà ta không muốn cách xa muội tiểu Diên nhi buồn bã đáp, từ khi tiến vào thái hư. Hai nàng đều là chỗ dựa tinh thần của nhau thượng trương đành đứng dậy nói, hôm nay lên đường luôn điêu hành mừng rỡ không người, đa tạ đại đế bệ hạ. Nếu nàng có sự tình gì, bản đế tình ngươi tính sổ ngài yên tâm dù cho chiên mông điện không xong thì tổ tiên chúng ta cũng nhất định sẽ bảo vệ nàng bình an ô hành nói tổ tiên ngươi bế quan lâu như vậy còn có thời gian quản mấy chuyện này thượng trương đại đế nghi hoặc hỏi tổ tiên ô hành chính là tồn tại từ thời kỳ thượng cổ là kẻ sống lâu nhất ở thái hư được gọi là đại vu thần nghe nói trước khi bế quan hắn là tiểu trí tôn chỉ thiếu chút nữa đã tấn thăng đế quân được đại đế nhớ thương tổ tiên ta đã xuất quan rồi ô hành mỉm cười đáp mấy ngày nữa lão nhân ra người sẽ tới bái phòng ngài vậy thì tốt rồi chúng ta không quấy dày mọi người nữa hải loa cô nương mời ô hành nghiêng người ra hiệu ngay khi ô hành vừa định rời đi một tu hành giả bỗng chạy vào đại điện khom người bẩm báo đại đế bệ hạ huyền giặc đế quân đến huyền giặc đế quân hắn đến đây làm gì thượng trưng đại đế nghi hoặc nói hắn nói muốn bái phỏng hai vị cô nương ô hành thầm nghĩ lại thêm một người tới cạnh tranh suy cho cùng đều là vì người nắm giữ hạt giống thái hư quá thơm thế là vội vàng nói đại đế bệ hạ tổ tiên dặn ta đi nhanh về nhanh ta không chỉ hoãn ở đây nữa hắn đi tới bên cạnh hải loa, làm tư thế mời hải loa khẽ sửng sốt, không biết có nên đi hay không nàng quay đầu nhìn về phía thượng trương thượng trương đại đế, trầm mặc không nói khổng quân hoa, bèn lên tiếng, nghe nói trương điện thủ của huyền giặc, điện đã thua trận ở Nam Ly Sơn hiện tại người đến khiêu chiến trường hợp không ít, thế mà huyền giặc đế quân còn có thời gian đến chỗ chúng ta. Thượng trương đại đế vung tay áo nói, chuyển cáo cho hắn hôm nay bản đế không khỏe. Ngày khác gặp lại nghe vậy hai mắt ô hành sáng rỡ, trong bụng vui vẻ như nở hoa hải loa lộ vẻ thất vọng ô hành bèn nhắc nhở diên nhi cô nương xin nhường đường đúng lúc này giọng huyền giặc đế quân từ bên ngoài truyền tới thượng trương đại đế ngươi đúng là kiêu ngạo quá nhỉ bản đế quân tự mình đến thăm ngươi mà ngươi còn không muốn gặp bên ngoài xuất hiện lực lượng ba động mấy tu hành giả thượng trương điện không dám dùng lực ngăn cản huyền giặc đế quân thượng trương đại đế ngồi xuống nói để hắn vào đi vù vù hai đạo thân ảnh bay vào trong đại điện một người mặc trường bào một người mặc hoa phục các mặt đạm nhiên đám người quay đầu nhìn lại khi tiểu diên nhi và hải loa nhìn thấy người mặc trường bào trong lòng các nàng suýt chút nữa đã quên mất kế hoạch hốt hoảng kinh hô a à, sư tiểu diên nhi giơ hai tay lên bụng chặt miệng mình vành mắt đỏ ở hải loa cũng không khá hơn là bao sững sờ đứng như trời trồng sao thế khổng quân hoa hỏi lục châu quét mắt nhìn toàn trường đạm mạc nói xem ra lão phu đến đúng lúc rồi vị này là khổng quân hoa lễ phép hỏi huyền giặc đế quân giới thiệu vị này là bằng hữu của bản đế quân hôm nay hắn đến thượng trương để thăm cố nhân cố nhân. Huyền giặc đế quân vốn định nói là tiểu diên nhi và hải loa, nhưng Lục Châu đã nâng tay lên ngắt lời hắn, trầm giọng nói, gặp vi sư còn không quỳ xuống. Trực tiếp ngả bài sở dĩ Lục Châu, lựa chọn ngả bài với hai nha đầu là vì các nàng tuổi nhỏ, cần được chăm sóc chiếu cố dù là kinh nghiệm sống, hay lịch duyệt đều kém xa đám sư huynh sư tỷ quanh năm sống trên lưỡi đao phịch. Tiểu Diên Nhi và Hải Loa không nói hai lời, lập tức quỳ xuống đồng thanh nức nở, đồ nhi bái kiến sư phụ đám người xôn xao thượng trương đại đế, ô hành và khổng quân hoa đều nghi hoặc nhìn lục châu, đánh giá vị sư phụ đột nhiên xuất hiện này ngươi chính là sư phụ của hai nha đầu. Thượng trương đại đế hỏi lục châu ngừng đầu, nhàn nhạt nhìn thượng trương lục châu biết cả mười vị điện chủ thập điện, nắm rõ tính tình của bọn hắn trong lòng bàn tay chỉ là. Ma thần năm đó đã không còn lục châu không để ý tới hắn mà thản nhiên nói, đứng lên đi thấy hai nha đầu vui tới phát khóc. Lục Châu liền biết lời của lão tư trước đó, rõ ràng là nói bậy nói bạ Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đứng dậy, chạy tới bên cạnh lục châu trong lòng hai nàng đã quên mất kế hoạch định sẵn đặc biệt là tiểu diên nhi còn khóc đến ủy khuất vô cùng không ngừng lẩm bẩm mấy câu như sư phụ người còn sống mấy năm nay ta nhớ ngài muốn chết khóc lóc nửa ngày lục châu mới vỗ vai hai nàng an ủi được rồi chẳng phải vi sư đã tới tìm các ngươi đó sao hai nàng ngừng bi thương mỉm cười nhìn hắn khổng quân hoa nhún người nói thiếp thân thường nghe diên nhi nhắc tới ngài không ngờ ngài còn trẻ như thế lục châu vẫn không đáp lời mà xoay người nhìn về phía ô hành nếu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiểu Diên Nhi chỉ vào ô hành nói, sư phụ, hắn muốn mang hải loa sư muội đi làm điện thủ của chiên mông, điện gì đó chúng đồ nhi vốn không muốn đi. Ô hành chắp tay thi lễ với Lục Châu, thì ra ngài là sư phụ của hai vị cô nương này, thất lễ thất lễ ta là điện thủ ô hành của chiên mông điện, phụng mệnh tổ tiên và toàn thể chiên mông. Điện đến đây tuyển một vị điện thủ thượng trương đại đế đã đồng ý để hải loa, cô nương gia nhập điện chúng ta nghe vậy, Lục Châu nhíu mày nhìn về phía thượng trương đại đế thượng trương ở Thái Hư, gọi thẳng tục danh đại đế chính là, khiêu khích cực lớn đám người lập tức nhìn về phía Lục Châu thượng trương, quanh năm đều nghe Tiểu Diên Nhi và Hải Loa kể về Lục Châu, biết rõ người này họ cơ bèn nói, cơ lão tiên sinh có ý kiến gì cứ việc nói nơi ô uế như trên mông, điện mà cũng xứng với đồ nhí của lão phu. Lục Châu nói ô uế thượng trương nhướng mày ô hành, hắn nhịn không được lên tiếng, lão tiên sinh. Người vô duyên vô cớ vũ nhục trên mông điện chúng ta là có ý gì? Huyền giặc đế quân gửi lạnh một tiếng, ngươi lừa được thượng trương chứ không lừa được bản đế quân đế quân, ngươi. Ô hành không ngờ huyền giặc đế quân lại đến đây để gây sự lục châu tiếp tục nói, thượng trương, ngươi đối tốt với các nàng trăm năm, vậy mà bây giờ lại muốn đẩy hài loa vào vực sâu vạn trượng, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Thượng trương cao giọng phản bác, bản đế tự thấy trăm năm qua mình đối đãi với hai nàng, như nữ nhi thân sinh cho dù ngươi là sư phụ của hai nàng, cũng không có quyền vũ nhục bản đế. Ô, lục châu lắc đầu thượng trương vung tay lên hai khối ngọc bội bên hông tiểu diên nhi và hải loa chậm rãi lơ lửng nhìn cho rõ ràng thượng trương đại đế nói là thần vật nhật nguyệt đồng tâm ngọc có người thán phục nói tất cả mọi người trong thái hư đều biết thần vật nhật nguyệt đồng tâm ngọc là thiên thạch từ trên trời rơi xuống uẩn dưỡng lực lượng khó lường nhất thế gian công hiệu của nó là kéo dài tuổi thọ gia tăng tốc độ tu hành và trừ tà tránh ma nhật nguyệt đồng tâm ngọc còn có một tác dụng đáng sợ khi khởi động có thể thu hoạch được không gian phòng ngự tuyệt đối trong một khoảng thời gian ngắn đây chính là điểm quý giá nhất của nó có loại phòng ngự tuyệt đối này một khi gặp nguy hiểm hai nàng có thể khởi động nó rồi bình an rời đi hai mắt ô hành sáng lên thì ra là nhật nguyệt đồng tâm ngọc đại đế bệ hạ đối đãi với các nàng thật chân thành khổng quân hoa nói nhật nguyệt đồng tâm ngọc vốn là đồ vật của thiếp thân và phu quân nếu không xem hai nàng như con ruột thì đã không tặng thứ này đám người trong điện đều gật đầu huyền giặc đế quân quay đầu nhìn về phía lão sư việc này phải xem thái độ lão sư thế nào đã biểu tình trên mặt lục châu vẫn lạnh nhạt như trước, trong mắt còn có chút khinh miệt, ngữ khí lạnh vô cùng, ngươi còn có mặt mũi nhắc tới nữ nhi thân sinh. Đây là điểm yếu của thượng trương tục ngữ có câu, đánh người không đánh mặt, dù là huyền giặc đế quân, cũng không dám nhắc tới chuyện năm xưa trước mặt thượng trương khổng quân hoa, sững sờ nhìn người trước mặt vì hai nha đầu nên thượng trương. Đại đế mới luôn lễ phép nhường nhịn như vậy, nhưng lời này khiến hắn không thể nhẫn nhịn được nữa làm càn. Quy tắc lực lượng cấp bậc đại đế rất cường đại, thượng trương không dám ra tay tàn nhẫn, chỉ muốn trừng phạt người đối diện một chút khi cỗ đạo lực lượng kia đánh tới trước mặt lục châu toàn bộ lực lượng thiên tướng trong người hắn được điều động bám vào toàn thân tỏa ra quang hoa nhàn nhạt, nhạt một phần lực lượng thiên đạo trong đó phát ra tác dụng thần kỳ đánh tan toàn bộ đạo lực lượng của thượng trương thượng trương sinh lòng nghi hoặc ô hành cũng kinh ngạc nhìn lục châu có thể ngăn cản một trưởng của thượng trương đại đế tu vi người này không đơn giản lục châu tiếp tục nói niệm tình ngươi chiếu cố đồ nhi của lão phu trong trăm năm qua lão phu không tính toán với ngươi bây giờ thượng trương mới biết người này không đơn giản, như mình tưởng có thể sống sót từ dưới vực sâu trở về sao có thể là, kẻ tầm thường. Lục Châu khoanh tay nói, ngay cả nữ nhi của mình mà ngươi cũng vứt bỏ được, bảo lão phu làm sao tin ngươi. Khổng quân hoa kích động, run giọng nói, tiên sinh cần gì phải hùng hồ dọa người. Ngài chỉ biết một mà không biết hai, chuyện này sao có thể oán trách phu thê chúng ta cơ chứ. Chuyện này ta có quyền lên tiếng nhất ô hành bước lên một bước, chắp tay nói với đám người, Trước kia đại đế bệ hạ và phu nhân sinh hạ một nữ nhi, toàn bộ thượng trương điện đều mừng vui khôn xiết đáng tiếc đứa nhỏ này lại là tai tinh hàng thế vừa sinh ra đã khiến trời sinh dị tượng, thái hư vốn sáng sổ bỗng u ám ngập trời, thập tinh hoán nhật biến thành hung tướng, thiên địa sụp đổ có biết vì sao thiên khải chi trụ ở đôn tang lại dễ sập như vậy không? Hắn dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, đôn tang đối ứng với thượng trương điện, nằm ngay bên dưới thượng trương năm đó, thiên khải chi trụ đôn tang đã từng nứt ra một lần, minh tâm đại đế phải dẫn theo tứ đại trí tôn, dùng lực lượng trí cao vô thượng để kích hoạt lực lượng chữa trị thiên khải chi trụ, nó mới tồn tại được đến bây giờ sau đó mấy năm, mỗi khi đến ngày sinh nhật của tai tinh, thì thập đại thiên khải chi trụ đều xảy ra dị động vì nghĩ cho đại cục, vì bảo vệ thương sinh trong thiên hạ, bảo hộ cân bằng của thái hư. Đại đế bệ hạ, và phu nhân mới không thể không từ bỏ đứa con rứt ruột của mình nói xong, ô hành thở dài một tiếng thị nữ đứng bên cạnh khổng quân hoa cũng đánh bạo nói. Từ sau việc đó, phu nhân ngày ngày sống trong nước mắt, hàng đêm đều thao thức khó ngủ đám người trầm mặc chỉ có biểu tình lục châu là như đang suy nghĩ điều gì im lặng ngắn ngủi qua đi lục châu đột nhiên hỏi cho nên các ngươi giết chết con bé rồi hổ dữ còn không ăn thịt con đại đế bệ hạ sao có thể làm như thế ô hành nói đứa nhỏ bị cân bằng nguyền rủa mà chết cân bằng nguyền rủa nó vốn là tai tinh hàng thế xung đột với cân bằng trong thái hư thần vật cán cân công chính trong thánh điện có thể cảm ứng được loại lực lượng này quy tắc bảo toàn và cân bằng trong thiên địa là loại lực lượng khó có thể kháng cự được sau khi phản phệ sẽ biến thành nguyền rùa thật đáng tiếc. Tổ tiên của ta cũng không thể giải khai nguyền rùa này sau khi đứa nhỏ chết. Đại đế đã chôn nó ở Nam Hoa Sơn ô hành. Giải thích những lời này lại khiến khổng quân hoa bi thương vô cùng thượng trưng nói. Việc này bản đế vốn không muốn nhắc tới cơ lão tiên sinh. Ngươi muốn bảo vệ đồ đệ thì bản đế hiểu được nhưng lời ô hành. Vừa nói là sự thật điện thủ chi tranh cũng sắp đến rồi. Nếu hải loa không đến trên mông, điện thì cũng phải đến một điện khác cửu liên đã mất cân bằng rất nghiêm trọng. Nếu Thái Hư cũng không giữ được cân bằng thì thiên địa sẽ sụp đổ. Đến lúc đó toàn bộ nhân loại và hung thú cũng không thoát được một kiếp nạn này ô hành không người nói. Mong lão tiên sinh lấy đại cục làm trọng lão tiên sinh yên tâm. Hải loa cô nương vào trên mông điện. Nếu nàng xảy ra một chút tổn hại nào ta nguyện đưa đầu tới gặp ngài huyền giặc. Đế quân cũng bị đả động nỗi khổ của thượng trương không phải ai. Cũng chịu được vì cân bằng của Thái Hư. Để nàng làm điện thủ là được hơn nữa làm điện thủ cũng đâu có nghĩa là sau này không qua lại với nhau nhưng khiến mọi người đều không ngờ tới là, Lục Châu bỗng nhìn sang ô hành, lãnh đạm nói, vậy chẳng bằng bây giờ ngươi để đầu lại đây hả? Ô hành tròn mắt hắn đã cảm nhận được sát khí từ trên người Lục Châu truyền ra ông. Hư ảnh Lục Châu lóe lên, xuất hiện trước mặt ô hành, đánh ra một trường bao hàm lực lượng thiên đạo ẩm. Ô hành bay ngược ra ngoài, đâm sầm vào một cây cự trụ trong đại điện, rồi rơi xuống đất hắn kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết cuồn cuộn, chống đất đứng dậy nhìn chằm chằm Lục Châu, với vẻ tức giận hắn thật sự không rõ vì sao người này lại ra tay với mình tất cả mọi người đều nghi hoặc không thôi thượng trương đại đế nhíu chặt mày lại ngươi tiểu diên nhi lập tức đứng chắn trước người lục châu ai muốn động thủ với sư phụ ta trước hết bước qua một cửa của ta đã thượng trương vừa giận vừa hận đây là nha đầu bản đế yêu thương suốt trăm năm qua xem nàng như con ruột hải loa cũng bước lên một bước ngăn cản ai cũng đừng hòng tổn thương sư phụ ta lục châu thản nhiên nói các ngươi lui ra trước vi sư tự có phân tắc vâng hai nàng ngoan ngoãn đứng tránh sang hai bên lục châu nhìn về phía ô hành tai tinh giáng xuống thập tinh hoán nhật ngày hóa thành đêm bịa chuyện hay đế ngươi dù gì cũng là chủ nhân thượng trương điện vậy mà lại bị trò hề này lừa gạt thượng trương đại đế nói chẳng lẽ trong mắt ngươi toàn bộ mọi người ở thái hư đều là kẻ ngu lời này cũng đúng lục châu đáp huyền giặc đế quân lộ vẻ oan uổng lão sư ngài đừng chửi luôn ta như vậy chớ thượng trương đại đế vốn nể mặt hai nha đầu nên mới bảo trì lễ phép đúng mực này hắn đã tức giận đến mức chẳng thèm để ý tới hắn hư một tiếng các hạ cần gì phải bày ra tư thế cả thế gian đều say chỉ mình ta tỉnh những điều thái hư luôn duy trì cho tới nay chẳng lẽ đều là giả lục châu chú ý tới thái độ của thượng trương đã thay đổi thăm dò cũng không nên quá mức bèn hỏi thập tinh hoán nhật đúng là thiên địa dị tượng nhưng việc này thì có liên quan gì đến thiên khải chi trụ thượng trương đáp mỗi khi dị tượng hàng lâm thiên khải chi trụ đều chấn động việc này còn chưa rõ ràng hay sao lục châu nâng tay chỉ về phía ô hành tổ tiên của hắn là đại vu thần thái hư đúng không phải thì sao vu sư trưởng khống vu thuật chứ không phải nhìn trời xem bói từ thời kỳ thượng cổ chiêm tinh thuật đã bị thất truyền sau khi đại địa phân tách tại sao vu sư lại đảm nhiệm cả việc dự đoán tinh tượng dò xét thiên ý rồi lục châu hỏi ngược lại việc này thượng trương đại đế nghẹn lời cái gì là vu sư chính là người dùng vu thuật khống chế lực lượng chia thành bạch vu thuật và hắc vu thuật bạch vu thuật là loại thuật pháp lành mạnh giúp đỡ nhân loại hắc vu thuật là thuật pháp nguyền rủa ăn mòn linh hồn mục dũng nội tâm mặc kệ là loại vu thuật nào cũng không có bản lĩnh chiêm tinh quan tượng lục châu có được ký ức của ma thần lịch duyệt và kiến thức đương nhiên hơn xa đám người này trả lời lão phu lục châu cao giọng nói ô hành nhẫn nhịn đào nhức lên tiếng tổ tiên ta tinh thông các đạo tu hành hiểu về chiêm tinh thuật thì có gì lạ đâu chứ lục châu tiếp tục nói vậy thì bảo hắn đến trước mặt lão phu mà thể hiện bản lĩnh vừa hay lão phu cũng biết đôi chút về chiêm tinh thuật trong lòng ô hành run lên hai mắt thượng trương đại đế mở lớn ô hành nói tổ tiên vừa xuất quan không lâu còn đang nghỉ ngơi ở chiên mông điện nếu ngài muốn gặp thì có thể đi theo ta đến chiên mông điện một chuyến thượng trương đại đế nhìn lục châu dù cho đại vu thần không hiểu về chiêm tinh thuật thì có thể nói lên được gì lục châu hừ một tiếng không hiểu về tinh tượng thì dựa vào cái gì mà định nghĩa thập tinh hoán nhật là dị tượng ám chỉ tai nạn phủ xuống nữ nhi của ngươi sao có thể là tai tinh truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nói xong giọng lục châu trở nên trầm thấp vô cùng chuyện rõ ràng như vậy lão phu mắng ngươi ngu xuẩn có sai không thượng trương đại đế đã sống qua biết bao năm tháng nếm trải khó khăn trong nhân gian quan sát tu hành ấm lạnh lời này khiến các ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy hắn hiểu ý lục châu muốn nói gì ô hành trở nên kích động nói nói nhảm ngươi cố ý nói xấu đại vu thần tai tinh hàng thế đâu chỉ do một mình tổ tiên ta phán đoán lúc trước trong thái hư có biết bao đại năng giả cũng nghĩ như vậy hơn nữa thập tinh hoán nhật xuất hiện thiên khải chi trụ quả thật đã nứt ra nếu không có thập điện trợ lực thì thái hư đã sụp đổ từ lâu rồi lục châu không thèm để ý tới hắn mà nói thời thượng cổ ô tổ thành công tấn thăng trí tôn trở thành vị vu sư trí tôn duy nhất của thái hư có được địa vị không gì sánh được đáng tiếc ô tổ vẫn chưa thỏa mãn vì muốn trở thành đại trí tôn thậm chí là thiên trí tôn hắn nghĩ mọi cách thử nghiệm các loại cấm kỵ chi thuật 110.000 năm trước, phía đông đại liệt cốc trong thái hư xuất hiện vết nứt, cây cỏ trong phương viên 30.000 dặm đều héo rũ, vô số hung thú chết khô, thi thể trồng chất như núi, máu chảy thành sống thái hư, gọi đó là sự kiện đại tử vong cả đại điện yên tĩnh lại lục châu, tựa như một vị lão nhân kể chuyện xưa cho đám tuổi trẻ hậu bối nghe tại nơi này, chỉ có ba người biết được chuyện trên là có thật. Biểu tình tràn ngập rung động ngài nói việc này thì có liên quan gì đến tổ tiên ta, ô hành không phục nói thượng trương cũng mở miệng, nói thẳng ra đi. Bản đế không thích nói quanh co lòng vòng lục châu vẫn nói theo ý mình, có tu hành giả dò xét nơi đó, tìm thấy ấn ký vu thuật loại ấn ký này, chỉ có cấp trí tôn mới có thể thi triển. Việc còn lại cần lão phu nói nữa không? Ô hành kích động hô to, ngươi nói hưu nói vượn. Chuyện 110.000 năm trước ngươi muốn nói thế nào mà trả được đồ ngậm máu phun người, chiên mông điện sẽ không tha cho ngươi. Cầu đại đế thay vãn bối làm chủ, thay tổ tiên làm chủ. Thượng trương đại đế, cũng cảm thấy chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của mình ngươi muốn nói là kẻ thật sự giết hại các sinh linh kia chính là ô tổ còn chưa đến mức quá ngốc có chứng cứ không lão phu chính là chứng cứ lời này đúng là chọc giận mọi người thượng trương đại đế buồn bực nói rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì huyền giặc đế quân không nhịn được cũng phải lên tiếng nghe vậy mà còn không hiểu sao ô tổ vì muốn dùng nữ nhi của ngươi làm tế phẩm nên mới cố ý gieo rắc lời đồn tay tình hàng thế khiến tất cả mọi người tin sái cổ quả thật là xấu xí vô cùng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng toàn bộ thượng trương đại điện lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Châu, và huyền giặc đế quân không ai tiếp nhận nổi sự thật này, khổng quân hoa lào đảo lui về sau, đầu óc hoang mang hỗn loạn khổng quân hoa là mẫu thân, đương nhiên thương yêu con mình nhất trên đời người khác nói đứa nhỏ là tai tinh, nàng là người không tin nhất nhưng cuối cùng người vô lực nhất, người chịu cúi đầu trước hiện thực, cũng là nàng nỗi đau này nàng đã chôn xuống tận đáy lòng, nay đột nhiên có người xuất hiện nói chuyện kia chỉ là giả khổng quân hoa sao có thể không hoảng loạn mí mắt thượng trương đại đế khẽ run trong mắt bắn ra quang hoa thâm thúy bản đế muốn chứng cứ huyền giặc đế quân nói lục các chủ chính là chứng cứ huyền giặc đế quân ngài tin tưởng hắn ô hành kinh ngạc nói hắn là người bản đế quân tin tưởng nhất trên đời huyền giặc đế quân cao giọng đáp ô hành lắc đầu cười ha hả việc hôm nay ta ghi nhớ một đám ngậm máu phun người ta sẽ báo cáo lại cho tổ tiên biết việc này ta không tin thái hư không chủ trì công đạo cho chiên mông điện Nói xong hắn vung tay lên định rời đi nếu thượng trương đại đế, khăng khăng muốn thả ô hành đi, với tu vi hiện tại của lục châu thật khó có thể lưu hắn lại chờ một chút hải loa, đột nhiên tiến lên một bước đám người nhìn về phía hải loa, ô hành còn tưởng rằng nàng muốn theo mình trở về trên mông điện, lộ ra nét mừng hải loa bình tĩnh nói, ta có thể chứng minh lời gia sư nói là sự thật hả? Thượng trương đại đế nghi hoặc nhìn hải loa, ngươi chứng minh bằng cách nào? Chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao biết được chuyện của 110.000 năm trước hải loa nâng tay trái lên, kéo ống tay áo, để lộ cánh tay trắng nõn như ngọc nàng dùng hai ngón tay điểm chỉ vào cổ tay mình. Trên cổ tay hải loa, xuất hiện một ấn ký hình vỏ sọ ấn ký tỏa quang mang bốn phía đám người, sừng sốt hải loa bình tĩnh nói, mẫu thân của ta tên là Lạc Tuyên, nàng là một tu hành giả hồng liên giới, rất thích nghiên cứu thiên địa ràng buộc tính tình nàng phóng khoáng, không bị trói buộc, truy cầu tự do tự tại. Nàng không tranh quyền thế, thích du lãm tứ phương nàng chán ghét chiến tranh máu huyết và thi thể nàng là người phát hiện trong bí ẩn chi địa có một đám người. Nàng dũng cảm cứu ta, đặt tên ta là lạc thời em đám người nghi hoặc, không hiểu hải loa nói lời này là có ý gì lục châu đã ý thức được điều gì. Khẽ cao mày nhưng hắn không ngăn cản hải loa nói tiếp hải loa, nói về việc mình sống ở Kim Liên, nói về việc mẫu thân lạc tuyên mất tích, mình thành cô nhi và mất đi ký ức khi ta gặp lại nương. Nàng đã đem tu vi cả đời truyền cho ta từ đó về sau, ta thường xuyên nằm mơ thấy một số hình ảnh kỳ quái, trong mơ có núi non có sông ngòi thượng trương đại đế nghiêm túc hỏi rốt cuộc người muốn nói cái gì hải loa không để ý đến hắn mà tiếp tục kể trong mộng có dãy núi xanh biếc như mùa xuân nơi đó bốn mùa đều tươi đẹp mỹ lệ vô cùng người ta gọi đó là nam hoa sơn ấn ký trên cổ tay bị kích hoạt chậm rãi trôi lơ lửng ra giữa không trung rồi hóa thành hai tự phù lập lòe hồng quang thượng trương soạt khổng quân hoa lào đảo lui về sau mấy bước toàn thân đổ sụp xuống thị nữ vội vàng đỡ lấy nàng thượng trương đại đế trừng to hai mắt như muốn lồi ra, nhìn chăm chăm vào hai tự phụ ô hành, huyền giặc đế quân và đám người có mặt, trong đại điện đều kinh hãi nhìn về phía hải loa. Sao? Sao có thể? Thượng trương đại đế gian nan lui về sau một bước, khó lòng tiếp nhận nổi sự thật này, lắc đầu nguầy nguậy thấy thái độ của hắn, hải loa thả tay áo xuống, hai tự phù lại bay trở vào cổ tay nàng rồi biến mất ta ẩn tàng ấn ký này là, bởi vì, trên đời này ta chỉ có một mẫu thân tên là, lạc tuyên về sau ta không còn thân nhân nào khác lúc nói lời này, nàng vẫn vô cùng bình tĩnh bổ sung thêm hai chữ, vĩnh viễn thượng trương đại điện lặng ngắt, như tờ chỉ có hải loa là vẫn đạm mạc như nước. Có lẽ nàng đã tưởng tượng tới tình cảnh này trăm ngàn lần mới có thể thuần thục, như thế thuần thục tới mức khiến người ta đau lòng tiểu diên nhi, rất muốn nói một câu an ủi nhưng lại sợ mình không biết nói chuyện, chỉ có thể cắn chặt răng im lặng huyền giặc đế quân tỉnh táo lại, phá vỡ yên tĩnh. Nếu nàng thật sự là tai tinh, vậy bao nhiêu năm đã trôi qua, thái hư có biến cố gì không? Nếu nàng thật sự là, tai tinh vậy chàng hạo kiếp đâu chẳng lẽ là hiện tượng mất cân bằng xuất hiện là việc thiên khải chi trụ sụp đổ trong giọng huyền giặc đế quân tràn đầy chất vấn và phẫn nộ thượng trương bây giờ ngươi có cảm tưởng gì thượng trương đại đế lảo đảo lui lại ngồi phịch vào vương tọa như người mất hồn không nói một lời hài loa xoay người nhìn lục châu khom người nói đồ nhi có hạt giống thái hư trên người là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí điện thủ chiên mông điện đang thiếu người nếu sư phụ đồng ý Đồ Nhi nguyện đến trên mông điện làm điện thủ Lục Châu lắc đầu nói, nếu là chuyện khác, vi sư sẽ đồng ý nhưng việc này không được hắn quay đầu nhìn về phía ô hành. Ít nhất trên mông điện không được nó vẫn rất ô uế ô hành ngồi bệt xuống đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh Lục Châu, lạnh nhạt nhìn đám người rồi xoay người rời đi Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, cũng đi theo sau soạt đám tu hành giả thượng trương điện ngăn trở ở lối ra, nhìn chằm chằm hai nàng hai vị cô nương không được tự ý rời khỏi thượng trương. Lục Châu lật tay, vị danh kiếm xuất hiện trong tay, hờ hững nói, đừng ép lão phu đại khai sát dưới đám tu hành giả sợ hãi nhìn vũ khí trong tay lục châu đang tản ra lực lượng đáng sợ là hư cấp không một ai dám tùy tiện ra tay với người nắm giữ vũ khí hư cấp để bọn họ đi thượng trương đại đế rốt cuộc mở miệng đám tu hành giả thượng trương điện đồng loạt lui lại lục châu đạp không bay lên huyền giặc đế quân tiểu diên nhi và hải loa đồng loạt theo sau không biết đã qua bao lâu ô hành bỏ dậy khom người nói với thượng trương đại đế bệ hạ vãn bối phải trở về phục mệnh không quấy dày ngài nữa xin cáo từ đoàn người ô hành cấp tốc đi về phía cửa điện, nhưng bọn hắn còn chưa kịp rời đi, thượng trương đã âm trầm nói, đã đến rồi thì đừng đi hai mắt thượng trương vẫn vô thần nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cánh tay khẽ phất không gian trong đại điện lập tức vặn vẹo, lôi kéo đoàn người ô hành trở về phốc. Đám người hộc máu sắc mặt ô hành đại biến, quay đầu nói, đại đế bệ hạ, ngài không thể tin lời bọn hắn. Thượng trương không để ý tới ô hành, lạnh nhạt nói, mang hắn xuống phế đi vâng mấy tên tu hành giả thượng trương, điện lập tức bay tới ô hành hét ẩm lên thượng trương ngươi dám ngươi thật sự cho rằng chiên mông điện dễ bị bắt nạt nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta tổ tiên ta sẽ không tha cho ngươi thượng trương thản nhiên nói đoạn tứ chi vâng một đạo ấn ký bay ra đánh trúng ngực ô hành toàn bộ tu vi hắn bị trói buộc bốn tên tu hành giả tóm lấy hắn rắc ô hành tứ phân ngũ liệt bản đế muốn hắn còn sống để xem ô tổ sẽ giải thích thế nào thượng trương nói vâng thượng trương đại đế tiếp tục ngồi trên vương tọa toàn thân vẫn lầm vào choáng váng hắn quay đầu nhìn sang phía khổng quân hoa nàng đã ngất đi từ lâu được hai thị nữ đỡ lấy đưa phu nhân về nghỉ ngơi vâng chờ khổng quân hoa rời khỏi đại điện thượng trương đại đế mới ngẩn người ngồi một mình trên vương tọa trông hắn rất tỉnh táo tỉnh táo đến mức khiến người ta sợ hãi không biết qua bao lâu thượng trương đứng lên hít sâu một hơi rồi nói người đâu hai tu hành giả cấp tốc bước vào đại điện xin đại đế phân phó chuẩn bị liễn bản đế muốn đích thân tới huyền giặc điện một chuyến vâng chờ đã thượng trương lại căn dặn việc này phải giữ bí mật không thể truyền ra ngoài mặt khác lấy đồ vật trong đạo trường ra đây vâng tâm phúc bên cạnh thượng trương đại đế không khỏi kinh ngạc vật trong đạo trường rất hiếm người biết nghe nói đó là bảo bối lưu lại cho người truyền thừa có thể là cho vị điện thủ nhiệm kỳ kế tiếp hoặc là một đệ tử nào đó trong tương lai kế thừa y bát của hắn thượng trương đại đế vẫn tiếp tục ở một mình trong đại điện cho đến khi phi liễn đã chuẩn bị xong hắn ngồi phi liễn đến phù văn điện nào ngờ phù văn điện bên phía huyền giặc lại cự tuyệt không cho hắn tới thông đạo bị ngăn chặn rơi vào đường cùng thượng trương đại đế đành phải lệnh cho người khống chế phi liễn bay qua vạn dặm núi non dù quãng đường có xa tít mù khơi thượng trương đại đế cũng phải đi một chuyến nợ thì phải trả cùng lúc đó tại chiên mông ở bắc vực lại xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa thời kỳ thượng cổ chiên mông điện như mặt trời giữa trưa huy hoàng vô cùng sau khi đại địa phân tách chiên mông và cửu điện liên hợp cùng tham dự vào kế hoạch tiêu diệt ma thần mà điện chủ chiên mông điện đã vẫn lạc trong trận chiến đó để ca tụng công tích của chiên mông điện tại chiên mông có một tấm bia khổng lồ khen ngợi lịch sử huy hoàng của chiên mông điện chủ lưu danh thiên cổ nhưng lịch sử cũng chỉ là lịch sử dù là ở thời đại nào không có điện chủ thì bọn hắn vẫn thấp hơn người khác một cái đầu lúc này trên bầu trời chiên mông ở phía nam có một dãy phi liễn xếp thành hàng dài khí thế hùng hồn chỉnh tề xâm nghiêm xung quanh phi liễn có vô số tu hành giả đang lăng không lơ lửng trong đó có ngân giáp vệ có thánh điện sĩ trong đại điện một lão già gầy còm có khí tức trầm trọng, ánh mắt thâm thúy nhìn người trẻ tuổi đứng ngoài cửa điện, qua hồi lâu mới lên tiếng, người chính là thất sinh, người được điện chủ thánh điện ưu ái nhất. Thất sinh mỉm cười chắp tay hành lễ với lão giả, không ngờ ngay cả ô tổ tiền bối cũng nghe nói tới danh tự của vãn bối, hổ thẹn hổ thẹn ngươi giàn quân đến chiên mông là có ý gì. Vị lão giả này chính là đại vu thần của Thái Hư, ô tổ thất sinh nói, nghe nói chiên mông điện phái người đến thượng trương, để lập điện thủ tân nhiệm nên ta đặc biệt tới đây, chào hỏi chào hỏi ô tổ nói ngươi đã là điện thủ đồ duy điện không có tư cách tham dự điện thủ chi tranh thất sinh lắc đầu ta không có hứng thú làm điện thủ chiên mông điện vậy ngươi tới đây làm gì ô tổ trầm thấp nói đừng tưởng là có ngân giáp vệ và thánh điện sĩ ở đây thì có thể làm càn ta tới đây chủ yếu vì hai chuyện thất sinh thản nhiên nói một là nhớ tới cống hiến của chiên mông điện đối với thái hư ta thay thánh điện đến thăm các vị và ô tổ tiền bối còn chuyện thứ hai chuyện thứ hai thì phải chờ một chút chờ ô tổ nhìn đám người một lượt rồi nói tuổi còn nhỏ đã hung hăng vênh váo như thế, ngươi cho chiên mông là sân nhà ngươi à? Ô tổ tiền bối nói đùa, ai chẳng biết ô tổ là vu thần duy nhất ở Thái Hư, tu vi thông thiên triệt địa vãn bối làm sao dám bất kính với ô tổ chứ vậy, thì mang người của ngươi đi đi tiễn khách ô tổ đứng dậy phất tay áo đúng lúc này. Một tu hành giả từ trong phi liễn bay ra, cấp tốc đi tới bên người thất sinh, nhỏ giọng nói mấy câu hai mắt thất sinh mở to ra, trong đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ dị hắn đạm mạc nói, vãn bối đến đây còn có chuyện thứ hai nói ô ô tổ đã bắt đầu hết kiên nhẫn lấy thủ cấp của ngài chiên mông điện rơi vào yên tĩnh ở chiên mông không một người nào dám bất kính với ô tổ tại thái hư ô tổ cũng được vạn người ngưỡng mộ ít nhất người muốn lấy thủ cấp của hắn còn chưa có sinh ra đời chẳng ai có lá gan đó ô tổ nhìn chằm chằm thất sinh không có vẻ tức giận mà cẩn thận xem xét hy vọng từ trên người hắn có thể nhìn thấy triệu chứng bệnh không nhẹ nhưng hắn chẳng dò xét được gì là ý của thánh điện ô tổ hỏi đồ duy điện không có lá gan tàn sát nội bộ như thế cân nhắc tới thân phận của thất sinh vậy khả năng lớn nhất chính là thánh điện muốn thanh trừ ô tổ thất sinh gật đầu ô tổ nói ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh này vãn bối không có thất sinh vẫn cung kính nói chuyện nhưng thánh điện có ô tổ mặt không đổi sắc nghe con mới đẻ không sợ cọp hắn chậm rãi đứng dậy lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc khí khí thức trên người bắt đầu khoách tán thất sinh không có vẻ gì là sợ hãi hay căng thẳng thản nhiên nói đợi ta nói xong lý do đã chẳng lẽ ô tổ tiền bối không muốn biết ô tổ dừng lại quả thật hắn cũng muốn biết lý do chiên mông dù sao cũng là một trong thập điện từng có cống hiến to lớn vì sao thánh điện lại muốn khai đao với bọn hắn thất sinh chắp tay thi lễ chậm rãi nói người người trong thái hư đều biết đến công tích của chiên mông cho nên thánh điện không phải nhằm vào chiên mông mà là nhằm vào ô tổ tiền bối ngài đấy nhằm vào ta thất sinh lấy phù chỉ trong ngực áo ra hai ngón tay vung lên phù chỉ thiêu đốt một đạo hắc sắc ấn ký từ trên không rơi xuống đất ấn ký này hẳn là ngài còn quen thuộc hơn so với ta nhìn thấy ấn ký ô tổ nhíu chặt mày bàn tay nắm lại đoàn hắc khí kia lập tức tiêu tán thất sinh lấy giấy ra vẽ xuống một số ký hiệu thần bí rồi nói đây là phương pháp cấm kỵ từ thời thượng cổ ngài hẳn là biết rõ ô tổ trầm giọng nói việc này liên quan gì đến ta thất sinh cười nói tiền bối không muốn thừa nhận cũng được vãn bối chỉ có trách nhiệm trần thuật lại không có nghĩa vụ tranh luận với ngài càng không quan tâm đến bất kỳ lời giải thích phản bác nào của ngài thất sinh lại lấy ra một họa quyển bên trên vẽ bản đồ địa hình và trận pháp của chiên mông thái hư trí âm bát phương tụ chuyển đúng là một công trình lớn thánh điện nói thứ này không thể lưu lại ta thay ngài hủy nó hai tay thất sinh chập lại họa quyển hóa thành bột mịn rốt cuộc biểu tình trên mặt ô tổ cũng thay đổi mang chút phẫn nộ và kinh hãi thất sinh ngẩng đầu nói vãn bối vừa nhận được một tin tức ô hành đã trở thành tù nhân của thượng trương bị người ta đoạn tứ chi ô tổ chừng to mắt tức giận nói ngươi lặp lại lần nữa thất sinh không lặp lại mà tiếp tục nói thánh điện đã biết việc này ngươi ô tổ cứng đờ một lúc sau mới dò xét hỏi Ngươi thật sự là điện thủ đồ duy điện, vãn bối chính là điện thủ thất sinh. Đặc biệt đến đây để lấy thủ cấp của ngài thất sinh. Nhấn từng câu từng chữ người thông minh không nói vòng vo trong mắt thất sinh, tràn ngập tự tin và ý cười. Ta biết rõ tiền bối rất muốn dùng một trưởng chụp chết ta nhưng điều này không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa ngài cũng không giết nổi ta a. À, Ngươi khoác lác mà không sợ đau đầu lưỡi. Ô tổ cười, gần mỗi người đều phải trả giá cho những chuyện mình đã làm. Trên có thương thiên, dưới có hoàng tuyền từ xưa đã thế lý do còn chưa đủ ô tổ nói, chỉ dựa vào những điều ngươi vừa nói thì chưa đủ. Thất sinh đương nhiên cũng biết bấy nhiêu chưa đủ, mỉm cười nói, nếu vậy để vãn bối nói nhiều thêm mấy câu đại vu thần ô tổ lạnh lùng nói, ta cũng muốn nghe xem ngươi sẽ nói ra chuyện gì nhưng trước đó ta phải nói, cho ngươi biết một tin xấu mời tiền bối nói mặc kệ ngươi sắp nói cái gì. Hôm nay ngươi đều phải chết ô tổ âm trầm nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.